người của Tuyên Cổ Điện có lẽ đều có thực lực cường hãn đúng không? Ngươi cảm thấy thế nào? Tam Kỳ lão nhân hỏi lại Lục Lâm Thiên, sau đó nhìn Lục Lâm Thiên nói. Có thể nói là như vậy, chỉ cần là người của Tuyên Cổ Điện, bình thường người có tu vi đồng cấp khó là đối thủ, thậm chí đều có thực lực vượt cấp chống lại đối thủ. Nhưng mà thứ khiến cho người ta kiêng kỵ người của Tuyên Cổ Điện nhất cũng không phải là thực lực của người Tuyên Cổ Điện, mà là Tuyên Cổ Điện là nơi tụ tập những người bất phàm. Những người này tụ tập lại một chỗ có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Những người bất phàm này thậm chí còn có người tới từ 3.000 đại thiên thế giới, hoặc trong các thế lực cường hãn khắp nơi. Tuyên Cổ Điện quả thực là cường hãn a. Lục Lâm Thiên không nhịn được rung động nói một câu, người Tuyên Cổ Điện quả thực khủng bố. Mỗi một người cơ hồ có thể nói là tinh anh, trên người mang hai loại áo nghĩa kỳ lạ cùng áo nghĩa lạ. Thậm chí có thể nói là biến thái, Tuyên Cổ Điện đều do những loại người này tạo thành, tầng thấp nhất là Niết Bàn Cảnh, cho nên không cần nói cũng biết địa vị của Tuyên Cổ Điện. Nhìn Lục Lâm Thiên đang rung động, Tam Kỳ lão nhân nói. Tiểu tử, người còn non lắm, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không phải là thứ mà người bình thường có thể biết được. Mạnh bao nhiêu biết rõ bấy nhiêu chuyện. Tuyên Cổ Điện này ở trong 3.000 đại thiên thế giới có địa vị siêu quần, thậm chí nếu nói theo một mức độ nào đó. Phi Thiên Đạo Tặc với Tuyên Cổ Điện, chỉ cần nói tới phạm vi thế lực mà nói, Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh khó có thể so sánh. So với hai minh còn mạnh hơn. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Đây không phải là vấn đề mạnh yếu, sự tồn tại của Tuyên Cổ Điện không ảnh hưởng tới bất kỳ thế lực nào. Không nhúng tay vào bất luận phân tranh gì. Không giống như Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh, chỉ là Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh chỉ bao quát Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, mà Tuyên Cổ Điện và Phi Thiên Đạo Tặc thì bao quát cả 3.000 Đại Thiên Thế Giới. Tam Kỳ lão nhân nói. Ta hiểu rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu, đại khái hắn cũng đã hiểu được lai lịch của Tuyên Cổ Điện, ngược lại đối với Phi Thiên Đạo Tặc cũng không hiểu quá nhiều. Tam Kỳ lão nhân thỏa mãn gật đầu nói. Tuyên Cổ Điện tuy rằng không nhúng tay vào bất kỳ các thế lực nào, cũng không nhúng tay vào phân tranh, thế nhưng tất cả các thế lực đến muốn có quan hệ với Tuyên Cổ Điện, điểm này ngươi hiểu rõ chứ? Đã hiểu. Lục Lâm Thiên gật đầu, người trong Tuyên Cổ Điện đều không phải bình thường, thậm chí còn là nhân vật tới từ khắp các thế lực cường hãn cùng với cái đại thiên thế giới. Dùng địa vị của Tuyên Cổ Điện, nếu như có thể kéo quan hệ với Tuyên Cổ Điện, không thể nghi ngờ là tương đương ôm lấy một ngọn núi lớn. Chuyện này đối với một ít thế lực mà nói, bọn họ tranh giành nhau để có quan hệ với Tuyên Cổ Điện. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng đã hiểu tại sao Tôn Cao Mộc kia lại không do dự lựa chọn giúp hắn. Áo nghĩa trên người ngươi cũng không ít, sớm muộn gì cũng có thể gia nhập Tuyên Cổ Điện, cho nên ngươi cứ mang theo ngọc bài kia, sau này nói không chừng sẽ có chỗ tốt hơn với ngươi. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên nói. Vạn thế đối quyết lần này ngươi cũng phải cẩn thận một chút, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Tuy rằng thực lực của tiểu tử ngươi hiện tại mạnh hơn một chút. Thế nhưng đắc tội cũng không ít người, ngươi nên tự mình cẩn thận thì hơn. Ta hiểu rồi, mạng ta dai lắm, vô số người muốn giết ta, thế nhưng cuối cùng ta vẫn sống tốt. Lục Lâm Thiên nói. Sáng sớm, bên ngoài đường hầm của vạn cổ thế giới có không ít thân ảnh có mặt. Tộc trưởng Kim Trường, Tôn Cao Mộc, đám người Âm Minh Dạ Xoa đều có mặt. Tôn Oánh Oánh thì đổi một bộ y phục màu xanh lam, khuôn mặt xinh đẹp. Thân hình bay bổng lung linh khiến cho đám người phạm thống, Bạch Kinh Đường phía xa không khỏi liếc mắt nhiều thêm vài lần, thậm chí còn đang thấp giọng nghị luận. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói quá to, bởi vì bọn họ cũng biết Tôn Oánh Oánh này cũng không dễ trêu một chút nào. Trưởng môn, chuyến đi vô minh thế giới này người nên cẩn thận một chút. Chuyện còn lại chúng ta sẽ sắp xếp, lần này nhất định sẽ tiếp thu toàn bộ. Thiên Xu nói với Lục Lâm Thiên. Không thể chủ quan, cẩn thận là hơn. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói. Con ta, đi đi, dành vinh quang cho Hoàng Kim Long Viên nhất tộc ta, ta chờ tin tức tốt của con. Kim Trường tộc trưởng vỗ vỗ bả vai Kim Viên, sau đó lại giang hai tay ôm một cái, tình cảm giữa hai phụ tử cũng không kém. Yên tâm đi, con sẽ không để cho người mất mặt, người cứ chờ tin tức tốt của con là được. Kim Viên vỗ vỗ ngực mình cam đoan, lúc này tu vi của hắn đã là thông thiên cảnh cao giai. Tăng thêm trên người có linh khí áo nghĩa, chuyện này khiến cho sự tin tưởng của Kim Viên đối với bản thân mình tăng lên nhiều. Thái A, tất cả mọi chuyện phải nghe lời sư phụ, đây là lần đầu tiên con rời xa mẫu thân, nhất định phải cẩn thận. Âm Minh Dạ Xoa nhìn Thái A,
trong đôi mắt giống như máu tươi lưu động tràn ngập vẻ yêu thương. Mẫu thân, người yên tâm đi, con sẽ nghe lời sư phụ nói, con cũng phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, về sau sẽ do con bảo hộ mẫu thân. Chiếu cố mẫu thân, Thái A nói, bộ dáng gầy gò, khuôn mặt thanh tú, so với bộ dáng trước kia hoàn toàn là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lòng Âm Minh Dạ Xoa có chút ấm áp, vô cùng yêu thương nói. Có những lời này của con đã đủ rồi, nếu như phụ thân con có biết con đã khôi phục, còn có thành tựu như vậy, nhất định sẽ cao hứng vì con. Lục trưởng môn, chúng ta lên đường đi, sợ rằng bọn họ đã chờ chúng ta rồi. Tôn Cao Mộc đi tới bên người Lục Lâm Thiên, vạn cổ thế giới xảy ra biến cố cho nên hắn cũng chỉ có thể tự mình đi tới vô minh thế giới một chuyến. Một lát sau, đám người Lục Lâm Thiên, Kim Viên, Thái A, Tôn Oánh Oánh dưới sự dẫn dắt của Tôn Cao Mộc đi vào trong đường hầm thế giới. Chư vị, trưởng môn đi tham dự vạn thế đối quyết, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Lần này phải cho trưởng môn xem thủ đoạn cũng đám lão gia hỏa chúng ta. Nhất định phải để cho trưởng môn nhìn chúng ta bằng con mắt khác. Nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh biến mất trong đường hầm thế giới, Thiên Xu lập tức nói với đám người Thất Kiếm, Địa Long bên người. Đây cũng là trận chiến chính thức đầu tiên của Phi Linh Môn, đương nhiên phải làm cho thật rầm rộ mới được. Có liên hệ được với tên âm quỷ kia không? Trong mắt Xu Long, Đường Ngũ có tinh mang bắn ra, khí tức sát phạt trong lúc mơ hồ sôi trào. Đã liên hệ, có lẽ hai ngày nữa sẽ tới. Phạm Thống nói. Chư vị, bắt đầu chuẩn bị đi. Trưởng môn ở trong mật địa hoang vu chỉ có 7 ngày, chúng ta phải gấp rút chuẩn bị. Âm Minh Dạ Xoa nói, vẻ yêu thương trong mắt biến mất, âm thanh âm trầm quái dị khiến cho người ta nghe thấy trong lòng cảm thấy sợ hãi. Bạch Kinh Đường nhìn qua mọi người rồi nói. Các ngươi nói xem, lần này ở trong mật địa hoang vu, 5 người đầu tiên ra ngoài là những ai? Mọi người khinh bỉ nhìn Bạch Kinh Đường, sau đó bỏ đi. Không phải chỉ đoán thôi sao? Các ngươi đừng như vậy à. Bạch Kinh Đường lập tức rầu rĩ nói. Mật địa hoang vu 10 năm mở ra một lần, từ trước tới nay đều vì vạn thế đối quyết mà mở ra. Người của tất cả tiểu thế giới trong vô minh tiểu thiên thế giới tham gia vạn thế đối quyết, dựa vào ngọc giản thân phận tiến vào trong mật địa hoang vu, sau đó mật địa hoang vu sẽ đóng cửa. Trong mật địa hoang vu, người hai đại liên minh sắp xếp 5 ngọc giản không gian. Chỉ cần đạt được ngọc giản không gian này rồi bóp nát nó là có thể rời khỏi thế giới hoang vu. Mà 5 người thông qua ngọc giản rời khỏi đến lúc đó sẽ là người chiến thắng. Sau đó sẽ đi tới vô sắc trung thiên thế giới tham dự vòng tiếp theo của vạn thế đối quyết. Vạn thế đối quyết, việc trọng đại bực này trong vô minh thế giới càng thêm rung động. Hơn 1.000 tiểu thế giới tham dự, cũng chỉ có vạn thế đối quyết mới có nhiều người tụ tập như vậy. Mật địa hoang vu ở một sơn mạch hoang vu. Lúc này vô cùng náo nhiệt. Không ít người của tiểu thế giới tiến vào vô minh thế giới chỉ chiếm ngưỡng phong thái của những người trẻ tuổi tham dự vạn thế đối quyết, còn là nơi không ít tiểu thế lực tìm kiếm nhân tài. Nhưng mà người bình thường muốn tới vô minh thế giới chiêm ngưỡng phong thái các thanh niên tài tuấn không hề dễ một chút nào. Chỉ riêng phi tổn của đường hầm thế giới cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Cả vô minh thế giới, đoạn thời gian này cũng đã sớm sôi trào, không ít nơi thiết lập đánh cược. Đánh bạc xem 5 người cuối cùng nào sẽ chiến thắng. Người tham dự vô số, tiền đặt cược cũng cao kinh người. Tóm lại đoạn thời gian này thứ mà tất cả mọi người quan tâm là vạn thế đối quyết, tất cả những thứ liên quan. Mà vạn thế đối quyết càng gần, ánh mắt tất cả mọi người cũng nhìn về phía sơn mạch hoang vu. Sáng sớm, trong sơn mạch hoang vu, nắng sớm xua tan bóng đêm, từng dãy núi xuất hiện. Tuy rằng sơn mạch hoang vu này gọi là sơn mạch hoang vu, thế nhưng trên thực tế lại không hề hoang vu một chút nào, khắp nơi xanh biết, giống như một nơi tràn ngập sinh cơ rạt rào. Một ngày mới bắt đầu, trong sơn mạch lập tức có vô số khí tức giống như bắt đầu thức tỉnh, trong dãy núi, từng khí tức bắt đầu nổi lên sóng gió, bởi vì hôm nay chính là mật địa hoang vu ở trong sơn mạch hoang vu mở ra. Siêu siêu, ngay trong dãy núi có vô số đạo khí tức thức tỉnh, chấn động, giữa không trung, gần vạn đạo thân ảnh vọt tới, rậm rạp chằng chịt. Che khuất bầu trời. Khí tức hùng hồn kéo tới, cả không gian xuất hiện chấn động kịch liệt. Thấy không, phía trước đều là đại biểu của thanh niên đồng lứa trong vô minh tiểu thiên thế giới, ở trong tiểu thế giới của mình bọn hắn đều là tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi, mỗi một người đều là người nổi bật. Nhiều thanh niên đồng lứa như vậy có mặt, muốn trở thành 5 người cuối cùng không hề dễ dàng a.
nếu như trở thành năm người thắng cuộc trong hoang vu mật địa, vậy thì sau này tiền đồ không thể hạn lượng. Nghe nói lần này có không ít nhân vật đứng đầu xuất hiện, như Phạm Kiếm Nhân của Thiên Thủy Môn, người này từ trung thiên thế giới tu luyện trở về, trong khoảng thời gian ngắn không ngờ tu vi đạt tới thông thiên cảnh sơ giai. Phạm Kiếm Nhân này chính là con của Phạm Sàm của Thiên Thủy Môn. Nghe nói vì vạn thế đối quyết, Phạm Sàm đã vận dụng tài nguyên của cả Thiên Thủy Môn giúp Phạm Kiếm Nhân đột phá, là bởi vì muốn Phạm Sàm tỏa sáng rực rỡ trong vạn thế đối quyết. Không thể nào, thực lực của Phạm Kiếm Nhân tăng nhanh như vậy, sợ rằng Thiên Thủy Môn này đầu tư vô cùng kinh người a. Chỉ cần Phạm Kiếm Nhân này có thể có được thành tích tốt trong trung thiên thế giới, Thiên Thủy Môn sẽ thu lại được tất cả. Lần này trong hoang vu sơn mạch này, dùng tu vi hiện tại của Phạm Kiếm Nhân, hẳn là dễ dàng trở thành một trong năm người a. Mau nhìn, người kia thật giống như là Phạm Kiếm Nhân a. Nữ tử bên cạnh hắn là ai? Thật sự là xinh đẹp. Đó là Phương Thải Y, nghe nói là hôn thê của Phạm Kiếm Nhân, nếu không phải bởi vì vạn thế đối quyết, sợ rằng đã sớm thành hôn rồi. Trên một ngọn núi lớn phía trước, trên vạn người đạp không mà đứng, khí tức cuồn cuộn chấn động, không gian tựa như cứng lại. Trong đám người, có một thanh niên mặc hoa phục đứng đầu, có vài phần khí chất, bộ dáng coi như tuấn tú, chỉ là trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Mà ngay cả đám thanh niên tài tuấn chung quanh dường như cũng không được người này để vào trong mắt, chỉ là đối với nữ tử bên cạnh, thanh niên này cực kỳ lấy lòng. Bộ dáng nữ tử này chừng 25, 26 tuổi, mái tóc đen như mực, người mặc bộ váy dài màu đen, thân thể mềm mại, linh lung, gầy gò mà lại xinh đẹp động lòng người. Thải Y, vạn thế đối quyết ở trong sơn mạch hoang vu lần này chúng ta chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chờ sau khi chúng ta đạt được top 5 rồi thành thân A. Đến lúc đó ta với phụ thân sẽ tới gặp phụ thân nàng cầu thân. Thanh niên mặc hoa phục nói với nữ tử bên cạnh, người này chính là thiếu môn chủ Thiên Thủy Môn Phạm Kiếm Nhân. Nữ tử này có khuôn mặt động lòng người, làn da trắng nõn như ngọc, nhìn qua giống như óng ánh, mắt ngọc mày ngài, nhìn qua có vẻ nhu nhược. Cặp môi đỏ mọng, thân thể nhìn qua có cảm giác nhanh nhẹn, cơ trí. Lúc này nữ tử này kê hê ích nhíu mày, người này trừ Phương Thải Y ra đương nhiên không còn ai khác. Nhìn Phạm Kiếm Nhân, Phương Thải Y khẽ nói. Sư huynh, đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại quan trọng nhất là trở thành một trong năm người dẫn đầu trong vạn thế đối quyết, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Thải Y, chúng ta đã đính hôn 20 năm rồi, sao nàng còn gọi ta là sư huynh a? Chúng ta là người một nhà rồi, quyết định như vậy đi, sau khi chúng ta từ hoang vu mật địa đi ra sẽ thành thân. Ánh mắt Phạm Kiếm Nhân nhảy lên, lập tức vươn tay ra, muốn nắm lấy tay Phương Thải Y. Phương Thải Y khẽ rụt tay lại, nhẹ nhàng vén tóc mai, động tác nhẹ nhàng vũ mị khiến cho Phạm Kiếm Nhân nhìn vào lập tức ngẩng người, không ít người chung quanh cũng lập tức nhìn vào. Kiếm Nhân, chuyện lập gia đình đến lúc đó rồi nói sau. Phương Thải Y nói, cứ quyết định như vậy đi, ta đã bảo phụ thân ta rồi, lần này có lẽ phụ thân nàng cũng sẽ đưa ngươi trong vạn cổ thế giới tới đây. Đến lúc đó vừa vặn quyết định hôn sự của chúng ta. Chúng ta cần ngọc giản không gian sẽ trực tiếp xuất hiện trên quảng trường. Khi đó phụ thân ta và phụ thân nàng cũng sẽ ở trên quảng trường chờ chúng ta. Phạm Kiếm Nhân thực sự đã không nhịn được nữa, 20 năm qua, tuy rằng là đính hôn, thế nhưng ngay cả bàn tay nhỏ bé của vị hôn thê xinh đẹp này cũng không nắm được lấy một lần. Chỉ có thể nhìn mà không thể động, chuyện này khiến cho hắn cơ hồ sắp sụp đổ, một phút hắn cũng không muốn nhịn nữa. Phương Thải Y không nói gì thêm, đôi mắt u tĩnh, mê ly biến ảo bất định, có chút bất đắc dĩ. Lần này ta trở về, nghe phụ thân ta nói, mười mấy năm trước tên Lục Lâm Thiên vô sỉ kia đã bị đánh chết trong thị hoang thế giới. Loại người vô sỉ này dám làm ra chuyện như vậy trong thải hồng cố, cuối cùng cũng không trốn thoát khỏi tay Thiên Thủy Môn ta, chết rất tốt. Phạm Kiếm Nhân đắc y nói. Nói tới ba chữ quen thuộc kia, thân thể mềm mại của Phương Thải Y run lên, khẽ cúi đầu thì thào nói. Hắn không phải là loại người như vậy, nhất định không phải là loại người như vậy. Phụ thân, chẳng lẽ người gạt con hay sao? Ầm ầm. Vào giờ phút này, trong phiến thiên địa này nổi lên chấn động. Trên ngọn núi khổng lồ phía trước đột nhiên có quang mang chói mắt bắn ra. Vô số người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi đang phát ra quang mang chói mắt kia. Quang mang chói mắt run run, một cỗ khí tức rung động nhân tâm bắt đầu lan tản ra, quang mang trước ngọn núi bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, không gian theo đó xuất hiện chấn động.
Chấn động trong không Gina ngày càng kịch liệt, giống như cả thiên địa đang rung chuyển vậy. Siêu siêu. Trong khoảng thời gian ngắn, trước ngọn núi cực lớn trong không gian, quang mang tràn ngập không gian vặn vẹo, chấn động, dần dần ngưng tụ thành một vòng xoáy giống như cửa vào không gian. Chung quanh cửa vào này tràn ngập gợn sóng không gian, gợn sóng trong không gian giống như nước sôi, một cỗ năng lượng chấn động khủng bố lan tràn ra khiến cho người ta trong lúc vô hình run rẩy trong lòng. Tất cả những người tiến vào hoang vu mật địa nghe rõ đây, thời gian đã tới, mật địa mở ra. Mọi người nhanh chóng tiến vào bên trong mật địa còn có vô số linh dược, nói không chừng còn có bảo vật. Các ngươi phải dựa vào cơ duyên của bản thân mình, ngọc giản không gian đặt ở chỗ sâu trong đó. Năm người cầm ngọc giản không gian đi ra đầu tiên coi như là thắng. Nhớ kỹ, ai dùng ngoại lực như khôi lỗi, chiến hạm coi như bị loại bỏ tư cách. Sẽ bị hai đại liên minh liên thủ đánh chết. Cửa vào không gian xuất hiện, trên không trung có tiếng hét lớn truyền ra, thanh âm quanh quẩn trên sơn mạch, nói. Hiện tại các ngươi có thể đi vào, cửa vào không gian một lát nữa sẽ đóng lại, người chưa kịp đi vào thì coi như không may, đồng thời cũng bị hủy bỏ tư cách. Tiếng hét lớn vang lên, lập tức có mấy ngàn đạo thân ảnh phóng lên trời, toàn thân được quang mang bao phủ, mang theo tiếng xé gió liên tiếng vang vọng, trực tiếp tiến vào trong cánh cửa không gian. Thải Y, chúng ta đi thôi. Phạm Kiếm Nhân đạp mạnh không trung, thân thể trực tiếp bắn vào bên trong. Bộ váy dài trên người Phương Thải Y tung bay, thân ảnh xinh đẹp nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Siêu siêu. Tiếng xé gió phô thiên cái địa vang vọng không ngừng, từng đạo thân ảnh trên không trung không ngừng bắn tới cánh cửa trong không gian. Người phía sau nối đuôi người phía trước, sợ rằng bị chậm không vào trong được. Lục Đại Nhân, oánh oánh. Hoang vu mật địa đã được mở ra, mau vào đi, bằng không sẽ không kịp. Chuyện còn lại giao cho ta là được rồi, 7 ngày sau ta sẽ ở trên quảng trường chờ tin tức của mọi người. Phía xa xa lúc này có mười mấy đạo thân ảnh vội vàng lướt tới, chính là mấy người Lục Lâm Thiên, Thái A, Kim Viên, Tôn Cao Mộc, Tôn Oánh Oánh đang đi tới. Tôn các chủ, chúng ta vào đây. Phụ thân, con vào trong đây. Hai đạo thanh âm vang lên. Mấy đạo thân ảnh này đột nhiên tăng tốc, thân ảnh giống như thiểm điện phá không bắn về phía trước, quanh thân được quang mang bao phủ, thân thể giống như từng đạo tàn ảnh mơ hồ trực tiếp tiến vào trong cánh cửa không gian. Lục Đại Nhân, mong người chiếu cố nhi nữ của ta nhiều hơn. Mong cả vào Lục Đại Nhân. Tôn Cao Mộc dừng lại, lau mồ hôi trên trán, thì thào nói. May mà tới kịp, sớm biết như vậy nên xuất phát sớm một chút. Tôn Cao Mộc. Ta không ngờ ngươi lại tới a. Tôn Cao Mộc vừa mới nói xong, giữa không trung lập tức có không ít thân ảnh nhảy tới. Có một đạo thân ảnh nhanh chóng đáp xuống bên người Tôn Cao Mộc, bộ dáng trung niên, cho ngầm ắt mơ hồ có tinh mang lập lòe, khí tức áo nghĩa linh hồn trên người chấn động, nhìn qua cực kỳ hòa ái. Hướng đường chủ. Tôn Cao Mộc khẽ hành lễ. Ngươi không cần phải khách khí, đường chủ cái gì, ngươi cứ gọi như bình thường là được. Mỗi một lần người Vạn Thiên Liên Minh chúng ta so với Chiến Thiên Liên Minh ít hơn không ít, danh tiếng cũng không có nhiều như Chiến Thiên Liên Minh. Lần này bốn người bên các ngươi không ngờ lại là người của Vạn Thiên Liên Minh, nếu như có thể tiến vào vòng tiếp theo, ta sẽ mời ngươi 3 ngày uống hoa tử a. Người vừa mới tới cười ha hả, lập tức đặt tay lên vai Tôn Cao Mộc nói. Còn phải 7 ngày nữa, chúng ta đi tụ tập một chút, đến lúc đó rồi mới đợi ở quảng trường. Đúng rồi. Ta nói này huynh đệ, 200 năm trước chúng ta định hôn nhân cho hai đứa nhỏ a, nhà đầu Oánh Oánh kia hiện tại cũng trở về, tiểu tử nhà ta nghe nói Oánh Oánh trở về lần này cũng cố ý trở về tham gia vạn thế đối quyết. Huynh đệ xem chuyện hai đứa nó. Hướng huynh a, ta đau bụng, một lát nữa nói sau. Khi thân thể Lục Lâm Thiên tiến vào trong cánh cửa không gian, khi hắn xuất hiện đã tới không trung trên một quần sơn bao la, sơn mạch liên miên không ngớt, từng dãy núi trùng điệp, lờ mờ. Khắp nơi là một mảnh xanh biếc, năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm. Năng lượng trong vô minh thế giới này đứng đầu trong cả vô minh tiểu thiên thế giới. Năng lượng ở trong hoang vu mật địa cũng không ngoại lệ a. Thái A hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt, bộ dáng thanh tú, ánh mắt cực kỳ linh động. Tiểu gia hỏa, khí tức trên người của ngươi rất kỳ quái a, ta không nhìn thấy khí tức tu vi của ngươi. Ta nói tiểu gia hỏa nhà ngươi. Rốt cuộc có đủ thực lực hay không? Hay là tới lúc đó lại bám áo chúng ta? Tôn Oánh Oánh nhìn Thái A nói. Thái A quay đầu lại nhìn Tôn Oánh Oánh,
lập tức cung kính đứng bên người Lục Lâm Thiên, hoàn toàn không để ý tới Tôn Oánh Oánh. Này, tiểu gia hỏa nhà ngươi! Tôn Oánh Oánh lập tức ủy khuất, ở trong Hồng Linh Các và Tôn gia chưa từng có ai không nể mặt nàng như vậy, chỉ là nàng còn chưa nói hết lớn, Kim Viên đã ngắt lời Tôn Oánh Oánh, nói. Yên tâm đi, ngươi đừng gây phiền phức cho chúng ta là được rồi, 100 ngươi còn chưa đủ để Thái A đập A. Có ý gì, các ngươi đều xem thường ta, ta cho ngươi biết, ta. Tôn Oánh Oánh lập tức chống nạnh, trừng mắt nhìn Kim Viên lý luận. Chúng ta đi tìm Ngọc Giản không gian, cũng không biết Ngọc Giản không gian ở nơi nào. Lục Lâm Thiên nhìn phía trước, lúc này ở phía trước hắn có vô số thân ảnh biến mất tại chỗ, hắn sợ bị kẻ khác nhanh chân tới trước. Ta biết rõ, hừ. Ánh mắt Tôn Oánh Oánh nảy lên, lập tức vô cùng hăng hái. Sư phụ, trước khi đến con đã điều tra, Ngọc Giản không gian đặt ở trong Hoang Vu Đại Điện ở sâu trong này, cùng với Ngọc Giản không gian nghe nói còn có một khỏa huyền nguyên đan cấp độ thiên phẩm cao giai, xem như là thứ mà Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh khen thưởng cho người nhận được Ngọc Giản. Hoang Vu Mật Địa này trước kia là động thủ của một phi thiên đạo tặc vẫn lạc, về sau lại bị người khác phát hiện ra. Khi đó nơi này cũng không giống hiện tại, nghe nói trong này còn có không ít linh dược, nói không chừng còn có thể gặp được bảo vật. Thái A một hơi nói với Lục Lâm Thiên. Ngươi! Tôn Oánh Oánh nhìn thấy Thái A không ngờ lại biết rõ tức thì tức tối dậm chân, thế nhưng không thể làm gì khác hơn là hung hăng trừng mắt nhìn Thái A. Phi thiên đạo tặc. Đây là lần thứ hai Lục Lâm Thiên nghe nói tới phi thiên đạo tặc. Mấy ngày hôm trước từ trong miệng Tam Kỳ lão nhân hắn cũng đã nghe được sự tồn tại của phi thiên đạo tặc. Phi thiên đạo tặc là tồn tại kinh khủng nhất trong đạo phỉ thế giới. Mỗi một phi thiên đạo tặc đều là tồn tại khủng bố, bọn họ mới thực sự là tồn tại khủng bố. Đạo phỉ thời gian chỉ là danh hiệu bình thường mà thôi. Phi thiên đạo tặc, coi như là Vạn Thiên Liên Minh, Chiến Thiên Liên Minh cũng không dám trêu chọc, cơ hồ tất cả đạo phỉ trong thế giới đạo phỉ đều muốn trở thành phi thiên đạo tặc. Mỗi một phi thiên đạo tặc đều có thực lực khủng bố, thế giới đạo phỉ bình thường cũng khó có lấy một phi thiên đạo tặc. Thái A lần nữa nói ra. Tiểu gia hỏa, không ngờ ngươi lại biết nhiều như vậy. Tôn Oánh Oánh chống nạnh trừng mắt nhìn Thái A. Thái A trừng mắt nhìn Tôn Oánh Oánh nói. Trong sách có nói nữ nhân hung dữ, không nói lý, trừ mẫu thân ta ra, quả nhiên đều là như vậy. Tiểu gia hỏa, tức chết ta, ngày hôm nay ta nhất định phải thu thập ngươi. Tôn Oánh Oánh nghe vậy hai mắt trợn tròn, lập tức nổi giận đùng đùng, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Được rồi, chúng ta lên đường đi, bằng không sẽ bị người ta nhanh chân tới trước. Lục Lâm Thiên nói, đám người trước mặt bọn họ khi trước hiện tại đã phân thành top 5 top 3 biến mất trên không trung. Trưởng môn, ta được rồi, tra được tin tức trong vạn cổ thế giới rồi. Trong dãy kiến trúc liên miên, trong một đình viện yên tĩnh có một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Sau đó cung kính bẩm báo với một lão giả bộ dáng chừng 50 tuổi, ánh mắt âm trầm. Lão giả này mặc trường bào, toàn thân mang theo khí tức âm hàn, người này nói. Cha được tin tức gì? Người vừa mới tới cúi đầu nói tiếp. Mấy ngày nay hai người chúng ta phái đi vạn cổ thế giới đều không có ai trở về. Bất quá chúng ta vừa mới thu được tin tức, vạn cổ thế giới có người tới tham gia vạn thế đối quyết, chỉ là cũng không có nhìn thấy người của Thải Hồng Cốc. Cũng không nhìn thấy phó môn chủ, tất cả là người được Hồng Linh Các của Vạn Thiên Liên Minh sắp xếp tới. Hồng Linh Các, ánh mắt âm trầm của lão giả khẽ đảo, có chút nghi ngờ lẩm bẩm. Trưởng môn, chúng ta nhận được tin tức, Hồng Linh Các lần này sắp xếp 4 người, thế nhưng trong đó có một người lại có chút đặc biệt. Người cai do dự một chút rồi nói với lão giả âm trầm. Người nào, nói mau. Lão giả âm trầm nói. Trưởng môn. Người này gọi là Lục Lâm Thiên. Phanh. Người này vừa mới nói xong, đột nhiên đã có một cỗ khí tức lạnh lẽo bao phủ toàn thân, thân thể lập tức bị đóng băng, thanh âm trầm đỡ Upsilon, C vang lên, sau đó thân thể hắn trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Hỏi một câu, nói một câu, giữ lại ngươi làm gì? Lão giả có ánh mắt âm trầm kia khẽ nói. Lục Lâm Thiên, chẳng lẽ Lục Lâm Thiên thực sự không chết sao? Nếu không chết có lẽ Đỗ Lộc có thể giải quyết được. Vì sao hắn ta còn chưa trở lại? Trong vạn cổ thế giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại là người của Vạn Thiên Liên Minh đưa tới? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Lâm Thiên huynh đệ, không ngờ tới nơi này còn có thiên linh thủ ô a. Nghe nói thứ này có thể luyện chế đan dược thiên phẩm.
Trong một ngọn núi, Kim Viên cầm một cây linh dược trong tay, khuôn mặt vui vẻ không thôi. Trên mặt đất chung quanh có vài thanh niên đang nằm, toàn thân tràn ngập máu tươi, vết thương chồng chất. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói, tuy rằng giá trị của thiên linh thủ ô không tệ, bất quá đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói, hắn không có một chút hứng thú nào. Thế nhưng tốt xấu giá đây cũng là linh dược có giá trị vài ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, tự nhiên không thể buông tha. Mấy đồ vật không biết sống chết, bảo các ngươi giao ra bổn đại gia đỡ phải động thủ. Lần kế tiếp Kim Viên gia gia sẽ không ra tay nhẹ như vậy nữa đâu. Lần này tha cho các ngươi một mạng. Kim Viên trầm giọng nói, bốn người lập tức biến mất tại chỗ. Hoàng hôn, dãy núi được ánh trời chiều bao phủ, sắc trời dần dần tối đi. Ngọn núi phía xa lúc này đã gần như bị bao phủ trong màn đêm. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện trước hạp gốc, bốn người này chính là bốn người Lục Lâm Thiên, Thái A, Kim Viên, Tôn Oánh Oánh. Ta nói chúng ta đã chạy liên tục không ngừng bốn ngày rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Tôn Oánh Oánh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên nhìn hạp cốc phía trước rồi nói. Đêm nay chúng ta đặt chân ở đây đi, sáng sớm ngày mai xuất phát, chúng ta đã đuổi kịp đám người phía trước, không cần nóng vội quá. Các ngươi là người của thế giới nào? Khi bốn người đang tiến vào hạp cốc đột nhiên có năm đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía bốn người Lục Lâm Thiên tràn ngập hàn ý. Vạn cổ thế giới. Ánh mắt Thái A khẽ đổi, sau đó ngẩng đầu lên nói. Vạn cổ thế giới. Năm người nhìn bốn người Lục Lâm Thiên nói. Nơi này chúng ta tới trước, các ngươi đi đi, muốn tìm chỗ đặt chân thì nên cách nơi này xa xa một chút. Tôn Oánh Oánh nói. Ai ui, không ngờ lại có nữ nhân tươi ngon như vậy, nếu như ngươi theo hầu ta cả đêm, ta sẽ cho ngươi trú chân trong này, thế nào? Trong năm người có một thanh niên áo trắng dùng ánh mắt dâm tà nhìn Tôn Oánh Oánh, đôi mắt tức thì tràn ngập vẻ nóng bỏng. Muốn chết, dám ăn đậu hũ của ta. Sắc mặt Tôn Oánh Oánh lập tức trầm xuống, thân thể mềm mại run rẩy. Ít nói nhảm đi, có lăn ra xa hay không? Hạp cốc này ta đã tới trước, không lăn sẽ chết. Thanh niên đầu linh trong năm người trừng mắt nhìn thanh niên áo trắng, lập tức âm trầm nói với bốn người Lục Lâm Thiên. Ai ui, hung hăng càn quấy, chưa từng thấy ai dám hung hăng càn quấy trước mặt Kim Viên gia gia của ngươi như vậy a. Kim Viên lập tức giận dữ hét lớn một tiếng, thanh âm vạng vọng không gian. Dứt lời, thân thể nhanh như thiểm điện đánh tới, quyền ấn bằng nguyên lực thuộc tính thổ ngập trời nhanh chóng ngưng tụ, trực tiếp đánh về phía đại hán đầu lĩnh kia. Phanh! Thanh âm trầm đỡ Upsilon, C vang lên, kình phong khủng bố rung động tuôn ra, không gian, mặt đất chung quanh bị năng lượng khủng bố còn lại phá hủy, chấn vỡ. Thanh niên đầu lĩnh kia còn chưa kịp phản ứng thì quyền ấn của Kim Viên đã đánh vào thân thể hắn, thân thể trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Phanh! Cùng một thời gian, một đạo thân ảnh xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước người thanh niên áo trắng, một cỗ khí tức nóng bỏng đột nhiên lan tràn, một đạo trưởng ấn mang theo hỏa diễm giống như thực chất trực tiếp đánh xuống. Phụt! Trưởng ấn đánh xuống, kình phong nóng bỏng mà khủng bố khuếch tán, thanh niên áo trắng trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể bị đánh bay. Thông thiên cảnh, bọn họ có thông thiên cảnh. Sắc mặt ba người còn lại lập tức trắng bệch, hoảng hốt, quay đầu nhìn qua hạp cốc. Căn bản không dám dừng lại mà nhanh chóng chạy trốn, hận không thể chạy nhanh hơn một chút. Thanh niên áo trắng vừa mới rơi xuống mặt đất lập tức lồm cồm bò dậy, bàn chân đạp mạnh mặt đất, lập tức chạy trốn. Dám đùa bỡn bổn tiểu thư, nói ngươi chết chắc vậy thì ngươi nhất định sẽ chết. Thân ảnh xinh đẹp mềm mại kia đạp mạnh hư không, không gian run lên một cái, trực tiếp bắn về phía thanh niên áo trắng đang chạy trốn, nhanh chóng xuất hiện sau lưng người này. Một đạo trưởng ấn xuyên thủng không gian xuất hiện, không gian ven đường bỗng nhiên nổ tung, trưởng ấn nhanh chóng đánh thẳng vào người thanh niên áo trắng. Phanh! Thân thể thanh niên áo trắng lập tức hóa thành huyết vụ, hồn anh và linh hồn phân thân cũng không trốn thoát. Không ngờ tiểu nha đầu ngươi ra tay lại gọn gàng như vậy. Kim Viên nhìn ba người chạy trốn, cũng không có hứng thú đuổi theo. Chỉ có ba ngộ chân cảnh, cũng không tạo thành hứng thú với hắn. Trốn thì cho ba người này trốn. Mà lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía Tôn Oánh Oánh có chút kinh ngạc. Hừ, ta nói rồi, ta sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Tôn Oánh Oánh vỗ tay, hừ một câu. Một chiêu có thể đánh chết, không nên để tới hai chiêu, nếu như gặp phải nguy hiểm chính thức, hoặc là người này ẩn giấu thực lực thì ngươi chết chắc rồi. Sau lưng Lục Lâm Thiên, Thái A vẫn lạnh nhạt,
không chút khách khí nhìn Tôn Oánh Oánh nói. Tiểu gia hỏa, ta và ngươi có cửu oán đúng không? Khuôn mặt đang vui vẻ của Tôn Oánh Oánh nhanh chóng vì Thái A mà bắt đầu vặn vẹo. Thái A không thèm để ý tới Tôn Oánh Oánh mà nói với Lục Lâm Thiên. Sư phụ, mấy người kia dường như có chút không bình thường, có lẽ trong hạp gốc này có thứ gì đó cũng không nhất định. Là không quá bình thường, chúng ta đi xem một chút. Lục Lâm Thiên nói. Trong hạp gốc tràn ngập khí thức cổ xưa, hoang vu, bốn phía đều là vách núi đá, tảng đá dựng đứng, ở giữa có vô số khe nứt. Sư phụ, chẳng lẽ là nơi này sao? Một lát sau, thân ảnh Thái A xuất hiện trên một khối đá, ánh trời chiều như máu chiếu rọi vào tảng đá, khiến cho cả tảng đá được kim mang nhàn nhạt bao phủ. Trong này cũng không có gì đặc biệt a, cũng giống như những nơi khác, không có bất kỳ khí thức nào chấn động. Kim Viên nhìn tảng đá mà Thái A chỉ, vô cùng nghi hoặc hỏi. Đây không phải là thạch bích bình thường, Thái A, cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên trên thạch bích, dưới ánh chiều, dường như thạch bích đang tỏa ra quang mang yếu ớt. Yên tâm đi sư phụ, thứ này không làm khó được con đâu, trên thạch bích này có bố trí huyễn trận. Đối với Thái A, hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không quá lo lắng, thực lực đại đạo cảnh đỉnh phong, nếu chỉ so tu vi thì so với hắn còn cao hơn nhiều. Hắn mới chí là bán đạo chi cảnh, mà đồ đệ của hắn đã là đại đạo cảnh, nhắc tới chuyện này bản thân Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cười khổ. Mà lúc trước Thái A được bao mươi năm thống khổ tôi luyện, ông trời cũng công bằng, khiến cho tiểu tử này có thiên phú kinh người, đó là tinh thông trận pháp, khôi lỗi, là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn. Đồng thời còn có thiên phú đặc biệt về áo nghĩa linh hồn, đối với chuyện này Lục Lâm Thiên cũng vô cùng thỏa mãn. Ngay cả bản thân Lục Lâm Thiên bây giờ cũng không biết rốt cuộc giới hạn của thực lực Thái A tới đâu, tính ra, Thái A thậm chí còn chưa toàn lực giao thủ với đối thủ nào. Trong này chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Nhìn thấy động tác của Thái A, Tôn Oánh Oánh lập tức có hứng thú, đôi mắt to nhìn vào trên thạch bích, xoa xoa tay, vô cùng kích động. Phanh, một tiếng trầm đờ upsilon, C vang lên, thủ ấn Thái A biến hóa, thạch bích dưới ánh trời chiều tỏa ra quang mang yếu ớt kia rạn nứt từng khúc. Trực tiếp vỡ nát, lộ ra một sơn động lớn. Sơn động này có chút bình thường, bốn phía đều là thạch bích dày đặc, trong động là một mảnh tối đen. Có bảo vật, ta đi trước tìm. Tôn Oánh Oánh đạp mạnh mặt đất, thân thể được quang mang bằng năng lượng bao phủ, nhanh chóng lướt vào trong sơn động. Cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ khẽ quát một tiếng, đồng thời lập tức cùng với hai người Kim Viên, Thái A cẩn thận đi vào trong sơn động. Sơn động này uốn lượn, xoay quanh hạp cốc này, bốn người tìm kiếm hai lần trong sơn động uốn lượn này, thế nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Sơn động này diện tích không nhỏ, những con đường nhỏ bên trong dường như tương liên với nhau. Không ngờ lại không có, chẳng lẽ bị người khác nhanh chân tới trước hay sao? Đang hào hứng bừng bừng thế nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ phát hiện nào, Tôn Oánh Oánh chu miệng, vô cùng không phục. Thủ đoạn bố trí ngoài cửa động dường như đã bố trí vô cùng lâu. Cho nên cũng không giống như bị người khác nhanh chân tới trước. Thái A nói. Chẳng lẽ có ai đó cố ý bố trí thủ đoạn? Kim Viên nói. Khuôn mặt tuấn tú của Thái A trầm xuống, ánh mắt hơi đổi, nói. Có lẽ như vậy cũng không biết chừng, ảo trận bên ngoài cực kỳ cao minh. Người bình thường căn bản không thể phát hiện ra. Bố trí cực kỳ xảo diệu, thạch bích kia chính là trở hồn thạch, ngăn cản tất cả dò xét, nếu như không phải lúc này có mặt trời chiếu vào. Ta cũng khó mà phát hiện ra được. Quả thực cực kỳ xảo diệu, cũng là thủ bút lớn. Trở hồn thạch có giá trị vô cùng xa xỉ, cho dù có tiền cũng không mua được. Lục Lâm Thiên đứng trước thạch bích, tay vươn ra vuốt ve thạch bích. Sư phụ, chẳng lẽ? Ánh mắt Thái A nhảy lên, trong thạch bích vang lên tiếng ken két rồi bị nghiền nát dễ dàng giống như đậu hũ. Sau khi thạch bích dày chừng một thước vỡ nát, một cái động sâu khác xuất hiện trước mắt mấy người Thái A. Sau động sâu này xuất hiện nham thạch màu xám, so với thạch bích bên ngoài vô cùng tương phản, trên lớp nham thạch màu xám này không có bất kỳ năng lượng nào chấn động, tâm thần dò xét tràn ra, lớp nham thạch này so với bất kỳ lớp nham thạch nào cũng không có khác gì nhau. Mà sau khi nhìn thấy lớp nham thạch này, sắc mặt Thái A đột nhiên biến đổi, lập tức cao hứng nói. Sư phụ, là trở hồn thạch, trong này đều là trở hồn thạch, khó trách chúng ta đều không nhìn ra cái gì. Nhiều trở hồn thạch như vậy, giá trị vô cùng xa xỉ a. Trở hồn thạch chính là bảo vật a.
để ta xem rốt cuộc bên trong này có thứ gì mà lại có nhiều trợ hồn thạch như vậy. Kim Viên phất tay trực tiếp đánh ra, một đạo quyền ấn được ngưng tụ, không gian ven đường bỗng nhiên nổ tung. Trong chớp mắt quyền ấn ầm ầm rơi vào trên trợ hồn thạch. Phanh! Trợ hồn thạch dưới một chảo của Thái A Lộ ra lúc này trực tiếp bị đánh nát, cả sơn động theo đó run lên. Sau trợ hồn thạch lại có một động thiên khác, một sơn động có diện tích không nhỏ lần nữa xuất hiện trước mắt bốn người. Bốn người nhìn nhau, lập tức bước vào trong sơn động này. Trong động không nhiễm một hạt bụi, đều là ngọc thạch bóng loáng phủ kín, giống như không nhiễm trần thế. Chỉ là trong mắt mọi người, trong thạch động này ngoài ngọc thạch bóng loáng ra lại vẫn rỗng tuếch. Ha ha! Ngay khi bốn người đang nghi hoặc, trong động có một tiếng cười to vang lên, thanh âm giống như từ trong hư không truyền ra. Ngay trong ánh mắt ngây ngốc của bốn người, hư không trong sơn động nổi lên chấn động, giống như có người sắp xé rách không gian, đột nhiên từng đạo lưu quang từ trong hư không chấn động phóng ra. Tuyệt Linh Vi Hồn Giáo, là tồn tại cường hãn trong linh khí tiên thiên. Tin hồn tẩy hồn đan, đan dược đạo phẩm cao giai đỉnh phong. Hồn thiên tiên, linh khí tiên thiên tinh phẩm. Từng đạo thanh âm vang lên, trong hư không lập tức có từng hộp gấm và từng kiện linh khí trực tiếp lơ lửng trên không trung. Một cỗ khí tức mênh mông lan tràn ra, khiến cho hư không trong sơn động chấn động kịch liệt. Dưới khí tức mênh mông này, khuôn mặt hai người Kim Viên và Tôn Oánh Oánh tức thì đỏ lên, linh lực trong cơ thể bành trướng, sôi trào. Trong thạch động giống như không nhiễm bụi trần này nhanh chóng có vô số hộp gấm và linh khí dập dạp xuất hiện, đều là thứ vô cùng khó gặp, thậm chí đan dược chưa từng nghe nói còn có thể trăm khỏa. Linh khí tiên thiên có trên trăm kiện. Mỗi một kiện linh khí tiên thiên đều là tồn tại tinh phẩm trong linh khí tiên thiên. Cuối cùng là tinh thạch thế giới mà cả đời ta cất giấu, 8.000 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Dứt lời, một chiếc nhẫn chữ vật được quang mang sáng chói bao phủ xuất hiện trong động. Hít! Kim Viên nhìn tất cả mọi thứ trên không trung, lúc này yết hầu cảm thấy khô khốc, không ngừng nuốt nước bọt, ánh mắt bắt đầu trở nên đỏ thẫm. Phát tài rồi, phát tài rồi! Ngay cả lão tổ cũng không có nhiều thứ tốt như vậy à. Tôn Oánh Oánh trợn mắt nói. Nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng có người phát hiện ra bí mật trong này, càng là nơi đơn giản lại càng không có ai chú ý tới. Trong hoang vu đại điện, những vật kia vốn ta không định lấy, đều là tàn phẩm lại được người ta coi như bảo vật rồi cao hứng lấy đi. Tinh phẩm chính thức đều ở trong này, từ trước tới nay ta đều trộm tinh phẩm, thứ có thể lọt vào trong mắt ta cũng chỉ có thể là tinh phẩm mà thôi. Một tiếng cười to truyền ra, trong không gian, một thanh trường kiếm quái dị xuyên thủng không gian xuất hiện. Đan dược, linh khí đang lơ lửng trên không trung bắt đầu chấn động kịch liệt, cả đám đồng loạt rơi xuống mặt đất tựa như thần phục. Xoẹt! Thanh trường kiếm quái dị này lơ lửng trên không trung, linh khí chung quanh đều thần phục, tựa như thông linh, không dám nhúc nhích. Thanh trường kiếm quái dị này dài 3 xích, toàn thân có bí văn quanh quẩn. Tràn ngập một cỗ khí tức nóng bỏng tựa như ở trong nham thạch nóng chảy, khiến cho linh hồn người ta run rẩy, nhiệt độ trong không trung đã lặng lẽ kéo lên từ bao giờ. Mà thứ quái dị nhất chính là mũi kiếm trên thân kiếm lại chia ra làm 3, mũi kiếm đỏ thẫm, tựa như nham thạch nóng chảy di chuyển, phóng thích ra nhiệt độ cao khiến cho linh hồn người ta khó có thể thừa nhận. Một cỗ khí tức linh hồn bằng bạc, tinh thuần khuếch tán ra. Thanh trường kiếm này nhìn như quái dị. Thế nhưng nếu xét tổng thế mà nói lại vô cùng phóng khoáng, vừa quái dị thế như lại giống như trời sinh đã vậy, khí tức nóng bỏng làm rung động lòng người. Trường kiếm lơ lửng trên không trung khẽ run run, nhiệt độ cao khủng bố đột nhiên phóng ra, dưới uy áp kinh người này, không gian chung quanh đã sớm vô thanh vô tức vặn vẹo. Dưới khí tức này, sắc mặt hai người Kim Viên và Tôn Oánh Oánh tái nhợt, bố trí quang mang năng lượng bao phủ quanh thân, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản uy áp khủng bố này. Linh khí áo nghĩa linh hồn. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, mắt nhìn thanh trường kiếm quái dị trên không trung, ánh mắt lập tức trở thành rung động. Thanh trường kiếm quái dị bằng linh khí này rõ ràng đã tới cấp bậc linh khí áo nghĩa, còn tuyệt đối không phải là linh khí áo nghĩa linh hồn bình thường. Thì ra là mấy tiểu gia hỏa, không ngờ vận khí của các ngươi không tồi, lại có thể phát hiện ra bí mật của bản tôn. Khi ánh mắt bốn người đang rung động, trong thanh linh khí trường kiếm tạo hình quái dị kia có một đạo thân ảnh hư ảo, bộ dáng trung niên, mắt giống như ngôi sao lập lòe, đang nhìn bốn người Lục Lâm Thiên, Kim Viên nói. Vô số thứ cả đời bản tôn, một ít tàn thứ phẩm đặt trong hoang vu đại điện bị người khác lấy đi, thế nhưng lại không có ai biết, tinh phẩm của cả đời bản tôn đặt ở nơi không ngờ tới này.
Càng là nơi đơn giản lại càng là nơi an toàn. Đây cũng là cơ duyên của bốn tiểu gia hỏa các ngươi. Để xem trong các ngươi ai có cơ duyên đạt được linh khí áo nghĩa linh hồn của bổn tôn. Thứ lột vào trong mắt của bản tôn chỉ có thể là tinh phẩm, nhớ kỹ danh tự của ta, Hoang Vu Đạo Tôn chính là ta. Khi thân ảnh hư ảo kia nói xong dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay lúc đó thanh trường kiếm tạo hình quái dị kia kêu lên vài tiếng, trong giây lát khí thế tràn ngập, lập tức xẹt qua không gian đi tới trước mặt bốn người Lục Lâm Thiên. Thanh trường kiếm quái dị xoay quanh trước mặt bốn người, mũi kiếm trực chỉ bốn người, một cỗ uy năng mênh mông phóng ra khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Mọi người đừng nhúc nhích, linh khí áo nghĩa sẽ tự mình chọn chủ. Kim Viên ngươi là thú tộc, cũng không phải là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, cũng không có phúc hưởng vật này rồi. Ha ha! Dưới uy áp của linh khí sắc mặt Tôn Oánh Oánh vốn trắng bệch, lúc này lại lập tức kích động, chỉ là nàng cũng không quên đả kích Kim Viên một chút. Thanh trường kiếm quái dị này không thể nghi ngờ chính là bảo vật tốt nhất trong tất cả những bảo vật trước mặt. Linh khí áo nghĩa linh hồn này mới có giá trị cao nhất. Ông ông! Thanh trường kiếm tạo hình quái dị run rẩy, cuối cùng rơi xuống trước mặt hai người Lục Lâm Thiên và Thái A, trực tiếp loại trừ Tôn Oánh Oánh và Thái A. Thanh trường kiếm quái dị này xoay quanh trước mặt Lục Lâm Thiên và Thái A một hồi, cuối cùng trực tiếp rơi xuống trước mặt Thái A, một cỗ khí tức linh hồn nóng bỏng lan tràn ra. Quang mang giống như mặt trời ban trưa đại thịnh, chói mắt tới nỗi khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Bên trong còn có một cỗ uy áp hàng lâm, khí tức khiến cho linh hồn run sợ phóng ra. Quang mang chói mắt này lập tức bao phủ Thái A vào bên trong. Linh khí áo nghĩa A, vậy mà lại lựa chọn tiểu gia hỏa này. Tại sao lại có thể như vậy? Tôn Oánh Oánh thấy vậy lập tức biết linh khí áo nghĩa đã chọn chủ, nàng tức thì khóc không ra nước mắt, vẻ mắt bi thống, trong lòng đau như đao cắt. Ha ha, báo ứng a! Kim Viên trừng mắt nhìn Tôn Oánh Oánh rồi cười ha hả. Linh khí áo nghĩa nhận chủ, Thái A cần phải vượt qua khảo nghiệm của nó mới được, chúng ta không thể quấy rầy. Lục Lâm Thiên vội vàng nói với Váp Cầm Viên và Tôn Oánh Oánh. Hắn cũng không ngờ kiện linh khí áo nghĩa này cuối cùng lại lựa chọn Thái A. Đương nhiên, Thái A nhận được một kiện linh khí áo nghĩa tự nhiên Lục Lâm Thiên sẽ không tiếc nuối, ngược lại khóe miệng còn nở nụ cười vui vẻ. Nếu như Thái A có thể thuận lợi dung hợp một kiện linh khí áo nghĩa linh hồn này, thực lực không thể nghi ngờ sẽ một lần nữa tăng lên nhiều. Linh khí áo nghĩa này còn không phải là linh khí áo nghĩa bình thường, trước mặt thanh trường kiếm quái dị này. Long hồn kiếm giáp trong đầu Lục Lâm Thiên vừa rồi cũng run run, cấp độ tuyệt đối không dưới long hồn kiếm giáp của hắn bao nhiêu. Thật là nhiều bảo vật a, phát tài rồi, không ngờ lần này lại có thu hoạch như vậy. Quang mang chói mắt mang theo nhiệt độ nóng bỏng bao phủ Thái A, chỉ là lúc này Kim Viên cũng không có một chút thất vọng nào, linh khí áo nghĩa hắn đã sớm có, mà linh khí áo nghĩa linh hồn hắn cũng không dùng được. Cho nên hắn vô cùng hưng phấn bắt đầu kiểm kê không ít đan dược cùng với linh khí và những bảo vật khác trong sơn động. Thu hoạch lần này khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, tàn hồn hình dáng trung niên vừa rồi có lẽ chính là chủ nhân của nơi nà khi trước, gọi là Hoang Vu Đạo Tôn, khi còn sống chính là Phi Thiên Đạo Tặc, sau khi vẫn lạc, động phủ lại bị người ta tìm thấy. Nhưng mà không có ai ngờ tới, Hoang Vu Đạo Tôn cuối cùng lại có mốt di siêu này. Đem tinh phẩm cả đời mình giấu ở một hạp cốc không ngờ tới như vậy, thậm chí còn không bố trí quá nhiều thủ đoạn, càng đơn giản thì càng khiến cho người ta không chú ý. Có trở hồn thạch bên ngoài, còn có thể tránh được cường giả dò xé tê. Nhìn qua đống bảo vật trước mắt, Lục Lâm Thiên thu chiếc nhẫn chữ vật vừa rồi vào trong tay, tâm thần rót vào bên trong nhẫn chữ vật không có bố trí bất kỳ thủ đoạn nào, không gian cực lớn, bên trong chất đầy tinh thạch thế giới trung phẩm. Tinh thạch thế giới trung phẩm tổng cộng là 8.000 vạn ức, tương đương với 1/10 mà huyết thiên đế đưa cho phi linh môn, so với 100 vạn ức mà sư phụ lão nhân gia lưu lại trong nhẫn chữ vật trong thạch thất thứ 3 còn nhiều hơn 80 lần. Huống chi tinh thạch thế giới chỉ là một trong số đó, nhiều đan dược bất phàm như vậy, còn có không ít linh khí tiên thiên, mỗi một kiện đều bất phàm, đều là tinh phẩm trong linh khí tiên thiên, thậm chí có một ít khí tức của linh khí tiên thiên đã vô hạn tiếp cận tới linh khí áo nghĩa. Sau khi kiểm tra một phen, ba người Tôn Oánh Oánh, Kim Viên, Lục Lâm Thiên lập tức nở nụ cười thỏa mãn. Không phải các ngươi sẽ giết ta diệt khẩu đó chứ? Đột nhiên, Tôn Oánh Oánh dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua Lục Lâm Thiên và Kim Viên. Trước mặt một đống bảo vật như vậy, nàng đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện đáng sợ, chuyện giết người đoạt bảo quả thực quá mức bình thường.
chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta sẽ giết ngươi? Kim Viên khinh bỉ nhìn Tôn Oánh Oánh, ánh mắt khẽ đảo, lập tức nói. Muốn mạng sống cũng được, thế nhưng bảo vật trong này ngươi không được nhúng tay vào, nếu không. Các ngươi đừng quá phận, đáng thương cho phụ thân ta còn sắp xếp các ngươi tham gia vạn thế đối quyết, còn để cho các ngươi chiếu cố ta. Nếu không phải ta muốn nghỉ ở nơi này, các ngươi cũng không chiếm được nhiều bảo vật như vậy. Huống chi linh khí áo nghĩa cũng bị tiểu gia hỏa kia đoạt lấy. Tôn Oánh Oánh lui về phía sau hai bước, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, đầu ngón tay chỉ về phía Kim Viên và Lục Lâm Thiên mắng. Các ngươi vong ân phụ nghĩa, các ngươi thấy lợi quên nghĩa, các ngươi thủy tính dương hoa. Kim Viên nghe vậy, ánh mắt có chút nghi hoặc trợn mắt nhìn về phía Tôn Oánh Oánh, vô cùng khó hiểu nói. Cô nương, chuyện này có liên quan gì tới thủy tính dương hoa? Chuyện này, Tôn Oánh Oánh cũng sững sờ, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đỏ ửng, lúc này nàng mới biết mình nói sai cho nên lập tức lớn tiếng nói. Dù sao ý tứ chính là như vậy, là các ngươi thấy lợi quên nghĩa. Được rồi, tất cả mọi thứ trong này đều do bốn người chúng ta phát hiện ra, linh khí áo nghĩa là cơ duyên của Thái A, những thứ khác phân thành bốn phần đi, mỗi người một phần. Lục Lâm Thiên nói với Kim Viên và Tôn Oánh Oánh, tiếp đó lập tức phân tất cả mọi thứ thành bốn phần, đem một phần giao cho Tôn Oánh Oánh nói. Những thứ này là của ngươi, cầm đi. Vẫn là ngươi tốt, khó trách phụ thân ta nói phải đi theo sát ngươi, nói ngươi chiếu cố ta. Tôn Oánh Oánh nở nụ cười thỏa mãn, thái độ dễ chịu với Lục Lâm Thiên, đồng thời còn tranh thủ thu hết phần của mình lại. Một phần tư cũng vô cùng khủng bố, có thể nói giá trị còn hơn vài hồng linh các. Kim Viên đối với một ít bảo vật này cũng không có hứng thú, lần này trở về trong tộc hắn cũng cầm không ít đan dược về cho phụ thân Kim Trường cùng với muội muội Kim Ngọc. Ở Phi Linh Môn ngay cả linh khí áo nghĩa hắn cũng có được, những vật này đương nhiên hắn cũng giao cho Lục Lâm Thiên cầm. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đem ba phần còn lại thu vào trong nhẫn chữ vật. Tuy rằng công bằng phân chia thành bốn phần, thế nhưng dùng ánh mắt của Lục Lâm Thiên, thứ tốt trên cơ bản đều ở trong ba phần này. Cũng không phải Lục Lâm Thiên cố ý chiếm tiện nghi của Tôn Oánh Oánh, dù sao nếu không phải Tôn Oánh Oánh muốn dừng chân ở đây thì quả thực bọn họ vô duyên với bảo vật. Cho nên tuy rằng là vô tình, thế nhưng Tôn Oánh Oánh cũng có công. Chỉ là nhìn thấy những thứ tốt kia Lục Lâm Thiên không nhịn được. Cho nên trong lúc bất chi bất giác, những thứ tốt trong đám tinh phẩm hơn phân nửa đều ở trong ba phần này. Nhãn lực của Tôn Oánh Oánh đương nhiên không thể bằng được Lục Lâm Thiên, cho nên cũng không biết được chuyện này. Lâm Thiên huynh đệ, Thái A không có việc gì chứ? Một lát sau, Kim Viên nhìn Thái A được quang mang chói mắt bao phủ rồi hỏi Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút khẩn trương. Chuyện này ta cũng không biết, dung hợp linh khí áo nghĩa, đây không phải là chuyện dễ dàng. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn quang mang chói mắt, khí tức linh hồn mênh mông chấn động khiến cho không có ai dám tới gần. Lục Lâm Thiên đã tự mình dung hợp qua linh khí áo nghĩa linh hồn như long hồn kiếm giáp, cho nên hắn biết rõ chuyện dung hợp linh khí áo nghĩa linh hồn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà một khi dung hợp thành công, đến lúc đó coi như tu vi của Thái A không tiến bộ thì thực lực lần nữa tiến nhanh. Cơ duyên của Thái A quả thực không tệ, nếu như Dạ Xoa đại tỷ biết được chuyện này. Sợ rằng sẽ lại kích động một phen a. Kim Viên cười nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, linh khí áo nghĩa, người có tu vi niết bàn cảnh cũng phải liều mạng tranh đoạt, cơ duyên của Thái A lần này không nhỏ, Lục Lâm Thiên nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Tiểu gia hỏa dung hợp linh khí áo nghĩa, thời gian cũng không ngắn a, sáng mai chúng ta xuất phát như thế nào? Tôn Oánh Oánh kích động thu hồi một đống bảo vật. Lập tức nhìn qua quang mang chói mắt trên linh khí áo nghĩa, trong lòng nhỏ máu không thôi. Nàng thật sự không nghĩ ra, vì sao linh khí áo nghĩa này cuối cùng lại lựa chọn Thái A. Chỉ có thể như vậy a. Lục Lâm Thiên nói, dung hợp linh khí áo nghĩa, ít thì một tháng, nhiều thì mấy tháng hoặc là mấy năm, trong này không có thời gian để chờ đợi. Lục Lâm Thiên lập tức xuất ra thiên trụ giới, trong không gian bắt đầu xuất hiện gợn sóng giống như thời không loạn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tôn Oánh Oánh, gợn sóng trong không gian dần dần thu quang mang chói mắt kia vào bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thiên trụ giới cũng trở về trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Hình như là khí tức áo nghĩa thời Gina, chẳng lẽ trên người của ngươi còn có bảo vật thời gian sao? Ánh mắt Tôn Oánh Oánh mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Nghỉ ngơi một lát đi, sáng sớm ngày mai lại xuất phát.
Lục Lâm Thiên nói với Tôn Oánh Oánh, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cũng bắt đầu điều tức. Mấy ngày nay liên tục di chuyển, cũng gặp phải một ít phiền toái nhỏ, thậm chí còn có không ít người không có mắt Upsilon. Bất quá đối với thực lực của bốn người mà nói, hoàn toàn không có chút độ khó nào. Sáng sớm hôm sau ba người từ trong sơn động đi ra, không khí buổi sáng khiến cho người ta có cảm giác sảng khoái tinh thần. Chính là bọn họ, nơi này có bảo vật, chúng ta vừa mới phát hiện ra đã bị mấy người này đuổi đi, còn giết hai đồng bạn của chúng ta. Ngay khi ba người vừa mới rời khỏi sơn động, khi đang muốn xuất phát thì trên không trung xa xa đột nhiên có vô số thân ảnh phóng tới, sau mấy cái lách mình đã đi tới trước mặt ba người Lục Lâm Thiên. Trong mấy người dẫn đầu có ba người là người đào tẩu tối hôm qua, bên người ba người này còn có hơn 20 đạo thân ảnh, cả đám đều có khí tức bất phàm, mang theo vẻ ngạo nghễ, kiêu ngạo. Người có thể tiến vào trong hoang vu mật địa cơ hồ đều là đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi của tiểu thế giới mình sinh sống, có chút ngạo khí cũng là chuyện bình thường. Cửa động bị mở ra, bọn họ nhận dược bảo vật rồi. Nhìn thấy cửa động trên thạch bích bị mở ra, ba thanh niên đào tẩu tối hôm qua lập tức lớn tiếng nói, ánh mắt mang theo vẻ tham lam nhìn về phía ba người Lục Lâm Thiên. Các ngươi là người của vạn cổ thế giới đúng không? Giao ra đồ vật trên người, chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, bằng không các ngươi đừng hòng rời khỏi hoang vu mật địa này. Một thanh niên mặc cẩm bào nhìn qua có chút lớn tuổi nhìn mấy người Lục Lâm Thiên, khí tức thông thiên cảnh sơ giai quanh thân trực tiếp phóng ra, một cỗ khí thế hùng hồn lập tức lan tràn về phía ba người Lục Lâm Thiên. Giao ra đồ vật trên người, nếu không sẽ chết. Chung quanh còn có một người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai phóng thích khí tức ra, trong lúc mơ hồ đã bao phủ ba người Lục Lâm Thiên vào bên trong, không gian chung quanh run rẩy không ngớt, cả không gian gió nối mây phun. Hai thông thiên cảnh sơ giai, khí thế này cũng không yếu, trong tiểu thế giới bình thường trong đám người trẻ tuổi căn bản không thể xuất hiện người có tu vi thông thiên cảnh, đủ thấy thế giới hai người này xuất thân bất phàm, sợ rằng cũng có được một ít bối cảnh. Hai người này thực sự có không ít bối cảnh, xuất thân ở vô minh thế giới, bối cảnh sau lưng so với thiên thủy môn cũng không kém là bao. Phanh phanh. Trong không gian gió nổi mây phun, khi mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã có hai tiếng bạt tai vang vọng, trên mặt hai thanh niên có tu vi thông thiên cảnh kiêu ngạo lập tức hiện lên hai dấu tay đỏ bừng. Phụt. Răng và máu tươi trong miệng hai người thanh niên này phun ra, thân thể cũng lảo đảo lùi lại mấy bước, ánh mắt khi nhìn về phía trước trong thoáng chốc đã chuyển thành kinh hãi. Lần sau nhìn thấy chúng ta thì trốn ra xa một chút, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên run lên, hắn chỉ ra tay giáo huấn hai người này một chút mà thôi. Đi, đi mau. Hai thanh niên này cũng không dám kêu gào nữa mà nhanh chóng mang theo vẻ kinh hãi, sợ hãi chạy trốn. Một cái tát đã bị đối phương đánh cho chật vật, cho dù bọn họ có hung hăng càn quấy thế nào cũng biết được mình đã gặp phải người nào. Ba người này không phải là người mà ba bọn họ có thể trêu vào. Siêu siêu. Ba thanh niên vừa trốn tối hôm qua lúc này sắc mặt trắng bệch, chạy trốn cũng nhanh, thân ảnh nhanh như chớp chạy trốn về phía xa. Hai mươi mấy người chung quanh cũng không dám chậm trễ một chút nào mà vô cùng chật vật chạy trốn, hận không thể trốn nhanh thêm một ít nữa. Bọn chuột nhát nhát gan, ngay cả chúng ta cũng dám động, hừ. Chạy chậm một chút ta sẽ đánh gãy chân các ngươi. Tôn Oánh Oánh nói với những bóng lưng đang quính lên để chạy trốn. Đi thôi, chúng ta đi lấy ngọc giản không gian. Lục Lâm Thiên nói. Dùng tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại, đối phó với đám người này Lục Lâm Thiên cũng không có bao nhiêu hứng thú. Lần này mục đích chính thức của hắn chỉ là muốn tham gia vòng tiếp theo của vạn thế đối quyết mà thôi, còn có trò hay cuối cùng nữa. Siêu siêu. Ba người lập tức thả người nhảy lên không trung, thân ảnh biến mất tại chỗ. Thái A, người dùng hợp linh khí áo nghĩa rồi. Mấy ngày sau, sáng sớm, trong không khí buổi sáng trong lành, dưới một cây đại thụ che trời, Kim Viên nhìn Thái A mới từ thiên trụ giới đi ra, ánh mắt mang theo một chút rung động. Bẩm Kim Viên sư thúc, đã dung hợp linh khí áo nghĩa này gọi là tà ảnh hồn dương kiếm, uy năng không kém. Thái A cung kính nói với Kim Viên. Tà ảnh hồn dương kiếm của ta A, tiểu gia hỏa. Người phải đền bù tổn thất cho ta mới được. Tôn Oánh Oánh hiện tại chỉ cần là nhìn thấy Thái A, trong lòng lập tức có cảm giác nhỏ máu. Là ngươi không có tư cách nhận được tà ảnh hồn dương kiếm, không có quan hệ nào với ta. Thái A nhìn qua Tôn Oánh Oánh, không chút để ý tới bộ dáng kia của Tôn Oánh Oánh, hoàn toàn không rảnh mà để ý.
phía trước dường như có động tĩnh, chúng ta đi qua đó nhìn xem. Lục Lâm Thiên đã sớm quen nhìn thấy Thái A và Tôn Oánh Oánh đấu võ mồm, mắt nhìn về phía trước, tâm thần tràn ra, lúc này ở phía trước truyền đến không ít chấn động. Mấy ngày nay ba người luôn luôn di chuyển, trên đường cũng không gặp phiền phức gì quá lớn, dùng thực lực của ba người mà nói, ở trong hoang vu mật địa này căn bản không có cái gì có thể uy hiếp được ba người. Ngược lại dọc đường đi gặp không ít gia hỏa không có mắt, vốn muốn cướp đoạt nhẫn chữ vật trên người ba ân người, kết quả không có ngoại lệ, nhẫn chữ vật trên người đều trở thành vật trong túi của người khác, đồng thời bản thân không chết cũng trọng thương. Đối với những người này chỉ cần không quá mức quá phận Lục Lâm Thiên căn bản cũng mặc kệ, đối với đám người không có mắt kia Lục Lâm Thiên cũng chỉ có ra tay giáo huấn mà thôi. Mà trong 4 ngày qua, Lục Lâm Thiên vẫn đặt Thái A ở trong tầng thứ 2 thiên trụ giới để tranh thủ thời gian. Trong vòng 4 ngày, ở tầng thứ 2 thiên trụ giới cũng là 48 ngày, mà Thái A cũng triệt để dung hợp linh khí áo nghĩa. Sau một lát, thân ảnh 4 người xuất hiện trong một tầng trời thấp, phía trước có 3 mặt là núi vây quanh, một mặt có địa hình giống như thâm cốc. Một tòa đại điện khổng lồ đứng sừng sững trên đó, đại điện này có phong cách cổ xưa, lộ ra khí tức hoang vu, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Lúc này bên ngoài đại điện có vô số thân ảnh rậm rạp. Trong lúc mơ hồ có từng đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, giống như đang giao thủ kịch liệt vậy. Đây là hoang vu đại điện, chúng ta tới rồi. Nhìn thấy đại điện ở trong thâm cốc, ba mặt là núi, trong đôi mắt của Tôn Oánh Oánh hiện lên sự vui vẻ. Sao chúng ta lại tới chậm vậy? Không phải bị người ta nhanh chân tới trước rồi đó chứ? Kim Viên lập tức biến sắc. Không đâu, trong hoang vu mật địa này mới chỉ trôi qua 7 ngày. Bên ngoài hoang vu đại điện có cấm chế. Đến thời điểm cuối cùng cấm chế mới được mở ra, đến lúc đó mọi người mới có thể tranh đoạt ngọc giản không gian. 5 người thu được ngọc giản không gian, chỉ cần bóp nát ngọc giản không gian là có thể đi ra ngoài. Những người còn lại cũng nhanh chóng bị đẩy ra bên ngoài. Hiện tại mới là ngày thứ 7 a, ta nhớ rõ chuyện này, nếu như ta đo na không sai, còn 1 giờ nữa cấm chế sẽ mở ra. Tôn Oánh Oánh nhìn 3 người Lục Lâm Thiên, đắc ý nói. Ta vô cùng hữu dụng. Đừng nói ta làm liên lụy tới các ngươi nha. Chúng ta đi xuống đi. Lục Lâm Thiên cười cười, thân ảnh lóe lên, lập tức xẹt qua không gian phóng xuống, đến lúc đó nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khi đó hắn có muốn khóc cũng không xong. Cút ngay, đứng phía sau đi. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên từ phía xa phóng xuống thâm cốc, khi thân ảnh vừa mới đáp xuống mặt đất thì đột nhiên có một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, một thanh niên đang âm trầm quát lớn. Một đạo quyền ấn giống như một quả pháo nhanh chóng xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, không gian chung quanh quyền ấn vặn vẹo không ngừng. Phanh! Thanh âm trầm đỡ Upsilon, C vang lên, căn bản không có ai nhìn thấy rõ, chỉ thấy thân thể thanh niên âm trầm này giống như diều đứt dây hung hăng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi trong miệng phun ra, lập tức hung hăng đập vào mặt đất cách đó trên 200 thước. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết thanh niên này cũng không kịp kêu lên, đoán chừng hơn phân nửa sẽ không sống nổi. Người này là thông thiên cảnh hay sao? Thực lực thật mạnh. Từng đạo ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn qua, không còn bất luận kẻ nào dám xông lên trước, tất cả không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước. Thanh niên vừa rồi có tu vi ngộ chân cảnh trung giai, một chiêu đã bị đánh bay, thực lực người vừa rồi quá mạnh. Đối với tất cả thanh niên đồng lứa trong hoang vu mật địa lúc này mà nói, cơ hồ đều có tu vi ngộ chân cảnh. Thậm chí còn có không ít thế giới không biết tên còn phái người có tu vi phá giới cảnh đi ra. Người có tu vi thông thiên cảnh ở trong hoang vu mật địa này tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong, có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản khó có thể phát hiện ra. Siêu siêu. Sau khi Lục Lâm Thiên dùng một quyền đánh bay thanh niên âm trầm kia, 3 người Kim Viên, Thái A, Tôn Oánh Oánh cũng đáp xuống bên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn đại điện to lớn trước mắt. Đây chính là đại điện mà Hoang Vu Đạo Tôn lưu lại khi trước, đại điện giống như cung điện hoàng cung, khiến cho người ta có cảm giác xa hoa mà lại tràn ra khí tức hoang vu. Lúc trước cũng không biết là ai phát hiện ra đại điện này, chỉ tiếc những bảo vật thứ phẩm theo lời Hoang Vu Đạo Tôn đều đã bị lấy đi, tinh phẩm chính thức và tàn ảnh Hồ Dương Kiếm trong lời Hoang Vu Đạo Tôn đều được Hoang Vu Đạo Tôn đặt ở trong hạp gốc không ngờ tới kia. Chung quanh đại điện. Nhìn từ xa lúc này còn có một đạo cấm chế bằng năng lượng đang bao phủ đại điện vào bên trong, cho dù là ai cũng không có cách nào tiến vào trong một bước. Vừa rồi là tên không biết sống chết nào làm tiểu tử kia phun máu vào người ta. Cút ra đây cho ta.
Ngay khi Lục Lâm Thiên đang dò xét đại điện thì có một tiếng hét lớn âm trầm từ phía trước truyền tới, thanh âm cuồn cuộn vang vọng. Từ phía trước lập tức có một mảng lớn thâm ảnh bạo động, sau đó tự động giạt ra tạo thành một cái lối đi kéo dài tới bốn người Lục Lâm Thiên. Tất cả đám người phía trước dường như bị người có tiếng hét âm trầm vừa rồi hiểu lầm vậy, cho nên cực kỳ kiêng kỵ mà tự động tránh đi. Thân ảnh bạo động, trên thông đạo phía trước, cách đó 200 thước có mấy đạo thân ảnh mang theo vẻ mặt âm trầm, ánh mắt tràn ngập hàn ý xuất hiện. Người dẫn đầu mặc hoa phục, tuổi chừng 27-28 tuổi, bộ dáng có chút tuấn tú, chỉ là ánh mắt lúc này vô cùng âm trầm, trên hoa phục còn dính một giọt máu nhỏ, giống như vừa mới bị bắn vào, cho nên khiến cho người này vô cùng giận dữ. Chỉ một thoáng, từng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, không ít ánh mắt mang theo vẻ bi ai và tiếc hận. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn về phía trước, khi nhìn thấy thanh niên mặc hoa phục phía trước, đôi mắt thâm thúy mà đen nhánh bỗng nhiên biến đổi. Thanh niên mặc hoa phục này không phải là ai khác mà chính là thiếu môn chủ Phạm Kiếm Nhân của Thiên Thủy Môn, người có thể khiến cho ánh mắt của Lục Lâm Thiên biến hóa, ở trong hoang vu mật địa này cũng chỉ có Phạm Kiếm Nhân mà thôi. Phạm Kiếm Nhân vẻ mặt âm trầm phía trước lúc này cũng lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Sau khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên, ánh mắt so với Lục Lâm Thiên còn biến hóa lớn hơn, ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động giống như gặp quỷ, toàn thân theo đó run lên, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc, biến hóa bất định. Ánh mắt không ngừng biến hóa, cuối cùng ánh mắt Phạm Kiếm Nhân mới bình tĩnh một chút, mắt nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh phía trước, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc và lạnh lẽo, trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, sao ngươi còn chưa chết? Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào Phạm Kiếm Nhân, khóe miệng lập tức nở nụ cười vui vẻ thế nhưng lại tràn ngập hàn ý, ngẩng đầu nói. Tiện nhân kiếm nhân như ngươi còn chưa chết, ta sao lại chết được, có phải ngươi tưởng ta ra chết ở trong thị hoang thế giới hay không? Chỉ tiếc cha ngươi còn chưa có bổn sự như vậy. Lục Lâm Thiên. Phía trước quảng tường đột nhiên có một đạo thân ảnh đang nhìn cấm chế nghe thấy ba chữ này khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến đổi, thân thể mềm mại được bộ váy dài bao phủ đột nhiên quay lại, nhanh như thiểm điện phóng tới bên người Phạm Kiếm Nhân. Thân ảnh xinh đẹp lung linh mặc bộ váy dài mềm mại mà tinh xảo này có làn da nõn nà, một khuôn mặt động lòng người, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp vô cùng, khiến cho người ta nhìn vào không nhịn được rời mắt đi. Ánh mắt của nữ tử này không người tìm kiếm trong đám người, cuối cùng ánh mắt nhìn vào đạo thân ảnh mặc áo bào xanh, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, thân thể mềm mại run lên. Ngươi thật sự không chết sao? Nhìn qua đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trước mắt, thân thể Phương Thải Y liên tục bước lên. Từ từ đi về phía trước, vẻ mặt dần dần thu liếm, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ thương cảm khiến cho tâm hồn người ta run rẩy, giống như đến từ một nơi mờ ảo nào đó, khiến cho trong lòng người ta run rẩy bất định. 20 năm lại gặp được nàng. Thân thể Lục Lâm Thiên không có một chút nhúc nhích nào, con mắt chăm chú nhìn vào đạo thân ảnh xinh đẹp phía trước. Giờ phút này tận sau trong đôi mắt thâm thúy mà đen nhánh hiện lên biến hóa mà không ai có thể thấy được. Thải Y, nàng làm gì vậy? Cẩn thận tên vô sỉ kia làm điều bất lợi với nàng. Phạm Kiếm Nhân thấy vậy sắc mặt đại biến, vội vàng kéo tay Phương Thải Y lại. Thân ảnh xinh đẹp của Phương Thải Y lóe lên, trực tiếp tránh thoát khỏi tay của Phạm Kiếm Nhân, quay đầu lại nhìn Phạm Kiếm Nhân một cái, sau đó thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt thân ảnh mặc áo bào xanh phía trước, miệng nói. Những năm này ngươi vẫn khỏa chứ? Nhờ phúc của Thải Hồng Cốc và Thiên Thủy Môn, ta mạng lớn còn chưa chết được. Nhìn khuôn mặt động lòng người mà quen thuộc trước mắt, trong lúc mơ hồ có mùi thơm nhàn nhạt truyền vào mũi, Lục Lâm Thiên không biết được liệu tất cả những chuyện xảy ra khi trước có liên quan tới nữ tử trước mắt hay không. Phương Thải Y nhìn nam tử mặc áo bào xanh trước mắt, trong ánh mắt thâm thúy kia có một loại cảm giác lạ lẫm. Trong lúc này nàng đột nhiên cảm nhận ra, 20 năm này nam tử này đã biến thành một người khác, khiến cho nàng có cảm giác lạ lẫm. Đôi mắt xinh đẹp khẽ biến đổi. Bờ môi đỏ mọng khẽ mở, than thở nói. Bọn họ nói thật sao? Vậy nàng tin sao? Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp của nữ tử trước mắt, chăm chú nhìn vào, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, chỉ là lúc này trong lòng hắn lại có cảm giác khó hiểu, rung động. Thải Y tỷ, thật sự là tỷ sao? Sau lưng Lục Lâm Thiên, Tôn Oánh Oánh cao hứng hét lên một tiếng, thân ảnh xinh đẹp lập tức đi tới bên người Phương Thải Y. Ngươi! Phương Thải Y nhìn ánh mắt của Lục Lâm Thiên mà phát run, nghe vậy lập tức nhìn vào khuôn mặt động lòng người của Tôn Oánh Oánh, nói. Oánh Oánh, tại sao muội lại ở chỗ này?
không phải muội đi tới vô sắc thế giới sao? Muội trở lại tham dự vạn thế đối quyết, vừa vặn ở cùng mấy gia hỏa này một chỗ, tỷ biết Lục Lâm Thiên này sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Oánh Oánh hiện lên vẻ vui vẻ. Muội đi cùng hắn sao? Con mắt Phương Thải Y khẽ đảo, ánh mắt lần nữa nhìn qua người Lục Lâm Thiên. Thải Y, nàng lui xuống trước đi, tên Lục Lâm Thiên vô sỉ này sẽ gây bất lợi cho nàng. Phạm Kiếm Nhân lập tức nhảy tới trước người Lục Lâm Thiên, hoa phục run lên, lập tức ngăn Phương Thải Y ở phía sau. Siêu! Trên thân thể hai người Kim Viên, Thái A đồng thời nổi lên chấn động, trường bào xanh trên người Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, ý bảo hai người không cần ra tay. Này, ngươi là người nào vậy? Thải Y tỷ đang nói chuyện với Lục Lâm Thiên, mắc mớ gì tới ngươi? Tính tình của Tôn Oánh Oánh không tốt một chút nào. Nhìn thấy Phạm Kiếm Nhân này trong lòng lập tức có chút tức giận. Nha đầu lớn mật, ở cùng với tiểu tử Lục Lâm Thiên này có lẽ cũng không phải là thứ gì tốt. Người đâu, để cho nàng ta cút đi xa một ít. Sắc mặt Phạm Kiếm Nhân trầm xuống, nói. Vâng, Phạm Sư Huynh. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt từ sau lưng Phạm Kiếm Nhân lướt tới, một cỗ nguyên lực hùng hồn bắt đầu khởi động, trong giây lát có một đạo trưởng ấn lăng không được ngưng tụ ra. Nha đầu chết tiệt. Chuyện của Thiên Thủy Môn cũng dám quản, cút ngay cho ta. Sau khi trưởng ấn ngưng tụ, lập tức như thiểm điện chụp về phía Tôn Oánh Oánh. Thiên Thủy Môn là cái dám gì, tưởng rằng mình là nhất sao? Ai dám động tới nàng lão tử sẽ giết kẻ đó. Lúc này, một đạo thân ảnh trong sát na lập tức phá không đánh ra. Đạo quyền ấn này dùng xu thế như sấm sét hung hăng va chạm với đạo trưởng ấn kia. Ồ, người vừa mới ra tay xuất hiện. Vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Lâm Thiên cũng lập tức trở nên kinh ngạc. Phanh! Cả hai đạo công kích va chạm, kình phong bằng năng lượng khủng bố khuếch tán, tất cả mọi người chung quanh không thể không nhanh HCOM lui lại. Phụt! Trường ấn của thanh niên phía trước lập tức bị nghiền nát, thân thể bắn ngược về phía sau, hung hăng ngã xuống mặt đất. Máu tươi trong miệng phun ra, mà lúc này có một thanh niên thân thể rắn chắc đáp xuống trước mặt Tôn Oánh Oánh. Thanh niên rắn chắc này có thân thể vạm vỡ. So với Kim Viên cũng không kém là bao, đứng ở trước mặt Tôn Oánh Oánh trọn vẹn cao hơn nàng hai cái đầu, lông mày rậm, nhìn qua cực kỳ chất phác, thế nhưng ánh mắt lại như thần, lộ ra khí chất bất phàm. Oánh Oánh, muội không sao chứ? Ta tới chậm, ta nghe phụ thân ta nói lần này muội cũng tới, ta không đợi được muội cho nên mới vào trước. Ở hoang vu mật địa này ta tìm muội khắp nơi, may mà muội không có việc gì, 176 năm lẻ 3 ngày ta luôn nhớ tới muội. Thanh niên chất phác này rơi xuống trước mặt Tôn Oánh Oánh, lập tức liên tiếp nói ra một tràng. Tiền trùng ca, là huynh sao? Tôn Oánh Oánh nhìn thấy thanh niên vạm vỡ này, ánh mắt dò xét một lát, sau đó đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hỉ. Đương nhiên là ta, yên tâm đi, có ta ở đây ai dám bắt nạt muội ta sẽ để cho hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Thanh niên này cười ngu ngơ, trên mặt tràn ngập sự vui vẻ. Tiền trùng. Thiên Thủy Môn ta và Hướng Gia bảo ngươi cũng không có ân oán gì, ngươi dám động vào chúng ta. Phạm Kiếm Nhân nhìn thấy người vừa mới ra tay, một quyền đã bị phế, ánh mắt lập tức âm trầm nhìn qua người thanh niên vạm vỡ, rắn chắc kia. Nghe ba chữ Hướng Gia bảo, đám người đứng xem bên ngoài cũng kinh ngạc không thôi, không ít ánh mắt nhìn vào trên người thanh niên có thân thể vạm vỡ, rắn chắc kia. Thanh danh của Hướng Gia bảo truyền ra cả bên ngoài, cả vô minh tiểu thiên thế giới. Thiên Thủy Môn là đại biểu của Chiến Thiên Liên Minh, mà Hướng Gia Bảo là đại biểu của Vạn Thiên Liên Minh. Có thể nói thực lực của Hướng Gia Bảo tuyệt đối không dưới Thiên Thủy Môn, hai thế lực đều là hai thế lực mạnh nhất của hai đại liên minh trong vô minh tiểu thiên thế giới. Thanh niên này tới từ Hướng Gia Bảo, cũng đồng nghĩa với việc thân phận của người này cao tới đâu. Hướng Tiền Trùng nghe thấy Phạm Kiếm Nhân nói vậy, lập tức xoay người nhìn Phạm Kiếm Nhân, tinh mang trong mắt bắn ra. So với khi nhìn Tôn Oánh Oánh hoàn toàn là hai người khác nhau, hắn trầm giọng nói. Phạm Kiếm Nhân, người bớt kêu gào trước mặt lão tử đi, người khác sợ ngươi, Hướng Tiền Trùng ta thì không. Nếu như không phục chúng ta luận bàn một chút, Oánh Oánh là hôn thê của ta, người dám động lần nữa thử xem. Tiền Trùng ca, cái gì mà hôn thê a? Chúng ta đã nói rồi, về sau huynh là ca ca của muội, muội chỉ là muội muội của huynh mà thôi. Tôn Oánh Oánh lập tức nói với Hướng Tiền Trùng. Oánh Oánh, lúc đó là muội ép ta nói a, không thể tính được. Hôn sự của chúng ta là do phụ thân của muội và phụ thân ta định ra từ trước, cái này cũng không thể thay đổi chủ ý,
muội chính là hôn thê của ta a. Hướng Tiền Trùng tuy rằng có chút ngốc, thế nhưng trên điểm này tuyệt đối không ngốc một chút nào. Các ngươi lui ra đi, đây là chuyện của ta, ta tự mình giải quyết là được rồi. Lục Lâm Thiên khoát tay, ý bảo Tôn Oánh Oánh lui ra, chuyện của hắn nên để cho hắn tự giải quyết thì tốt hơn. Ánh mắt Hướng Tiền Tùng lúc này mới nhìn về phía Lục Lâm Thiên, lại nhìn qua hai người Kim Viên và Thái A, đôi mắt dưới hai hàng lông mày rậm trong lúc mơ hồ có chút nghi hoặc, lập tức nói với Tôn Oánh Oánh. Oánh Oánh, chuyện của bọn họ cứ để cho bọn họ tự giải quyết đi. Những ngày này ta rất nhớ muội. Tôn Oánh Oánh nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp chẳng biết tại sao lại run lên, đã lâu như vậy nàng còn chưa nhìn qua loại ánh mắt này của hắn, dưới ánh mắt kia, nếu như cẩn thận nhìn kỹ không biết tại sao lại khiến cho trong lòng người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tôn Oánh Oánh lập tức nhìn qua Phương Thải Y, đôi mắt rung động, sau đó bất đắc dĩ lui sang một bên. Oánh Oánh, những năm này muội ở Tôn gia vẫn khỏe chứ? Ta vốn định đi Tôn gia tìm muội. Hướng Tiền Trùng vẫn đi theo bên người Tôn Oánh Oánh, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn, vui vẻ. Nhìn thấy Hướng Tiền Trùng lui xuống, ánh mắt Phạm Kiếm Nhân lập tức càng thêm âm trầm. Không phải là hắn không sợ, Hướng Tiền Trùng trước mắt này quả thực hắn không thể không cố kỵ. Bởi vì người của vô minh thế giới tham dự vạn thế đối quyết mà không phải là chọn ra 5 người, mà tất cả thế lực lớn đều tự mình chọn lựa một ít, cộng lại có hơn 100, so với những tiểu thế giới khác còn nhiều hơn không ít. Tuy rằng hắn chưa từng giao thủ qua với Hướng Tiền Trùng, thế nhưng cũng đã sớm nghe nói thực lực của Hướng Tiền Trùng vô cùng mạnh, cũng đã tới thông thiên cảnh. Mà Hướng gia bảo sau lưng Hướng Tiền Trùng cũng không dưới thiên thủy môn của hắn, bởi vậy Phạm Kiếm Nhân không thể không kiêng kỵ. Nhìn thấy Hướng Tiền Trùng lui xuống phía dưới, trong lòng lập tức nhẹ nhõm hơn không ít. Phạm Kiếm Nhân lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên, vẻ mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ âm hàn, trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, gặp phải ta coi như vận khí của ngươi không tốt. Dứt lời, Phạm Kiếm Nhân nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt ngày càng âm trầm, sát ý trong mắt không thèm che giấu lan tràn ra. Sư huynh, huynh định làm gì? Phương Thải Y biến sắc, thân ảnh xinh đẹp tiến lên, muốn ngăn cản. Thải Y, nàng còn định che chở cho tên vô sỉ này sao? Đừng quên, là hắn đánh chết hơn 10 vạn đệ tử Thải Hồng Cốc, lại còn làm chuyện vô sỉ với nữ đệ tử. Người vô sỉ như vậy nàng còn muốn bảo hộ sao? Để ta giết hắn báo thù cho đệ tử Thải Hồng Cốc. Ai, không ngờ người này lại độc ác như vậy. Nghe Phạm Kiếm Nhân nói vậy, đám người đứng ngoài lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên, có không ít ánh mắt xem thường. Phạm Kiếm Nhân thấy vậy cười lạnh không thôi. Phương Thải Y kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết. Tất cả chuyện này có phải là thật hay không? Ngươi không tin ta thì còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Lục Lâm Thiên nhìn qua Phương Thải Y, đôi mắt không có bao nhiêu chấn động. Ta không biết, phụ thân ta và tất cả mọi người đều nói như vậy, ta không biết ta nên làm gì bây giờ. Ngươi bảo ta phải tin ngươi như thế nào? Ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết, chỉ cần chính miệng ngươi nói, bất kể là không phải ta cũng sẽ tin ngươi. Phương Thải Y nhìn Lục Lâm Thiên. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ mong chờ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Thải Hồng Cốc đã bị ta san bằng thành bình địa, về sau không còn Thải Hồng Cốc nữa. Nhìn qua Phương Thải Y, Lục Lâm Thiên nói. Nghe vậy Phương Thải Y biến sắc, quá sợ hãi, thân thể mềm mại lùi về phía sau hai bước. Ha ha, lớn miệng, diệt Thải Hồng Cốc, ngươi tính là thứ gì? Chỉ bằng vào ngươi, chết ta mất, thực sự nực cười tới cực điểm. Phạm Kiếm Nhân nghe vậy lập tức cười ha hả, nhìn Lục Lâm Thiên khinh thường nói. Lục Lâm Thiên, bớt khoác lác cho ta, hôm nay gặp phải ta là ngươi không may. Ta sẽ giải quyết ngươi, ta tin rằng, đến lúc đó đưa đầu ngươi cho nhạc phụ ta làm xính lễ, khi đó người nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn qua Phạm Kiếm Nhân, lúc này hai thanh niên sau lưng Phạm Kiếm Nhân đã dìu thanh niên bị Hướng Tiền Trùng nện thành trọng thương đứng lên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Phạm Kiếm Nhân rồi nói. Tiện nhân, à nhầm Kiếm Nhân, ngươi định một mình ngươi lên hay là cùng tiến lên? Hỗn trướng, hôm nay ta không phế ngươi ta không làm người. Ta muốn diệt ngươi dễ như trở bàn tay vậy. Phạm Kiếm Nhân nghe thấy Lục Lâm Thiên bóp méo tên mình như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, bàn chân đột nhiên đạp mạnh mặt đất, một cỗ khí thế bàng bạc điên cuồng khuếch tán. Khí tức thông thiên cảnh sơ giai phóng ra. Chung quanh lập tức gió nổi mây phun.
thông thiên cảnh sơ giai, trong cả vô minh tiểu thiên thế giới, người trẻ tuổi có tu vi thông thiên cảnh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi à. Lần này tiến vào trong trung thiên thế giới thi đấu, Phạm Kiếm Nhân này nhất định là một trong năm người đó rồi à. Lục Lâm Thiên này có địa vị gì, dám trêu vào Phạm Kiếm Nhân, hắn không biết người này có tu vi thông thiên cảnh sơ giai hay sao? Đây không phải là tự mình muốn chết hay sao? Khí tức thông thiên cảnh sơ giai của Phạm Kiếm Nhân phóng ra, tất cả mọi người chung quanh run lên, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách cực lớn, người thực lực thấp một chút đã bị áp bách tới mức mặt đỏ tía tai. Một cỗ khí thế bàng bạc lan tràn, khí tức nóng bỏng quanh thân Phạm Kiếm Nhân đột nhiên lan tràn ra, ánh mắt tràn ngập sát ý. Thân là tu luyện giả hai thuộc tính hỏa, phong, lúc này tu vi cũng đạt tới thông thiên cảnh sơ giai. Đương nhiên Phạm Kiếm Nhân sẽ không đặt Lục Lâm Thiên phía trước vào trong mắt. Không có bao nhiêu trì hoãn, Phạm Kiếm Nhân bước ra một bước, thủ ấn biến hóa, trong tay có một cỗ quang mang bằng hỏa diễm giống như thực chất lướt ra, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, nói. Lục Lâm Thiên, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết một chút thực lực của thông thiên cảnh sơ giai. Sư huynh, không nên. Phương Thải Y run rẩy, dưới cỗ khí tức bàng bạc của Phạm Kiếm Nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Miệng khẽ kêu một tiếng. Phương sư tỷ, người lên lùi về phía sau một ít đi, để cho Phạm sư huynh xử lý chuyện này. Sau lưng Phạm Kiếm Nhân, hai thanh niên kia khẽ biến sắc, một cỗ khí thế từ trong cơ thể tuôn ra, trực tiếp ngăn cản Phương Thải Y. Cũng trong nháy mắt đó, Phạm Kiếm Nhân đạp mạnh mặt đất tức thì rạn nứt, khí tức nóng bỏng phô thiên cái địa tuôn ra, không gian run rẩy không thôi, thân thể giống như được hỏa diễm giống như thực chất bao phủ. Đột nhiên phóng về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, đi chết đi. Thân ảnh Phạm Kiếm Nhân giống như tia chớp, lập tức đi tới trước người Lục Lâm Thiên, một đạo trưởng ấn mang theo khí tức nóng bỏng khiến cho cả phiến không gian vặn vẹo rồi cứng lại, lập tức đánh xoa sinh Lục Lâm Thiên. Dưới trưởng ấn, không gian nứt vỡ từng khúc, kình phong khủng bố khiến cho y phục của đám người bốn phía tung bay không thôi. Lúc này Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt vươn tay ra, chộp lên trên không trung một chảo. Ken két. Lục Lâm Thiên vươn tay ra, cả không gian lập tức ken két rung động, không gian vặn vẹo, rung động, trưởng ấn nóng bỏng của Phạm Kiếm Nhân ở trong không gian vặn vẹo này trực tiếp bị đè nén rồi rạn nứt. Phanh. Trong tiếng trầm thấp bạo liệt, trưởng ấn trực tiếp hóa thành hư vô. Phạm Kiếm Nhân biến sắc, đang muốn nhanh chóng lui lại thì lại phát hiện ra cả phiến không gian chung quanh đều cứng lại. Thân thể khó có thể nhúc nhích nửa phần, linh lực trong cơ thể đình trệ. Lập tức một đạo chảo ấn xẹt qua không gian đã bao phủ hắn vào bên trong. Trong lúc Lục Lâm Thiên vươn tay ra, không gian trước người vặn vẹo, một đạo chảo ấn dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người cơ hồ ngay lập tức nắm lấy Phạm Kiếm Nhân, giống như nắm con sâu cái kiến trên không trung vậy. Không biết tự lượng sức mình, ở trước mặt ta chỉ là một con bọ chó, có tư cách gì mà nhảy nhót. Dứt lời. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, đột nhiên hung hăng phất tay a lên, trên không trung, thân thể Phạm Kiếm Nhân không có một chút phản kháng nào trực tiếp bị bắn xuống mặt đất. Phanh một tiếng, nơi Phạm Kiếm Nhân rơi xuống mặt đất chung quanh lập tức rạn nứt, lộ ra vô số khe nứt, đồng thời một ngụm máu tươi trong miệng Phạm Kiếm Nhân phun ra. Xảy ra chuyện gì? Cảnh tượng này khiến cho đám người đứng xem bên ngoài khiếp sợ và xôn xao, Thải Y biến sắc. Ánh mắt mang theo sự rung động nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Tại sao lại mạnh như vậy? Phạm Kiếm Nhân biến sắc, ánh mắt hoảng sợ, thân thể chật vật đứng dậy, muốn nhanh chóng chạy trốn. Chỉ tiếc thân ảnh Phạm Kiếm Nhân còn chưa có đứng dậy, không gian trước người đã vặn vẹo rồi cứng lại, một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh mơ hồ xuất hiện. Dưới tình huống hắn không thể nào phản kháng trực tiếp dùng một cước đá vào bụng hắn, khiến cho bụng hắn đau đớn kịch liệt. Lục Lâm Thiên hung hăng đá một cước xuống, lực lượng mạnh mẽ chút xuống, mặt đất quảng trường lại một lần nữa rạn nứt, khe nứt lan tràn, có chỗ đã hóa thành bụi phấn. Phụt! Phạm Kiếm Nhân chỉ cảm giác xương cốt toàn thân mình hóa thành mảnh vỡ vậy, khí huyết cuồn cuộn, máu tươi trong miệng lần nữa mang theo nội tạng bị nghiền nát phun ra bên ngoài. Phạm Sư Huynh! Hai thanh niên sau lưng Phạm Kiếm Nhân vừa rồi thấy vậy biến sắc, bọn họ hiểu rõ. Nếu như Phạm Kiếm Nhân này xảy ra chuyện bọn họ cũng không sống nổi, khí tức bàng bạc trên thân hai người run lên, hai đạo thân ảnh giống như mũi tên, một trái một phải lao về phía Lục Lâm Thiên. Muốn chết! Lục Lâm Thiên còn không ngẩng đầu, ống tay áo màu xanh khẽ quét qua, một cỗ năng lượng vô hình từ trong hư không tràn ra, năng lượng vô hình lan tràn,
thân thể hai thanh niên này còn chưa bổ nhào tới Lục Lâm Thiên đã lập tức đứng lại, không thể tiến thêm được nữa. Lập tức trong mắt hai thanh niên này tràn ngập vẻ sợ hãi, trong lúc đồng tử co rút, dưới vô số ánh mắt kinh hãi của đám người chung quanh, thân thể hai người trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân đã bị thần hồn câu diệt. Huyết vụ trên không trung rơi xuống, ánh mắt Phạm Kiếm Nhân nhìn thấy thế, đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia trong mắt hắn lúc này đã giống như một ngọn núi cao không có cách nào vượt qua, khiến cho trong lòng hắn đột nhiên tràn ngập một loại cảm giác vô lực. Hiện tại ngươi còn muốn tiêu diệt ta, còn cảm thấy dễ dàng như lật bàn tay nữa hay không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn Phạm Kiếm Nhân dưới chân, lập tức giơ chân lên, sau đó dẫn nát lồng ngực Phạm Kiếm Nhân, dẫm nát người này dưới chân. Phạm Kiếm Nhân thông thiên cảnh sơ giai, tồn tại số 1 số 2 trong cả vô minh tiểu thiên thế giới, không ngờ một chiêu đã bị trà đạp, bị người ta hung hăng dẫm nát dưới chân, đám người chung quanh đứng xem hít sâu một ngụm khí lạnh, ánh mắt run rẩy. Thật mạnh! Bên người Tôn Oánh Oánh, Hướng Tiền Trùng tràn ngập vẻ cao hứng lúc này nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt không tự chủ được mà hiện lên vẻ rung động. Hắn có thể cảm giác được thực lực của mấy người này không chút bình thường, khí tức trên người vừa rồi hắn cũng nhìn không thấu. Chỉ là hắn thật không ngờ thực lực của Lục Lâm Thiên này lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Thân thể mềm mại của Phương Thải Y khẽ run lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng rung động thật lâu không thể phục hồi lại tinh thần. Phạm Kiếm Nhân vô cùng rung động, nhìn đạo thân ảnh màu xanh trước người, ánh mắt lúc này đã xám như tro tàn, từ sâu trong linh hồn xuất hiện sự rung động và sợ hãi. Tất cả chuyện này hoàn toàn vượt quá dự kiến của hắn, vốn hắn cho rằng, 20 năm qua, dựa vào tiến bộ kinh người của hắn muốn đánh chết Lục Lâm Thiên đã dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, trước mắt đối phương hắn mới hoàn toàn là con sâu cái kiến, so với Lục Lâm Thiên mà nói, tiến bộ của hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, vẫn vô lực trước mặt Lục Lâm Thiên, không đáng nhắc tới. Giờ phút này nhìn vào sát ý mênh mông trong đôi mắt lạnh lẽo của Lục Lâm Thiên, cỗ sát ý này khiến cho từ sâu trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo, tim đập nhanh. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám giết ta phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Thủy Môn cũng không bỏ qua HCO ngươi. Phạm Sàm Lão Cẩu và Thiên Thủy Môn chính là thứ mà tên bỏ chó ngươi dựa vào sao? Vậy thì ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ chết. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt quát to một tiếng. Lâm Thiên, không được. Một tiếng kêu vang vọng, thân ảnh xinh đẹp của Phương Thải Y trong chốc lát xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, nhìn Phạm Kiếm Nhân dưới mặt đất, nói. Lâm Thiên, ngươi giết hắn Thiên Thủy Môn tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi cảm thấy 20 năm qua Thiên Thủy Môn đã buông tha ta rồi sao? Lục Lâm Thiên quay người, quay đầu lại nhìn Phương Thải Y, trong đôi mắt hiện lên hàn ý ngập trời. Dưới cỗ hàn ý này Phương Thải Y cũng run sợ, con mắt mịt mờ, thanh âm tràn ngập vẻ rung động nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta van ngươi nói cho ta biết đi. Ngươi có từng nhớ rõ, lúc trước ta đã từng nói qua với ngươi, cho ta thời gian ta sẽ xử lý tất cả hay không? Lục Lâm Thiên nhìn qua khuôn mặt động lòng người trước mắt, hai mắt chán trường. Phương Thải Y khẽ gật đầu, ánh mắt khẽ run lên, nói. Ta nói rồi, tất cả đều là lựa chọn của ta. Có một ít chuyện ngươi vẫn không rõ, có một ít trách nhiệm ta phải gánh vác. Trong thanh âm của Lục Lâm Thiên mang theo hàn ý, hắn nói. Ngươi có thể gánh vác cái gì? Thứ ngươi gánh vác chính là để cho Phạm Sàm Lão Cẩu và Phương Chí Thành đánh chết ta sao? Ngươi nói là phụ thân ta và Phạm Đường Chủ. Thân thể mềm mại của Phương Thải Y run lên. Chuyện đã qua rồi, chuyện của ta ta sẽ tự mình xử lý. Bàn chân Lục Lâm Thiên đạp mạnh Phạm Kiếm Nhân phía Duos, đôi mắt đen kịt nhìn qua Phương Thải Y, nói. Lúc trước ta đã từng nói qua, chuyện của ngươi ta sẽ quản, chỉ cần cho ta thời gian là được. Thời gian, lúc trước ta không có lựa chọn nào khác, lúc trước ngươi chỉ có tu vi phá giới cảnh, ngươi có thể quản cái gì? Ta cũng hy vọng vào ngươi có thể quản, để cho ta có thể dựa vào lồng ngực của ngươi, che mưa che gió. Phương Thải Y ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng về phía Lục Lâm Thiên, nhìn Phạm Kiếm Nhân dưới chân Lục Lâm Thiên nói. Coi như là hôm nay. Chẳng lẽ ngươi cho rằng giết hắn là quản chuyện của ta sao? Ngươi cho rằng có thể chống lại Thiên Thủy Môn sao? Thiên Thủy Môn so với trong tưởng tượng của ngươi còn khổng lồ hơn nhiều, ngươi đang đỡ Upsilon.NG vào một trái bom. Thả hắn, ta sẽ không để cho ngươi chết.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, Lục Lâm Thiên khẽ than nhẹ, nói. Ngươi là nữ nhân của ta, chẳng lẽ tới bây giờ ngươi còn chưa tin ta? Ta nói rồi, cho ta 100 năm, mà bây giờ chỉ có 20 năm, 20 năm đã đủ rồi. Ngươi đừng dại dột, ta nói rồi, lần thứ nhất ta cho ngươi không có nghĩa ta là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không phải quản chuyện của ta. Cho dù ngươi có thể quản chuyện của ta, ngươi có thể quản chuyện của Thải Hồng Cốc, có thể quản cả vô minh thế giới sao? Thực lực mới là tất cả. Phương Thải Y nói. Cái gì, Thải Y, nàng đã cùng hắn, lần thứ nhất của nàng. Phạm Kiếm Nhân tuy rằng bị Lục Lâm Thiên dẫm nát dưới chân, thế nhưng thính giác và thị giác lại không bị ảnh hưởng một chút nào, nghe thấy Lục Lâm Thiên và Phương Thải Y nói vậy, hắn đã thấy kỳ lạ ở chỗ nào đó. Bỗng nhiên nghe tới đây, ánh mắt kinh hãi của Phạm Kiếm Nhân lúc này rốt cuộc run lên, không có cách nào bình tĩnh được nữa. 20 năm qua ngay cả tay hôn thê hắn cũng không thể nắm lấy, càng như vậy hắn càng cảm thấy vị hôn thê của mình cao quý vô song, trong lòng càng thêm ưa thích. Thế nhưng Phạm Kiếm Nhân thật không ngờ, hóa ra vị hôn thê của mình đã sớm là nữ nhân của người khác, lại là nữ nhân của Lục Lâm Thiên mà hắn thống hận nhất, lại là chuyện trước khi đính hôn, khó trách 20 năm này ngay cả tay nàng ta hắn cũng không nắm được. Phụt! Nhớ tới tất cả mọi chuyện, Phạm Kiếm Nhân lập tức tan nát cõi lòng, khí huyết cuồn cuộn, yết hầu cảm thấy ngọt ngọt, một ngụm máu tươi đỏ thẫm trong miệng phun ra, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Thực lực mới là tất cả sao? Lục Lâm Thiên nhìn Phương Thải Y, cảm thán nói. Ta sẽ dùng phương thức của ta nói cho người biết kết quả cuối cùng. Dứt lời, Lục Lâm Thiên lập tức nhấc chân, một cước hung hăng dẫm nát khuôn mặt của Phạm Kiếm Nhân dưới mặt đất, trong mắt tràn ngập hàn ý. Lâm Thiên, thả hắn đi, người giết hắn Thiên Thủy Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn Lục Lâm Thiên, khóe mắt Phương Thải Y có nước mắt chảy xuống đôi má. Vô minh thế giới là trung tâm của vô minh tiểu thiên thế giới, cũng là địa phương phồn hoa nhất trong vô minh tiểu thiên thế giới, là trung tâm của mậu dịch. Trong cả vô minh tiểu thiên thế giới chỉ có nơi này là có đường hầm không gian đi thông tới tất cả tiểu thế giới khác, ở nơi này cũng có đường hầm thế giới đi thông tới vô sắc trung thiên thế giới. Vô minh thế giới chính là nơi phồn hoa nhất trong cả vô minh tiểu thiên thế giới, năng lượng thiên địa cũng là nơi nồng nặc nhất trong cả vô minh tiểu thiên thế giới, cũng là nơi gần trung thiên thế giới nhất. Vạn thế đối quyết 1000 năm một lần, là một lần thi đấu giữa tất cả các tiểu thế giới trong vô minh tiểu thiên thế giới. Tất cả những người trẻ tuổi đỉnh phong của các tiểu thế giới tiến vào trong hoang vu mật địa, 5 người đi ra đầu tiên chính là người chiến thắng. Đại biểu cho cả vô minh tiểu thiên thế giới tiến vào trong vô sắc trung thiên thế giới tham dự vòng tiếp theo. Bao nhiêu năm qua, trong cả vô minh tiểu thiên thế giới dường như chưa có ai có thành tích tốt ở trung thiên thế giới, nhưng mà điều này cũng không thể ngăn cản tất cả mọi người chờ mong, có lẽ có thể đại biểu vô minh tiểu thiên thế giới tranh đoạt danh tiếng ở bên ngoài đối với mọi người mà nói cũng là một chuyện vô cùng trọng đại. Phải biết rằng, vạn thế đối quyết này nếu như có người tỏa sáng trong trung thiên thế giới thì cả tiểu thiên thế giới của người đó sau này đi ra ngoài sẽ vô cùng có mặt mũi. Gần đây tất cả mọi chuyện trong vô minh thế giới cũng không rời khỏi chủ đề vạn thế đối quyết, đề tài của tất cả mọi người trong tửu điếm. Cũng chính là về vạn thế đối quyết. Đám người hiểu chuyện còn có không ít người thầm suy đoán qua một chút về 5 người chiến thắng, thậm chí còn có người vì chuyện này mà tranh luận kịch liệt. Nước miếng văng tung tóe, đây cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Không ít hiệu buôn, cửa hàng ở khắp nơi đã bắt đầu lên tiếng mở đặt cược, tư liệu của tất cả người của các tiểu thế giới tham dự vạn thế đối quyết đều được bọn họ đề cập kỹ càng. Tỷ lệ đặt cược của mọi người cũng vô cùng rõ ràng, tu vi thực lực, thời gian tu luyện dài ngắn đều rõ ràng. Đương nhiên cũng có không ít người không rõ thời gian tu luyện, thực lực không rõ, thân phận cũng không phải quá rõ ràng. Người các chú điếm cũng đã sớm sắp xếp tỷ lệ đặt cược, người có số lượng người đặt cược nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là 5 người sau, thứ nhất rõ ràng là Phạm Kiếm Nhân, sau đó là Phương Thải Y, Hướng Đông Đông, mà ngay cả danh tự của Tôn Oánh Oánh cũng nằm bên trong. Mặt khác còn có 2 người nữa, những người này đều có tu vi đạt tới thông thiên cảnh. Những nhân vật có thực lực cao nhất đương nhiên sẽ được người ta đặt vào nhiều nhất, chỉ là tỷ lệ đặt cược lại không cao. Vô minh thế giới dù sao cũng là trung tâm mậu dịch của cả vô minh tiểu thiên thế giới, kẻ có tiền cũng không ít, mỗi một lần vạn thế đối quyết xảy ra, cũng không có ít người hào phóng đánh cược, một khi ra tay là trăm ức tinh thạch thế giới sơ phẩm. Nghe nói trước đây thật lâu còn xuất hiện qua một người đặt 5000 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, tuyệt đối là người hào phóng nhất, phá vỡ các ghi chép,
khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Chỉ là cuối cùng người này lại thua, khiến cho thương hội được người này đặt cược tuy rằng thắng cũng hãi hùng khiếp vía. Chỉ là cuối cùng thương hội này lại phát tài, 5.000 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm ở trong tiểu thiên thế giới tuyệt đối là một khoản tài phú lớn. Nhưng mà lúc này, ngày mấy ngày trước trong tất cả các thương hội của vô minh thế giới đều thu được một đơn đặt cược cực kỳ lớn, vừa mới nhận được khoản tiền đặt cược này tất cả các thương hội lớn đều phong tỏa tin tức. Chủ yếu là số tiền quá lớn, cơ hồ tất cả các thương hội đều hãi hùng, khiếp vía. Người tiếp nhận đơn đặt cược này, sau khi nhìn thấy con số thiếu chút nữa không đi nổi. Đương nhiên dù phong tỏa tin tức thế nào cũng sẽ rò rỉ ra. Nghe nói có nhiều đặt cược lớn như vậy, lập tức có người hỏi tham gia, cuối cùng cũng đặt theo một ít, người khác mua nhiều như vậy đương nhiên phải có chắc chắn. Lập tức tất cả các thương hội phái người ra âm thầm tìm hiểu tin tức của ba người này theo thứ tự là Lục Lâm Thiên, Kim Viên, Thái A, chỉ là thứ mà tất cả các thương hội tra ra được cũng chỉ là việc ba người này tới từ vạn cổ thế giới mà thôi. Cuối cùng Thái A lại như không có tin tức gì, giống như là đột nhiên xuất hiện vậy, tất cả thương hội đều cấp tốc phái người tới vạn cổ thế giới điều tra, thế nhưng đều có đi không có về, không có chút tin tức nào truyền lại. Những tin tức này âm thầm truyền ra, người biết rõ tin tức lập tức đặt cược vào ba người này không ít. Tỷ lệ đặt cược của ba người này từ một bồi 1.000 khi trước lập tức tăng vào tới một bồi 1, khiến cho đám người đặt sau này không khỏi do dự. Vô minh thế giới, thành Thiên Thủy có diện tích bao la khôn cùng, số lượng người trong thành ước chừng 100 ức. Quảng trường Thiên Thủy ở ngay giữa thành Thiên Thủy, quảng trường bao la đủ để dung nạp hơn 1.000.000 người, có thể tưởng tượng ra sự đồ sộ của nó như thế nào. Thế nhưng lúc này quảng trường Thiên Thủy Thành có thể dung nạp hơn 1.000.000 người, lúc này lại có mấy 1.000.000 người chật ních đứng đó, trên từng kiến trúc cao cao phía xa cũng có vô số người đứng. Oanh! Tiếng nghị luận, tiếng ồn ào hội tụ lại một chỗ tạo thành tiếng gầm quanh quẩn trên không trung. Hôm nay chính là thời gian của đám người trẻ tuổi của các tiểu thế giới tham dự vạn thế đối quyết đi ra hoang vu mật địa đã sớm được cường giả của hai minh cải tạo qua, đồng thời cũng bố trí cấm chế lợi hại. Đến lúc đó chỉ cần 5 người đầu tiên nhận được ngọc giản không gian, chỉ cần bóp nát là có thể trực tiếp xuất hiện trên quảng trường này. Sau khi 5 người này xuất hiện, những người khác cũng bị đẩy ra khỏi hoang vu mật địa, cuối cùng cũng xuất hiện trong quảng trường này. Dựa theo lệ cũ những năm qua, mấy 1.000.000 người tiến vào trong hoang vu mật địa, sợ rằng số lượng người đi ra ngoài không được 2/3, người vẫn lạc bên trong không phải là ít. Trên quảng trường, trên mấy chiếc ghế tựa đã sớm có gần 2.000 người ngồi đó, người có thể ngồi trên này đều là người cầm đầu của các tiểu thế giới trong vô minh tiểu thiên thế giới. Ngồi đầu tiên rõ ràng là Phạm Sàm của Thiên Thủy Môn, bảo chủ Hướng Gia bảo Hướng Vấn Thiên, mà các chủ Hồng Linh các tôn cao mộc lúc này ngồi ở bên cạnh Hướng Vấn Thiên. Có thể ngồi ở vị trí đầu tiên khiến cho tôn cao mộc có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Những năm qua dùng địa vị của vạn cổ thế giới trong vô minh tiểu thiên thế giới cũng không thể nhận được đãi ngộ bực này, không xếp ở cuối cùng coi như đã tốt lắm rồi. Đương nhiên, tôn cao mộc ngồi bên cạnh Hướng Vấn Thiên cũng không có ai dám nói gì, lần này nhi nữ tôn oánh oánh của tôn cao mộc lại có tu vi thông thiên cảnh A. Tôn cao mộc lại là huyết mạch của tôn gia trong vô sắc thế giới, địa vị không tầm thường, tôn gia ở trong vô sắc trung thiên thế giới cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Huống chi Hồng Linh Các cũng là một phần tử của Vạn Thiên Liên Minh, nghe nói Tôn Cao Mộc và Hướng Vấn Tiền lại là thông gia, cộng lại tất cả những thứ này khiến cho Tôn Cao Mộc ngồi bên trên đầu cũng không có ai dám dị nghị. Phạm Đường Chủ, 5 người lần này đi ra sợ rằng kiếm nhân hiền chất nhất định sẽ đoạt được quán quân A. Trên đài, Hướng Vấn Thiên mỉm cười, nói với Phạm Sàm cách đó không xa. Ánh mắt Phạm Sàm vẫn luôn biến ảo bất định, nghe vậy khuôn mặt không khỏi mỉm cười, nói. Hướng Đường Chủ quá khen, Tiền Trùng hiền chất mới có khả năng đạt được vị trí đầu tiên A. Dứt lời, Phạm Sàm nhìn Tôn Cao Mộc nói. Tôn chấp sự, không biết phương chấp sự của Thải Hồng Cốc lần này sao lại không tới, ta phái người tiến tới đó cũng không có tin tức gì vậy. Tôn Cao Mộc nghe vậy sắc mặt khẽ biến đổi, nói. Phạm Đường Chủ, ta cũng không biết, có lẽ lần này chiến thiên liên minh không có ai chiến thắng. Đều là người của Vạn Thiên Liên Minh ta cho nên phương chấp sự cảm thấy mất mặt, cho nên mới không tới. Không có khả năng. Sắc mặt Phạm Sàm vô cùng âm trầm, nói. Cho dù Phương Chí Thành không tới, sư đệ Đỗ Lộc của ta cũng phải trở về, vì sao lâu như vậy còn chưa thấy bóng dáng của hắn. Đỗ Lộc đã sớm chết, ta biết đi đâu tìm người bây giờ.
Tôn Cao Mộc thầm nói một tiếng, sắc mặt khẽ biến, nhìn Phạm Sàm nói. Phạm đường chủ, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta còn phải trông người chiến thiên liên minh ngươi hay sao? Người thiên thủy môn ngươi không thấy thì ngươi lại tới tìm ta. Ngươi tìm nhầm người rồi. Hừ, chuyện này tuyệt đối có quan hệ với ngươi, trong bốn người ngươi mang tới, một người là nhi tử của Kim Trường, tộc trưởng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, còn có một người là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên này chính là phản đồ của Thải Hồng Cốc 20 năm trước, tại sao lại là người của Vạn Thiên Liên Minh các ngươi? Hồng Linh các ngươi không có vấn đề gì chứ? Tốt nhất ngươi nên nói mau, trong vạn cổ thế giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phạm Sàm trầm giọng nói, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng về phía Tôn Cao Mộc. Trong vạn cổ thế giới xảy ra chuyện gì sao ngươi không tự mình đi xem đi? Hỏi ta làm gì, ngươi tìm nhầm người rồi, về phần Hồng Linh các ta tìm người nào tham dự vạn thế đối quyết, chỉ cần là phù hợp điều kiện, người khác không cần phải xen vào, không mượn Phạm đường chủ tốn tâm tư. Cẩm bào trên người Tôn Cao Mộc run lên, đối chọi gay gắt. Hai người đối chọi gay gắt lập tức thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Khục, Hướng Vấn Thiên ho khan một tiếng, nhìn về phía Phạm Sàm, ánh mắt âm trầm một chút, nói. Phạm đường chủ, vạn cổ thế giới có chuyện gì ngươi nên đi tra rõ ràng rồi nói sau. Lại nói đó là chuyện của Vạn Thiên Liên Linh ta, không cần Phạm đường chủ quan tâm. Hừ, nếu như xảy ra chuyện gì, tới lúc đó các ngươi cứ chờ xem. Phạm Sàm căn hận quát một tiếng, có Hướng Vấn Thiên ở đây hắn cũng không dám làm thế nào. Động tĩnh trong vạn cổ thế giới, sư đệ Đỗ Lộc một đi không trở lại, mấy lần phái người tới vạn cổ thế giới thăm dò tin tức cũng không trở về, tăng thêm Lục Lâm Thiên xuất hiện, những ngày này, trong lúc mơ hồ trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt. Thiên thủy môn khó dây vào a, không biết Lục đại nhân có sắp xếp hậu chiêu hay không. Thế nhưng Tuyên Cổ Điện cũng không phải dễ chê. Vẻ mặt Tôn Cao Mộc trở lại bình thường, hai hàng lông mày nhíu lại. Lục Lâm Thiên. Phạm Sàm âm trầm ngồi xuống, hàn ý trong mắt bắn ra, tỏng lòng hắn lúc này đã âm thầm quyết định, chỉ cần Lục Lâm Thiên này vừa mới ra, hắn sẽ lập tức ra tay đánh chết. Tuyệt đối không thể giữ lại Lục Lâm Thiên này, kiếm nhân ở trong hoang vu mật địa, có lẽ cũng đã đánh chết Lục Lâm Thiên này, tóm lại tuyệt đối không thể giữ lại Lục Lâm Thiên này. Hoang vu đại điện, xảy ra biến cố như vậy, nhìn Phạm kiếm nhân bị Lục Lâm Thiên dẫm nát dưới chân, vô số ánh mắt biến ảo, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Ai cũng biết thực lực của mấy người kia quá mạnh mẽ, ở đây không ai có thể trêu vào. Oanh! Lúc này cả quảng trường run lên, hoang vu đại điện lay động, cấm chế được bố trí chung quanh đại điện rung động, bên trên có dấu vết rạn nứt. Cấm chế sắp mở ra, nhanh cướp lấy ngọc giản không gian. Từng ánh mắt lập tức nhìn về phía trước, Tôn Oánh Oánh, Hướng Tiền Trùng. Tinh quang trong mắt mọi người lập lòe, khí tức trên người chấn động. Ken két! Cấm chế triệt để nghiền nát, một mảng lớn cấm chế nứt vỡ, ngay sau đó trong hoang vu đại điện, năm đoàn quang mang bằng năng lượng bao phủ năm khối ngọc giản cùng với một khảo đan dược nhanh như thiểm điện lướt đi, tiếp đó hiện lên rõ mồn một trên không trung. Xông lên, đó là ngọc giản không gian. Thu được ngọc giản không gian là chiến thắng. Mau ra tay. Đám người phía dưới bạo động, từng cỗ khí tức bàng bạc tuôn ra, chỉ một thoáng, từng đạo thân ảnh giống như mũi tên phóng về phía năm đoàn quang mang bằng năng lượng trên không trung. Oanh! Không gian run rẩy, cả không trung bỗng nhiên gió nổi mây phun, một cỗ khí tức linh hồn mênh mông chấn động, lan tràn ra, dưới cỗ khí tức linh hồn này, cơ hồ tất cả những người tới gần cảm thấy linh hồn đau đớn kịch liệt, giống như linh hồn trong đầu đang bị thiêu đốt. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, trong những người vừa phóng lên trời, người có tu vi thấp một chút trực tiếp giống như chim gãy cánh, nặng nề từ trên không trung đập xuống mặt đất. Linh hồn lực thật mạnh. Giữa không trung, hai người Hướng Tiền Trùng và Tôn Oánh Oánh phơ song lên trời, thế nhưng khi thân ảnh vừa mới tiếp cận thì lại khó có thể tiến lại gần. Linh hồn lực mênh mông kia khuếch tán khiến cho giữa không trung không có ai dám tiến lên nửa bước. Hai người Hướng Tiền Trùng và Tôn Oánh Oánh coi như là hai người tới gần nhất. Thế nhưng cũng khó có thể chạm vào đoàn quang mang chứa ngọc giản không gian ở bên trong. Dưới uy áp linh hồn mênh mông kia, linh hồn hai người run rẩy không ngớt, càng tới gần càng khủng bố. Siêu! Trong giây lát, một đạo thân ảnh gầy gò phá không xuất hiện, trực tiếp phất tay, bốn đoàn quang mang bằng năng lượng trực tiếp bị người này nắm vào trong tay, thân ảnh nhanh như thiểm điện nhảy xuống. Là hắn! Tôn Oánh Oánh ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh gầy gò kia, con mắt bỗng nhiên biến sắc.
Đạo thân ảnh này rời đi, khí tức linh hồn nóng bỏng mênh mông trên không trung cũng lập tức biến mất, áp lực trên người những kẻ đang ở trên không giảm một mảng lớn, thân ảnh nhanh như thiểm điện nhảy ra, toàn lực tranh đoạt đoàn quang mang bằng năng lượng còn lại. Siêu siêu. Cùng lúc này, mấy đạo thân ảnh mang theo công kích cuồng bạo đột nhiên đánh tới, lập tức đánh về phía Hướng Tiền Trùng. Muốn chết. Hướng Tiền Trùng lạnh lùng quát một tiếng, trong đôi mắt có tinh quang bắn ra, nguyên lực thuộc tính hỏa minh mông lan tràn, quyền ấn nhanh chóng mang theo vô số tàn ảnh va chạm với mấy đạo công kích chung quanh. Ầm ầm ầm. Thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng, không gian liên tiếp nổ tung. Mấy đạo thân ảnh kia trực tiếp bị nện rơi xuống. Thân thể Hướng Tiền Trùng hoàn toàn không nhúc nhích một chút nào, đám người chung quanh vốn đang định ra tay tranh đoạt thấy vậy lập tức lùi VIP phía sau. Đoạt cái gì, bằng vào thực lực của ngươi có thể cướp đoạt được sao? Cầm lấy đi. Đạo thân ảnh gầy gò kia xuất hiện bên người Tôn Oánh Oánh, tay cầm một khối ngọc giản không gian cùng với một khỏa huyền nguyên đan thiên phẩm cao giai trực tiếp đưa cho Tôn Oánh Oánh. Sư phụ, sư thúc. Thân ảnh Thái A lập tức đáp xuống bên người Lục Lâm Thiên. Trong tay còn lại ba khối ngọc giản không gian và ba khỏa huyền nguyên đan thiên phẩm cao giai. Người vừa rồi có thể dùng lực một mình áp tất cả những người trẻ tuổi đỉnh phong trong các thế giới tự nhiên chính là Thái A. Nhìn Thái A, con mắt Phương Thải Y lập tức rung động, giật mình, chung quanh có vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn vào ba khối ngọc giản không gian trong tay Thái A, thế nhưng lại không có ai dám tiến lên đoạt. Phạm Kiếm Nhân bị dẫm trên mặt đất chính là chấn nhiếp tốt nhất. Oanh oánh. Ta cướp được một khối ngọc giản, cho muội. Hướng Tiền Trùng trở lại bên người Tôn Oánh Oánh, thế nhưng hắn cũng không cao hứng được bao nhiêu, bởi vì hắn chỉ cướp được một khối ngọc giản mà thôi. Tiền Trùng ca, muội đã có rồi, huynh giữ đi. Tôn Oánh Oánh giơ ngọc giản không gian trong tay mình ra, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Thái A. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thái A ra tay, mà chỉ cần nhìn vừa rồi nàng đã biết tuyệt đối Thái A chưa dùng toàn lực. Thực lực như vậy tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn nàng. Người này cũng rất mạnh. Hướng Tiền Trùng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thái A, vừa rồi khí tức linh hồn mênh mông kia ngay cả hắn cũng không dám tiến lên nửa bước mà Thái A có thể dễ dàng cướp lấy bốn khối ngọc giản như vậy. Lục Lâm Thiên và Kim Viên nhận ngọc giản không gian trong tay Thái A, khẽ phất tay một cái, lưu quang màu tím trong tay lóe lên, lập tức thu Phạm Kiếm Nhân dưới chân vào trong lòng bàn tay. Ánh mắt khẽ đảo. Lục Lâm Thiên nhìn Phương Thải Y nói. Ngươi nói đúng, thực lực mới là tất cả, hôm nay ta sẽ dùng phương thức của ta giải quyết tất cả mọi chuyện. Nói xong Lục Lâm Thiên bóp nát ngọc giản, một cỗ năng lượng áo nghĩa không gian từ bên trong tràn ra, không gian chung quanh nổi lên chấn động kịch liệt, một cỗ quang mang chói mắt lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên, sau đó thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy. Thái A, Kim Viên, Tôn Oánh Oánh, Hướng Tiền Trùng thấy thế lập tức bóp nát ngọc giản trong tay. Thân ảnh bốn người biến mất trong quảng trường. Mọi người chung quanh khẽ than, tham gia vạn thế đối quyết vòng tiếp theo trong trung thiên thế giới đã không còn quan hệ với bọn họ nữa rồi. Thanh âm đinh tai nhức óc quanh quẩn trên quảng trường trong thành Thiên Thủy, vô số tiếng ồn ào, tiếng nghị luận hội tụ tạo thành tiếng gầm cuồn cuộn, vô cùng náo nhiệt. Siêu! Trong tiếng xôn xao, không gian mênh mông đột nhiên xuất hiện chấn động, giữa không trung đột nhiên có một vòng xoáy xuất hiện. Có người đi ra. Người thứ nhất là ai? Trong sát na này, cơ hồ tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Cơ hồ tất cả đám người trên đài cũng dùng ánh mắt khẩn trương nhìn lên trên không trung. Ánh mắt tràn ngập khẩn trương, mà ngay cả Phạm Sàm cùng với Hướng Vấn Thiên cũng không ngoại lệ. Ngay trong ánh mắt của mấy ngàn vạn người, trong vòng xoáy không gian giữa không trung có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh xuất hiện trên không trung. Cùng lúc, ngàn vạn ánh mắt đều nhìn vào người này. Đều nhìn vào trên thân người mặc áo bào xanh này. Người mặc áo bào xanh này có khuôn mặt kiên nghị, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, trong nụ cười vui vẻ này lại có hàn ý lạnh lẽo. Nhìn qua đạo thân ảnh này, sát na này ánh mắt Tôn Cao Mộc nhảy lên, Phạm Sàm đang nheo mắt nhìn bỗng nhiên âm trầm. Siêu siêu. Sau khi đạo thân ảnh này xuất hiện, lập tức có bốn đạo thân ảnh trước sau xuất hiện trên không trung. Bốn đạo thân ảnh này xuất hiện, Tôn Cao Mộc khẽ giật mình. Sau đó khuôn mặt mỉm cười, Hướng Vấn Thiên cũng mỉm cười. Trên đài, sợ rằng ngoài Hướng Vấn Thiên và Tôn Cao Mộc ra, tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng. Mà khuôn mặt Phạm Sàm đã trở nên khó coi tới cực điểm. Trong năm người này hắn không nhìn thấy thân ảnh của Phạm Kiếm Nhân. Năm người xuất hiện, mau nhìn xem là năm người nào,
chúng ta có thắng không? Có hướng tiền trùng, chúng ta thắng rồi. Phạm kiếm nhân đâu rồi? Tại sao lại không thấy hắn? Con mẹ nó, tiểu vương bát đản này khiến cho ta thua lớn rồi. Nói nhỏ thôi, coi chừng thiên thủy môn lột ra ngươi. Nữ nhân kia là Tôn Oánh Oánh đúng không? Dường như ta thắng rồi. Còn ba người kia là ai? Dường như ta không biết, rốt cuộc có thân phận gì. Năm người xuất hiện ở giữa không trung, tất cả mọi người chung quanh xôi trào. Thân ảnh năm người cũng lập tức được vô số người hoan hô. Năm người lúc này chính là năm người thắng trong vòng thi đấu lần này, đến lúc đó còn đại biểu cả vô minh tiểu thiên thế giới tham dự vạn thế đối quyết trong vô sắc thế giới, tranh đoạt với tất cả các tiểu thiên thế giới khác. Năm người thắng này đại biểu cho tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi của vô minh tiểu thiên thế giới, về sau tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ trở thành đối tượng mà tất cả các thế lực lớn tranh đoạt. Xoẹt! Cả không gian run rẩy, lập tức trên không trung hiện lên một vòng xoáy không gian cực lớn. Vô số thân ảnh từ trong vòng xoáy không gian này nhảy ra, chính là đám người từ trong hoang vu mật địa đi ra. Từng gờ đạo thân ảnh bị đẩy ra, vẻ mặt mang theo vẻ thất vọng, cũng không có bao lâu, vòng xoáy không gian dần dần biến mất. Phạm Sàm nhìn vòng xoáy không gian biến mất, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Khi vòng xoáy không gian biến mất, hắn cũng không nhìn thấy thân ảnh của Phạm Kiếm Nhân, sắc mặt Phạm Sàm lúc này triệt để khó coi. Trưởng môn, thiếu môn chủ bị bắt. Hai vị sư huynh bị giết, là Lục Lâm Thiên kia. Trong đám người trên không trung, một đạo thân ảnh mang theo thương thế, vô cùng chật vật, hoảng sợ phóng về phía đài cao, tỏng mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Siêu! Thanh niên này vừa mới lướt đi, còn chưa dứt lời thì đột nhiên có một đạo chỉ ấn xuyên thủng không gian, nhanh chóng xuyên qua gáy hắn tới mi tâm, thân thể hắn cũng trực tiếp từ trên không trung rớt xuống mặt đất. Siêu! Thân thể Phạm Sàm trên đài cũng run lên. Thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trên không trung. Trường bào vung lên, một tay nắm lấy thanh niên này, chỉ là lúc này người thanh niên này đã trở thành một khối thi thể. Trong thoáng chốc, sắc mặt Phạm Sàm đột nhiên biến đổi, ánh mắt âm lãnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên vừa mới ra tay, lạnh lẽo nói. Lục Lâm Thiên, người dám giết người thiên thủy môn ta, người muốn chết sao? Biến hóa trong giây lát này khiến cho đám người chung quanh kinh ngạc. Dựa theo lệ cũ, lúc này nói không chừng hai đại liên minh còn để cho năm người này luận bàn với nhau một chút, cuối cùng người phụ trách cao nhất của hai đại liên minh trong vô minh thế giới này sẽ khen thưởng năm người này một phen, cuối cùng động viên một chút. Thế nhưng hôm nay đạo thân ảnh màu xanh dẫn đầu bước ra kia lại trực tiếp ra tay đánh chết người của thiên thủy môn, chuyện này khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên, người dẫn đầu của các tiểu thế giới khác trên đài cũng nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Phạm Sàm dứt lời. Tay mang theo thi thể hung hăng ném ra sau lưng. Trên đài, mấy đạo thân ảnh đạp mạnh mặt đất, thân thể lập tức bắn ra. Siêu! Một lão giả đã tiếp lấy thi thể người thanh niên kia, vẻ mặt bi thương, đau lòng, thanh niên này chính là cháu trai của hắn. Rầm rầm! Động tĩnh như vậy khiến cho trên quảng trường lập tức xuất hiện mấy ngàn đạo thân ảnh, tất cả đều mặt khôi giáp, là đệ tử của thiên thủy môn. Tay cầm binh khí, đứng đó bày trận, khí tức sắc bén. Hừ, thấy thế Kim Viên hừ lạnh một tiếng, cùng với Thái A tiến lên đứng sau lưng Lục Lâm Thiên. Xảy ra chuyện gì? Trên đài sắc mặt hướng Vấn Thiên đại biến, ánh mắt nhìn về phía Tôn Cao Mộc bên người, mấy người này hắn nhớ rõ chính là người do Tôn Cao Mộc mang từ vạn cổ thế giới A. Hướng huynh, nghe ta nói, đây là việc tư của bọn họ, chúng ta không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Tôn Cao Mộc nói với Hướng Vấn Thiên. Giết cháu của ta. Ta nhất định phải băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Sau lưng Phạm Sàm, lão giả vẻ mặt bi thống kia đã đưa thi thể thanh niên kia cho một đệ tử, trong miệng đột nhiên có một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng. Một cỗ nguyên lực thuộc tính phong đột nhiên tuôn ra, cả không trung run lên, thân ảnh nhanh như thiểm điện xông về phía Lục Lâm Thiên. Uy thế cường hãn mang theo kình phong khủng bố đột nhiên khuếch tán. Siêu! Trong giây lát, mỗi một cái giơ tay nhấc chân của lão giả này đều khiến cho nguyên lực thuộc tính phong hội tụ, bao phủ không gian. Một cỗ khí thế bàng bạc lập tức bao phủ chung quanh Lục Lâm Thiên, một đạo quang trụ mạnh mẽ bắn về phía trước. Mục tiêu trực chỉ Lục Lâm Thiên. Kình phong khủng bố lan tràn, áo bào xanh trên người Lục Lâm Thiên bay phất phới, thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ động tác nào. Chết đi! Cùng một thời gian, thân thể vạm vỡ của Kim Viên đạp mạnh hư không. Đạp nát một phiến không gian rồi phất tay một cái. Nguyên lực trong người tuôn ra,
nhanh chóng bao phủ không gian trước người, khiến cho không gian cứng lại. Một đạo quyền ấn bằng quang mang được ngưng tụ, đánh nát một phiến không gian, hung hăng bắn về phía đạo quang trụ của lão giả kia. Phanh! Va chạm như vậy, không gian trực tiếp bị đánh lõm xuống thành một cái động sâu, cả phiến không gian trực tiếp bị nghiền nát. Đạo quang trụ bằng quang mác dễ dàng bị nghiền nát, kinh khí khủng bố tạo thành hình vòng cung khuếch tán ra phía chân trời. Một quyền của Kim Viên trong chốc lát đánh vào lồng ngực của lão giả này. Phốc phốc! Thân thể lão giả này bay ngược về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi, không có bất kỳ sức chống cự nào, thân thể hung hăng đập vào mặt đất, được mấy lão giả đang biến xác ở phía xa nâng lên. Nhìn bộ dáng của lão giả kia, một chiêu đã bị phế, không còn lực tái chiến, ánh mắt nhìn về phía Kim Viên tràn ngập vẻ sợ hãi. Thật mạnh! Kim Viên ra tay khiến cho đám người chung quanh chính thức rung động, người vừa mới ra tay chính là trưởng lão của Thiên Thủy Môn, tu vi thông thiên cảnh, vậy mà trong một chiêu đã bị chà đạp. Tu vi thông thiên cảnh trung giai ở trước mặt ta là cái rắm. Kim Viên lạnh lùng quát, thân thể vạm vỡ dưới vô số ánh mắt đạp không mà đứng, bằng vào tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong của hắn đồng thời trên người còn có linh khí áo nghĩa. Cho nên cho dù hiện tại Kim Viên có đối mặt với người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai cũng không sợ hãi. Huống chi chỉ là một thông thiên cảnh trung giai, tự nhiên hắn sẽ không đặt vào trong mắt. Thông thiên cảnh cao giai. Mắt nhìn Kim Viên, sắc mặt Phạm Sàm ngày càng âm trầm, khí tức lạnh lẽo quanh thân lan tràn ra, tay áo run lên, một cỗ khí tức lạnh lẽo tuôn ra, thân thể lập tức lao thẳng về phía Kim Viên. Phạm Sàm lão cẩu, không phải ngươi đang tìm con ngươi sao? Khi thân thể Phạm Sàm vừa mới có động tác, trong nháy mắt này, lưu quang màu tím trong tay Lục Lâm Thiên lóe lên, thân thể tràn ngập vết thương của Phạm Kiếm Nhân đã ở trong tay Lục Lâm Thiên. Phạm Sàm nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thân thể đang lao về phía trước đột ngột dừng lại giữa không trung, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phụ thân, cứu mạng con! Phạm Kiếm Nhân nhìn thấy Phạm Sàm trên không trung giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, miệng lớn tiếng kêu cứu. Toàn thân tràn ngập vết máu loang lổ, máu tươi đầm đìa. Tay Lục Lâm Thiên tạo thành chảo đặt lên trên đỉnh đầu của Phạm Kiếm Nhân, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. A hát! Phạm Kiếm Nhân lập tức kêu lên thảm thiết liên tục, trong miệng không ngừng hét lớn. Phụ thân, cứu con chịu không nổi, cứu con đi. Lục Lâm Thiên này muốn làm gì? Không ngờ lại bắt thiếu môn chủ Phạm Kiếm Nhân của Thiên Thủy Môn, chẳng lẽ hắn muốn chống lại Thiên Thủy Môn hay sao? Đám người đứng xem chung quanh yên lặng, trong vô minh thế giới này không ngờ lại có người dám Upsilon Thiên Thủy Môn như vậy, chuyện này khiến cho tất cả mọi người chăm chú nhìn lên trên không trung mà yên lặng, há hốc mồm. Lục Lâm Thiên, ta cho ngươi thời gian 3 tức thả con ta ra, nếu không ta sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Phạm Kiếm Nhân, sắc mặt Phạm Sàm tái nhợt, lòng đau như cắt, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên đã tràn ngập sát ý tới tận cùng. Phạm Sàm lão cẩu, người đang uy hiếp ta sao? Bình sinh ta ghét nhất là bị uy hiếp. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt cười, một tay nắm đầu Phạm Kiếm Nhân, tay trái đột nhiên run lên, nắm lấy cánh tay trái của Phạm Kiếm Nhân. Răng rắc, một cánh tay của Phạm Kiếm Nhân bị vặn gãy, máu tươi bắn ra chung quanh, trong miệng hắn lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Người này thật độc ác, hắn muốn làm cho Phạm Sàm nổi giận sao? Cơ hồ tất cả mọi người run lên, không ít người hít sâu một ngụm khí lạnh. A hát! Trong đám người giữa không trung, Phương Thải Y ngơ ngác đứng trên không trung, vẻ mặt mờ mịt, lúc này nhìn thấy vậy thân thể mềm mại của nàng cũng run lên. Phạm Sàm trên không trung nhìn thấy vậy, toàn thân giống như sắp nổ tung, ánh mắt đỏ thẫm, gân xanh lộ ra, nghiến răng nghiến lợi rít lên mấy chữ. Lục Lâm Thiên! Sao nào, ngươi còn định uy hiếp ta sao? Ngươi có muốn ta thử lại lần nữa hay không? Để xem nhi tử ngươi có mấy cái tay. Hoặc là thử xem ta có dám giết tiện nhân, à nhầm Phạm Kiếm Nhân này hay không a? Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười. Lục Lâm Thiên, rốt cuộc ngươi muốn gì? Phạm Sàm ném chuột sợ vỡ bình, hắn chỉ có một nhi tử là Phạm Cơ Hiểm Nhân, lúc này tất cả tài nguyên của Thiên Thủy Môn cơ hồ đều ném vào trên người nhi tử hắn, cho nên nó nhất định không thể gặp chuyện không may. Ánh mắt Phạm Sàm đỏ rực, khí tức quanh thân lạnh lẽo giống như đang ở trong hầm băng vậy. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì sợ rằng Lục Lâm Thiên có bất diệt huyền thể cũng đã bị giết mấy chục lần. Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, trường bào màu xanh tung bay, khuôn mặt lạnh nhạt, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập hàn ý, hắn nói.
rất đơn giản, nói ra nguyên nhân tại sao ngươi phải giết ta, nói cho tất cả mọi người biết một chút. Cơ mặt Phạm Sàm co rúm lại, nói. Lục Lâm Thiên, người dâm ô nữ đệ tử của Thải Hồng Cốc, ta muốn giết ngươi là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Ha ha! Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức cười ha hả, tiếng cười giống như tiếng sấm cuồn cuộn, quanh quẩn trong không gian, xen lẫn hàn ý lạnh thấu xương. Trong không gian bỗng nhiên như có một cỗ hàn ý ngập trời xuất hiện, tràn ngập, khiến cho người ta không nhịn được mà run lên. Lục Lâm Thiên ngừng cười, lập tức nhấc Phạm Kiếm Nhân lên, trầm giọng nói. Phạm Kiếm Nhân, nếu không muốn chết thì mau nói ra vì sao Phạm Sàm lão cẩm phải đuổi giết ta như vậy. Nếu không ta cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Răng rắc. Dứt lời, Lục Lâm Thiên lần nữa nắm tay, cánh tay phải của Phạm Kiếm Nhân răng rắc một tiếng, xương cốt bị nghiền nát, bị Lục Lâm Thiên mạnh mẽ kéo đứt. A hát. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, Phạm Kiếm Nhân hét lớn. Ta nói, là phụ thân ta muốn để cho ta tiến vào trong trung thiên thế giới tu luyện cho nên muốn ngươi chết, cho nên cố ý cùng với Phương Chí Thành sắp xếp. Tạo thành hiện trường ngươi cưỡng di Alpha N rồi giết chết nữ đệ tử. Sau đó quang minh chính đại giết chết ngươi. Van ngươi tha cho ta một mạng, ta không dám nữa. Thả ta đi. Tiếng kêu thê thảm của Phạm Kiếm Nhân quanh quẩn giữa không trung, đám người đứng xem bên ngoài nhìn nhau, lập tức xôn xao, sắc mặt của đám người cầm đầu của các tiểu thế giới trên đài cũng biến hóa không ít. Hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên này càng nồng đậm, hắn vừa mới thi triển siêu linh thuật. Từ trong trí nhớ của Phạm Kiếm Nhân mà biết được tất cả chuyện này. Hướng Vấn Thiên và Tôn Cao Mộc nhìn nhau, ánh mắt lần nữa chăm chú nhìn lên trên không trung. Không ngờ Thiên Thủ Môn lại làm ra chuyện như vậy. Khó trách Phạm Kiếm Nhân có thể đi vào trong trung thiên thế giới tu luyện, nghe nói là một mật địa không tệ của Vạn Thiên Liên Minh, thì ra là cầm thủ tạ tệnh của Lục Lâm Thiên. Đám người đứng xem bên ngoài xôn xao, Phạm Sàm cơ hồ tức tới phun máu. Hắn thật không ngờ đứa con của mình lại yếu đuối như vậy, những lời này còn có thể nói ra miệng. Thì ra là thế, ta nên tin tưởng hắn, tại sao phải hoài nghi hắn cơ chứ? Hắn căn bản không phải là loại người như vậy. Trong đám người, con mắt Phương Thải Y run động, hàm răng khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, một ít máu tươi tràn ra. Phạm Sàm lão cẩu, ngươi còn có gì để nói hay không? Vì thủ tạ lệnh mà ngươi không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Lục Lâm Thiên nói với Phạm Sàm. Khóe mắt Phạm Sàm co rúm lại, việc này đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận, nếu như thừa nhận cả Thiên Thủy Môn cũng xong đời, hắn lạnh nhạt nói. Lục Lâm Thiên, người trong tay người bị uy hiếp, người muốn nói cái gì chẳng được. Còn nói dối sao? Lục Lâm Thiên cười lạnh, trong lòng bàn tay, lưu quang mang tím lóe lên, lần nữa có một thân ảnh chật vật xuất hiện trong tay hắn. Phụ thân! Nhìn thấy đạo thân ảnh này. Phương Thải Y đang mờ mịt phía xa đột nhiên run lên, thân ảnh xẹt qua không gian tới trước người Lục Lâm Thiên, nhìn Phương Chí Thành, ánh mắt nàng run rẩy, nói. Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thải Y. Phương Chí Thành nhìn cung quanh, đội hình trên không trung khiến cho hắn hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Khi nhìn thấy Phương Thải Y trước mắt, ánh mắt đang ảm đạm cũng theo đó mà run lên. Phụ thân, người nói cho con biết. Có đúng là người đã gạt con về chuyện của Lâm Thiên hay không? Tất cả là do người sắp xếp, là người muốn đối phó với Lâm Thiên đúng không? Hai mắt Phương Thải Y run rẩy, nàng há có thể suy đoán không ra, lúc trước nàng luôn mơ mơ màng màng, bị người ta lừa gạt. Phương Chí Thành nhìn Phương Thải Y, vẻ mặt ảm đạm, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, việc này không có liên quan tới Thải Y, người muốn giết thì cứ giết ta đi. Lục Lâm Thiên không nói gì, ánh mắt đảo qua người Phương Chí Thành, lần nữa nhìn về phía Phạm Sàm, nói. Phạm Sàm lão cẩu, lần này ngươi còn gì để nói không? Ngươi cùng với lão thất phu Phương Chí Thành này âm thầm ám hại ta, đáng tiếc ta mạng lớn, cho nên ngày hôm nay nhất định các ngươi phải trả giá thật nhiều. Nhìn Phương Chí Thành đang ảm đạm, ánh mắt Phạm Sàm trầm xuống, nhìn qua Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tiểu tử, chỉ bằng vào ngươi, ngươi đủ tư cách sao? Phụ thân, cứu con không muốn chết. Lục Lâm Thiên, người thả ta ra. Phạm Kiếm Nhân không ngừng kêu thảm thiết. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua Phương Thải Y rồi nói. Thải Y, loại phế vật này chẳng lẽ là lựa chọn của chính ngươi sao? Dứt lời, Lục Lâm Thiên phất tay một cái, Phạm Kiếm Nhân trong tay bị hất lên, thân thể giống như một đạo lưu quang bắn về phía Phạm Sàm.
Kiếm nhân. Phạm Sàm thấy vậy sắc mặt trầm xuống, một cỗ quang mang màu lam tuôn ra, quang mang lập tức bao phủ Phạm kiếm nhân. Ngay khi quang mang màu lam vừa mới chạm vào Phạm kiếm nhân, thân thể Phạm kiếm nhân đột nhiên bành trướng, một cỗ năng lượng nóng bỏng mênh mông từ trong cơ thể hắn trào ra, giống như là núi lửa bị áp chế, thân thể trực tiếp nổ tung trên không trung. Phanh! Một đạo thanh âm cực lớn vang vọng trên không trung, thân thể Phạm Sàm trực tiếp nổ tung giữa không trung, năng lượng cuồng bạo, nóng bỏng vô cùng khuếch tán trên bầu trời, khiến cho không gian chấn động, rung động kịch liệt. Một mảnh năng lượng nóng bỏng giống như khói tán loạn, trực tiếp bao phủ không trung. Nhìn thân thể Phạm kiếm nhân nổ tung, vô số người đứng xem chung quanh líu lưỡi, há hốc mồm, tất cả mọi người không khó nghĩ tới một việc, lần này Phạm Sàm sẽ nổi điên. Lục Lâm Thiên, Thiên Thủy môn ta không chết không thôi với ngươi. Ngày hôm nay không nghiền nát ngươi thành tro, Phạm Sàm ta thể không làm người. Trong không gian hỗn loạn, tiếng quát thê lương của Phạm Sàm quanh quẩn trên không trung quảng trường to lớn. Khi tất cả dẹp loạn một chút, thân thể Phạm Sàm xuất hiện trên không trung, ánh mắt âm trầm, tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên giống như toát ra máu, tràn ngập vẻ oán hận. Thanh âm này khiến cho đám người đứng xem chung quanh đang xôn xao lập tức yên tĩnh lại, cơ hồ tất cả mọi người nhìn lên không trung. Trơ mắt nhìn Phạm kiếm nhân bị thần hồn câu diệt, Phạm Sàm không phát điên mới lạ. Nhìn Phạm Sàm oán hận giống như phát điên trên không trung, Lục Lâm Thiên không có một chút động lòng nào, thậm chí còn châm chọc, nói. Phạm Sàm lão cẩm, ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ không còn nguyên vẹn, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhất định ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều, 20 năm trước ta đã thề rằng, có một ngày ta phải diệt thải Hồng Cốc và Thiên Thủy Môn. Thanh âm của Lục Lâm Thiên mặc dù nhỏ thế nhưng lại lọt vào tai tất cả mọi người có mặt trên quảng trường, thanh âm trầm thấp vang lên. Quên nói cho ngươi biết, Đỗ Lộc đã chết ở trong vạn cổ thế giới, thải Hồng Cốc cũng bị san bằng thành bình địa. Ngươi giết Đỗ Lộc. Ánh mắt Phạm Sàm âm trầm tới cực điểm nhìn qua Lục Lâm Thiên. Người tiếp theo chính là ngươi. Lục Lâm Thiên gập đầu cười cười, khóe miệng âm lãnh, nụ cười khiến cho người ta nhìn qua lập tức cảm thấy phát lạnh. Nghe vậy toàn thân Phạm Sàm run rẩy, khuôn mặt tím lại, gân xanh nổi lên, trong hai mắt, lửa giận giống như núi lửa phun trào, tùy thời sẽ bộc phát, bộ mặt vì tức giận mà dữ tợn. Phạm Sàm giận quá hóa cười, tiếng cười to vang vọng trong miệng không thôi. Ha ha ha! Cho dù là ai cũng có thể nghe thấy sự giận dữ ngập trời, đủ để biết được lúc này Phạm Sàm đã phẫn nộ tới mức tận cùng, giận dữ tới mức không có cách nào áp chế được. Giết con của ta, giết người Thiên Thủy môn ta. Lục Lâm Thiên, nếu như lần này ngươi chạy thoát, Phạm Sàm ta thể không làm người. Tiếng cười vừa dứt, khuôn mặt Phạm Sàm vặn vẹo dữ tợn, cơ hồ vặn vẹo thành một đoàn, đôi mắt mang theo sự oán ẩn nhìn qua Lục Lâm Thiên, lại nhìn lên không trung, ngẩng đầu thét lớn. Đệ tử Thiên Thủy môn nghe lệnh, mấy người đi theo Lục Lâm Thiên này không buông tha một ai. Ầm ầm. Phạm Sàm dứt lời, phía dưới, trong thành Thiên Thủy đột nhiên có vô số thân ảnh bắn ra, trên phía chân trời quảng trường, năng lượng thiên địa chấn động kịch liệt. Phía dưới, cũng không biết từ nơi nào thoáng cái có từng đạo thân ảnh bắn ra, chỉ trong nháy mắt lơ lửng trên không trung, ước chừng mấy vạn đạo thân ảnh. Mấy vạn người đem trọn quảng trường thành Thiên Thủ vây lại, đông nghịt một mảnh. Khí tức phô thiên cái địa lan tràn ra. 10 đạo thân ảnh dẫn đầu đứng lơ lửng sau lưng Phạm Sàm, từng cỗ khí tức bàng bạc lan tràn, cả không gian gió nổi mây phun. Trong đám người này có ít nhất 15 thông thiên cảnh, ngộ chân cảnh có không dưới 40 người, thanh thế khủng bố như vậy khiến cho mấy ngàn vạn người đứng xem phía dưới run rẩy. Thế lực như vậy tuyệt đối là thế lực mạnh nhất ở trong cả Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, ở trong Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới này không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh. Lục Lâm Thiên này không xong rồi, đây chính là thành Thiên Thủy A. Còn dám trêu Phạm Sàm phát điên, đây không phải là tự mình tìm chết sao? Đám người phía dưới tâm thần run rẩy, cũng nhao nhao lùi về phía sau, sợ rằng đến lúc đó sẽ bị tai bay vạ gió. Một khi cường giả giao thủ, thực lực không đủ sẽ bị liên lụy, hậu quả không cần phải nói. Lục Lâm Thiên, đây là Vô Minh Thế Giới, là thành Thiên Thủy, là địa bàn của Thiên Thủ môn ta. Ngày hôm nay ngươi có chạy đằng trời, có thể khiến cho Thiên Thủy môn ta dùng đội hình như vậy, cho dù chết cũng tiện nghi cho ngươi. Nhìn đội hình mênh mông cuồn cuộn trên không trung, Phạm Sàm âm lãnh nói. Hai người Kim Viên, Thái A nhìn đội hình của Thiên Thủy môn, chỉ là cũng không quá để ý,
thậm chí trong mắt còn không có một chút chấn động nào. Lục Lâm Thiên vẫn lạnh nhạt nhìn mấy vạn đệ tử Thiên Thủy môn chung quanh, khẽ nói. So nhiều người sao, có lẽ bọn họ cũng nên tới rồi chứ. Ầm ầm. Bên ngoài thành Thiên Thủy, phía xa lúc này bỗng nhiên truyền đến thanh âm trầm đỡ Upsilon, C cực lớn, thanh âm này từ phía xa truyền đến vẫn khiến cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc, cả không trung và mặt đất run rẩy không ngừng. Ầm ầm. Thanh âm trầm đỡ Upsilon, C này giống như sấm sét liên tiếp vang lên, cả không gian run rẩy, mặt đất lay động giống như địa chấn. Xảy ra chuyện gì vậy? Động tĩnh đột nhiên xảy ra khiến cho tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt mờ mịt, không có ai biết chuyện gì đang xảy ra. Động tĩnh bực này tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Trưởng môn, không tốt rồi. Trên không trung, không ít thân ảnh mang theo sự hoảng sợ, chật vật chạy tới. Mấy người có tốc độ nhanh hơn một chút đều là người có tu vi ngộ chân cảnh. Từng đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, cả đám kinh hãi, ánh mắt rung động, lớn tiếng nói. Trưởng môn, không tốt rồi. Đại quân của thị hoang thế giới tiếp cận. Người thị hoang thế giới tới. Thành Thiên Thủy không có cách nào chống đỡ được, đệ tử chúng ta đã bị tổn thất thảm trọng. Thị hoang thế giới muốn tiêu diệt vô minh thế giới, những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản, chạy mau đi. Ầm ầm. Giữa không trung xa xa, càng ngày càng có nhiều thân ảnh chật vật phóng tới, trong khoảng thời gian ngắn, ở phía xa xuất hiện vô số điểm đen. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng chạy trốn, hận không thể chạy trốn nhanh hơn một ít. Đám người đang chạy trốn này sợ rằng cũng có 10 vạn người. Thành Thiên Thủy chính là đại bản doanh của Thiên Thủy Môn, cũng là trung tâm của cả vô minh tiểu thiên thế giới. Đệ tử của Thiên Thủy Môn chung quanh Thành Thiên Thủy quả thực cũng có 100 vạn người. Đại quân thị hoang thế giới tới. Không xong, chẳng lẽ thị hoang thế giới muốn tiêu diệt vô minh thế giới hay sao? Người thị hoang thế giới này không có ai dễ trêu à. Cả Thành Thiên Thủy run rẩy, vô số thân ảnh phát run. Trên quảng trường, mấy ngàn vạn người ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, bắt đầu kinh hãi. Đại quân thị hoang thế giới tới gần, không ổn. Trên quảng trường, người cầm đầu của các tiểu thế giới đột nhiên đứng dậy, ánh mắt mang theo sự khẩn trương nhìn lên trên không trung. Không tốt, nghe nói vạn tù chi tôn huyết thiên đế trong thị hoang thế giới phục sinh, còn dung thế niết bàn thành công, chẳng lẽ huyết thiên đế muốn tiêu diệt vô minh thế giới sao? Trên quảng trường, Hướng Vấn Thiên nghe vậy sắc mặt đột nhiên đại biến, thị hoang thế giới này trước đây hắn cũng nghe đồn không ít. Huyết thiên đế muốn tiêu diệt vô minh thế giới quả thực cũng có khả năng này, cũng tuyệt đối có được thực lực này. Hướng huynh an tâm một chút, chớ vội, ân oán cá nhân mà thôi, không liên quan tới chúng ta. Tôn Cao Mộc nhìn Hướng Vấn Thiên nhún vai rồi nói. Trên không trung, cơ hồ tất cả đệ tử Thiên Thủy Môn nhìn thấy đồng môn chật vật chạy trốn, cả đám nhìn nhau, đội ngũ bắt đầu có chút rối loạn. Hơn 10 người có tu vi thông thiên cảnh cùng với hơn 40 người có tu vi ngộ chân cảnh biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Phạm Sàm. Thị hoang thế giới. Sắc mặt Phạm Sàm đột nhiên cực kỳ khó coi, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ lại có đại quân tiếp cận vô minh thế giới, lại là người trong thị hoang thế giới. Ầm ầm. Thanh âm trầm thấp phía xa càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng đinh tai nhức óc. Trên không trung, vô số thân ảnh đông nghịt chật vật chạy trốn, vẻ mặt sợ hãi, giống như là gặp quỷ. Trong kha ôm thời gian ngắn, mấy chục vạn thân ảnh phía xa lập tức chạy tới trên quảng trường. Biển người đông nghịt hội tụ, không ít người trên người còn có máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, miệng thở hồng hộc. Đám người chật vật chạy trốn kia ước chừng không kém 70 vạn, cả đám giống như một đám mây che khuất bầu trời trên không trung, khiến cho ánh sáng cũng khó có thể chiếu rọi xuống dưới. Siêu siêu. Trên đài, người của các tiểu thế giới cùng với không ít người vây xem chung quanh rốt cuộc không có cách nào yên tĩnh được nữa. Vô số thân ảnh lướt lên trên không trung, ánh mắt mang theo sự rung động nhìn về phía xa. Tất cả mọi người đều muốn biết, đại quân của thị hoang thế giới rốt cuộc khủng bố tới đâu, mà không ngờ lại khiến cho gần 100 vạn đệ tử của Thiên Thủy Môn chật vật chạy trốn như vậy, còn không có một chút lực chống lại nào. Oanh! Trên phía chân trời xa xa lập tức xuất hiện vô số điểm đen. Những điểm đen này từ phía xa về Upsilon T tới. Thể tích của điểm đen càng lúc càng lớn, dần dần có chút khổng lồ, giống như từng đầu hung thú khổng lồ xẹt qua không gian. Những nơi nó đi qua, không gian run rẩy không ngớt, thanh âm trầm thấp vang vọng, quanh quẩn trong thiên địa này. Cái đó,
vô số người nhìn lên trên không trung, nhìn qua vô số điểm đen rậm rạp, chằng chịt phía trước, từng thân ảnh khổng lồ xuất hiện, vẻ mặt mọi người đột nhiên đại biến, đầu quái vật khổng lồ kia không ngờ lại là chiến hạm. Đó là mấy trăm chiến hạm đông nghịt, phía sau còn có mấy trăm khôi lỗi tỏa giá khổng lồ. Chiến hạm, thật nhiều chiến hạm. Tại sao lại có nhiều chiến hạm như vậy? Nhìn thấy vô số chiến hạm cùng với khôi lỗi tỏa giá trên không trung, tất cả mọi người rốt cuộc cũng biết được vì sao đệ tử Thiên Thủy Môn phải chật vậy chạy trốn như vậy. Ở trước mặt hạm đội khổng lồ như vậy, con người lập tức trở nên nhỏ bé. Trên những chiến hạm đông nghịt kia, trên bong thuyền của mỗi một chiếc chiến hạm đều có hơn 1.000 đạo thân ảnh cao ngất đứng đó, cả đám khí tức sắc bén, tràn ngập sát phạt. Một mùi máu tươi nồng đậm theo gió khuếch tán tới. Ầm ầm. Vô số chiến hạm sau mấy lần chấp động lập tức xuất hiện giữa không trung, phía trước từng chiếc chiến hạm khổng lồ là một cái đầu hổ dữ tợn, một cỗ khí tức hung mãnh phóng ra, khiến cho người ta nhìn qua lập tức cảm thấy nhỏ bé. Mấy trăm đầu khôi lỗi tọa giá khổng lồ xoay quanh chiến hạm, chung quanh cũng có vô số thân ảnh đông nghịt, khí tức sắc bén, sát phạt lan tràn. Đội hình che khuất bầu trời như vập khiến cho nửa bầu trời phía trước đột nhiên lờ mờ. Mấy trăm đầu khôi lỗi tọa giá cùng với chiến hạm mênh mông cuồn cuộn kéo tới. Năng lượng trong phiến thiên địa này chấn động kịch liệt, đội hình khủng bố này khiến cho người ta run rẩy. Đôi cánh trên những chiếc chiến hạm khổng lồ khẽ vỗ, cái đầu hổ dữ tợn đột nhiên giống như sống lại, miệng rít lên một tiếng dữ tợn, khiến cho người ta rung động không thôi. Động khẩu đen ngòn nhằm thẳng vào đội ngũ mấy chục vạn đệ tử Thiên Thủy Môn đang sợ hãi, giống như tùy thời có thể đánh ra công kích khủng bố. Không có ai dám hoài nghi, mấy chục chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp cùng với hơn trăm chiếc phi hổ chiến hạm nhị cấp cùng với chiến hạm nhất cấp đồng thời được thúc giục. Nhất định đệ tử Thiên Thủy Môn trên không trung sẽ bị đánh tới hoa rơi nước chảy, thi thể khắp nơi. Loại đội hình khủng bố như vậy không phải là thứ mà tiểu thế giới có thể ngăn cản. Phi hổ chiến hạm, đây không ngờ đều là phi hổ chiến hạm A. Mấy trăm chiếc phi hổ chiến hạm, bên ngoài một chiếc đã khó cầu. Thế nhưng ở đây đột nhiên lại có nhiều như vậy. Phía trước ít nhất có 40 chiếc, đều là phi hổ chiến hạm tam cấp A, đằng sau đều là nhị cấp, phía trước nhất định là tam cấp. Ta đã thấy người trong trung thiên thế giới mua qua những thứ này. Nhìn qua hạm đội khổng lồ trên không trung, ngàn vạn người run rẩy. Phi hổ chiến hạm ở bên ngoài hiện tại vô cùng có thanh danh, nhiều phi hổ chiến hạm như vậy, đặc biệt là phi hổ chiến hạm tam cấp lại không kém 40 chiếc. Đội hình bực này khiến cho người ta vô cùng rung động. Trước mặt hạm đội khủng bố như vậy, đám người vây xem chung quanh không tự chủ được mà nhao nhao lùi về phía sau, một khi khai chiến, công kích đủ để hủy diệt tất cả. Phương Chí Thành bị Lục Lâm Thiên nắm trong tay cùng với Tôn Cao Mộc, Tôn Oánh Oánh và mấy người của Hồng Linh các giờ phút này nhìn thấy một màn này, thân thể bỗng nhiên run rẩy. Trên chiến hạm kinh khủng kia, từng đạo thân ảnh quen thuộc mà bọn họ đã gặp trong vạn cổ thế giới. Chỉ là trong vạn cổ thế giới, Lục Lâm Thiên cũng không có thi triển ra hạm đội kinh khủng như vậy. Đến lúc này Phương Chí Thành mới chính thức hiểu được, trong tay Lục Lâm Thiên rốt cuộc đã nắm giữ được thực lực cường hãn tới mức nào. Tôn Cao Mộc thân là các chủ Hồng Linh Các, mỗi ngày đều có liên hệ với người của Vạn Thiên Liên Minh, tự nhiên hắn biết rõ đây là phi hổ chiến hạm, trong cổ họng vang lên một tiếng ực. Nghe nói phi hổ chiến hạm tam cấp có uy năng tương đương với một đại đạo cảnh sơ giai A. Người có tu vi thông thiên cảnh cao giai trực tiếp bị đánh tan. Mấy chục chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp, đủ để san bằng tiểu thiên thế giới thành bình địa. Con mẹ nói, thị hoang thế giới từ lúc nào lại mạnh như vậy? Sắc mặt Hướng Vấn Thiên hoảng hốt, mắt nhìn từng chiếc chiến hạm phía trước, coi như là dùng thực lực của hắn hiện tại, trong lòng cũng phải phát run. Phi hổ chiến hạm tam cấp. Phi hổ chiến hạm nhị cấp. Đó là Thất Kiếm, Du Long, Đường Ngũ. Người có tu vi đại đạo cảnh trung giai, mấy người này làm sao tới đây? Âm quỷ cũng ở đó, nghe nói trước kia thật lâu âm quỷ đắc tội với một thế lực lớn trong trung thiên thế giới, cho nên chạy tới thị hoang thế giới, nghe nói cũng là người có tu vi đại đạo cảnh. Thất sát cũng có mặt, đó là đám người thiên su, thiên tuyền, những người này cũng đi ra. Hơn 10 vạn người khát máu trong thị hoang thế giới, bọn họ tiến vào trong vô minh thế giới như thế nào vậy? Không xong. Lúc này thì hoang thế giới quả thực đã có chuẩn bị từ trước, muốn tiêu diệt vô minh thế giới rồi. Nhìn qua đội hình chiến hạm khổng lồ trước mắt, từng đạo thân ảnh xuất hiện, người cầm đầu của các tiểu thế giới đột nhiên biến sắc. Chỉ riêng phi hổ chiến hạm kia đã đủ khủng bố,
thế nhưng lại còn có nhiều người có thanh danh hiển hách như vậy. Người phương nào tự tiện xông vào trong vô minh thế giới? Định đối đầu với chiến thiên liên minh sao? Đối mặt với đội hình như vậy, Phạm Sàm cũng đành buông tha cho Lục Lâm Thiên, thân ảnh nhảy lên phía trước, nhìn đội hình chiến hạm mênh mông cuồn cuộn trước mắt, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng và khó coi. Con mẹ nó, đám thiên thủy môn chó má này không chịu nổi một kích. Một đám phế vật, thiên thủy môn cũng chỉ có vậy mà thôi. Trên từng chiếc chiến hạm vang lên từng tiếng cười khinh thường. Trên chiếc chiến hạm dẫn đầu có 10 đạo thân ảnh bước ra, mỗi một cái giơ tay nhấc chân của 10 người này đều tràn ngập khí tức sát phạt, trong lúc vô hình cũng khiến cho trong lòng mọi người phía dưới rung động. Những người này tự nhiên là Âm Minh Dạ Xoa, Thất Sát, Thất Kiếm, Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường, Địa Long, Tam Thú Tương, Bàn Xấu Hòa Thượng, Đồng Thất, Thạch Ngọc Đồ, Trọng Linh, mà ngay cả Phong Đô Tam Hồn cùng với âm quỷ vốn ở trong thị hoang thế giới lúc này cũng có mặt. Mặt khác còn có Vấn Thân Mạc cùng với Bảo Châu Công Chúa. Chỉ là Mộc Phương ở lại thị hoang thế giới chấn thủ, cho nên lúc này tất cả cường giả phi linh môn đều có mặt ở đây, tất cả đều hội tụ trong vô minh thế giới. Hơn 10 người này tự nhiên tuyệt đại bộ phận đều là cường giả đỉnh tiêm, có tu vi đại đạo cảnh cũng hơn 10 người. Người có tu vi thông thiên cảnh vô số, căn bản thiên thủy môn không thể đánh đồng. Siêu siêu. Hơn 10 đạo thân ảnh này khẽ điểm nhẹ bong chiến hạm, thân ảnh nhanh như thiểm điện lơ lửng trên không trung. Khí tức tràn ra, khí tức đáng sợ phô thiên cái địa lan tràn. Thiên địa chung quanh hơn 10 người này run rẩy, đám người phía dự tự nhiên cảm thấy áp lực. Kính mời trưởng môn. Không có ai để ý tới Phạm Sàm, căn bản không thèm liếc mắt nhìn lấy hắn. Mấy chục người này chỉ nhìn lên trên không trung quảng trường thành thiên thủy, sau đó nhìn vào đạo thân ảnh màu xanh còn đang bị đệ tử thiên thủy môn vây cơ nơ. Hơn 10 đạo thân ảnh lập tức lăng không quỳ một gối, cung kính hành lễ. Kính mời trưởng môn. Kính mời trưởng môn. Kính mời trưởng môn. Chỉ một thoáng, cơ hồ trên tất cả phi hổ chiến hạm, đệ tử phi linh môn quỳ một gối hành lễ. Trên không trung quảng trường, thanh âm giống như sấm sét khuếch tán, thanh âm hóa thành cơn lốc khuếch tán. Một cỗ khí tức sắc bén nương theo thanh âm lan tràn khiến cho tâm thần người ta rung chuyển. Hơn 30 vạn đệ tử phi linh môn kéo đến đây, tuy rằng ít hơn đệ tử thiên thủy môn, thế nhưng lại cường hãn hơn 7-80 vạn đệ tử thiên thủy môn. Nếu so sánh khí thế thì đệ tử phi linh môn giống như một đầu chim ưng lợi hại, là đầu sói hoang khát máu. Đệ tử thiên thủy môn chỉ là con gà, con thỏ con run rẩy chờ chết. Khí thế trên người tuy rằng nhìn qua sắc bén, thế nhưng so với đệ tử phi linh môn vốn tràn ngập huyết tinh mà nói, hoàn toàn không thể so sánh. Ai là trưởng môn phi linh môn vậy? Trong sát na, cơ hồ tất cả mọi người tìm kiếm cung quanh, trưởng môn phi linh môn này dường như vẫn còn ở trong thiên thủy môn, rốt cuộc ai là trưởng môn của phi linh môn khủng bố này? Tất cả miễn lễ. Thanh âm nhàn nhạt từ trong đám người truyền ra, đủ để truyền vào tai tất cả mọi người. Đạo thanh âm này vang lên, chỉ một thoáng tất cả đám người chung quanh đều nhìn vào đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên không trung, ánh mắt của đệ tử thiên thủy môn bỗng nhiên run sợ sau khi quay đầu lại nhìn. Phạm Sàm quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh lúc này đã run rẩy. Siêu siêu. Trong ánh mắt của mọi người, trong đám người, đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia bỗng nhiên đạp mạnh hư không, cùng với hai đạo thân ảnh sau lưng trong giây lát thoát khỏi vòng vây của đám người thiên thủy môn, thân thể phá không phóng ra, lập tức xuất hiện trước đại quân của phi linh môn. Đệ tử thiên thủy môn đã sớm hãi hùng khiếp vía, căn bản không có ai dám ngăn cản, cũng không có cách nào ngăn cản. Trơ mắt nhìn ba người xẹt qua không gian đi về phía đại quân phi linh môn. Phương Thải Y nhìn về phía trước, nhìn đại quân hạm đội mênh mông trước mắt, lại nhìn qua đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia, ngoài ánh mắt rung động ra còn có ánh mắt phức tạp. Giờ phút này đạo thân ảnh màu xanh kia so với Phạm Sàm mà nói, khí thế không chút chênh lệch nào, thậm chí còn mạnh hơn. Lục Lâm Thiên phất tay, nắm Phương Chí Thành về phía sau, thân ảnh Bàn Xấu Hòa Thượng lóe lên, một đạo chảo ấn xuất hiện. Lập tức nắm Phương Chí Thành trong tay. Thiên Xu, ngươi dám gạt ta. Ánh mắt âm tàn của Phạm Sàm nhìn đám người thất sát phía trước, hai mắt như bốc hỏa. Lúc trước Thiên Xu đã nói với hắn đánh chết Lục Lâm Thiên, còn lừa gạt lấy ba khảo xúc đạo đan giá trị xa xỉ của hắn. Lừa ngươi thì thế nào? Ngươi cắn ta sao? Ai kêu ngươi ngu xuẩn như heo? Ngươi cho rằng bằng vào ngươi cũng có thể khống chế thị hoang thế giới sao? Nực cười. Nếu như là trước kia mà nói,
đối với Phạm Sàm này Thiên Xu còn có chút cố kỵ, thế nhưng hiện tại hắn lại không để đối phương vào trong lòng. Ngươi! Phạm Sàm nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt, gân xanh nổi lên, bắt đầu vặn vẹo. Thiên Xu lớn tiếng cười lạnh nói. Phạm Sàm, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, thất sát môn trong thị hoang thế giới vốn là phi linh môn. Trưởng môn Tây Phương Cầu Bại cũng chính là trưởng môn Lục Lâm Thiên lúc này. Thiên Thủy môn so với phi linh môn chỉ là cái rắm. Ánh mắt trên khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của Phạm Sàm nhìn về phía Thiên Xu âm trầm không thôi, lạnh nhạt nói. Thiên Xu, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Nếu như ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ khiến cho ngươi sống không được, chết không xong. Ta chờ a, thế nhưng dường như ngươi cũng không có bổn sự như vậy. Thiên Xu cười nhạt một tiếng. Bẩm trưởng môn, cả vô minh thế giới đều bị phong tỏa đường hầm thế giới, chỉ có vào mà không có ra, tất cả thành trấn chung quanh đều nằm trong sự khống chế. Người vi phạm giết không tha. Viêm Hỏa nói với Lục Lâm Thiên. Phong tỏa tất cả đường hầm thế giới. Người cầm đầu của các tiểu thế giới nghe vậy sắc mặt đại biến, trong vô minh thế giới có đường hầm thế giới đi thông tới tất cả các tiểu thế giới, khống chế được đường hầm thế giới, sau này trong vô minh thế giới. Chỉ cần những người này nguyện ý là có cường giả xé rách không gian tiến vào trong tiểu thế giới của họ, người thực lực thấp một ít căn bản không thể tiến vào trong vô minh thế giới. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu với Viêm Hỏa, phất tay một cái, ý bảo Viêm Hỏa lui ra. Hắn chắp tay mà đứng, nhìn Phạm Sàm trước mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, trong đôi mắt đen kịt có hàn ý bắn ra, hắn nói. Phạm Sàm lão cẩu, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có tư cách giết ta sao? Khuôn mặt Phạm Sàm run rẩy, nhìn qua chiến hạm mênh mông cuồn cuộn phía trước, nhìn qua vô số đại đạo cảnh, thông thiên cảnh, ngộ chân cảnh, đến giờ phút này hắn mới chính thức biết rõ, trong vòng 20 năm này Lục Lâm Thiên rốt cuộc đã tới tình trạng nào. Trong vòng 20 năm, người thanh niên giống như chó hoang chạy tới thị hoang thế giới kia, khi đi ra lần nữa đã trở thành một đầu mãnh hổ. Nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia, Phạm Sàm khẽ hít sâu một hơi, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Không hổ là cường giả tung hoành cả vô minh tiểu thiên thế giới, hắn cố gắng nén sự tức giận trong lòng, nhìn Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Trong ắt ta ngươi vẫn là một con chó hoang cụp đuôi chạy vào trong thị hoang thế giới, coi như là hôm nay, trong mắt ta ngươi cũng vẫn là như vậy. Dứt lời, khuôn mặt Phạm Sàm trầm xuống, lạnh lùng quát. Lục Lâm Thiên! Chẳng lẽ ngươi cho rằng tụ tập đám người trong thị hoang thế giới là có chống lại được thiên thủy môn ta hay sao? Có thể chống lại chiến thiên liên minh ta hay sao? Làm loạn vạn thế đối quyết, xâm lấn vô minh thế giới, ngươi không coi người hai đại liên minh vào trong mắt hay sao? Muốn phá hủy vô minh thế giới hay sao? Chẳng lẽ ngươi không coi tất cả tiểu thế giới có mặt ngày hôm nay vào trong mắt? Nghe Phạm Sàm nói vậy, đám người phía dưới nhìn nhau, người cầm đầu của các tiểu thế giới rung động. Tất cả mọi người nghe rõ đây, thị hoang thế giới muốn phá hủy vô minh thế giới. Bảo vệ vô minh thế giới là trách nhiệm của mỗi một người. Ra mất thì lông không còn, mọi người liên thủ, chu sát đám người của thị hoang thế giới trong vô minh thế giới. Phạm Sàm lần nữa lên tiếng, thanh âm quanh quẩn trên không trung. Nghe vậy vô số đám người đứng xem chung quanh, người cầm đầu của các tiểu thế giới, khí tức trên người không ngừng chấn động, ra không còn thì lông mọc ở đâu. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng hiểu rõ, nếu như thị hoang thế giới diệt thiên thủy môn, đến lúc đó cả vô minh tiểu thiên thế giới không còn bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản được phi linh môn này nữa. Oanh! Không ít khí tức sau lời nói của Phạm Sàm chấn động, rõ ràng đã bị Phạm Sàm xúi dục thành công. Mà trong vô số người vây xem chung quanh cũng có vô số khí tức chấn động. Cảm nhận không ít khí tức chấn động. Lục Lâm Thiên nhìn thấy vậy vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như thiên thủy môn kích động mọi người liên thủ thành công, vậy thì vô cùng phiền phức. Hắn cũng không thể đại khai sát giới vô số sinh linh trong vô minh thế giới. Phạm Sàm nhìn bốn phía, cười lạnh rồi hét lớn một tiếng. Người của chiến thiên liên minh trong vô minh thế giới nghe đây, thị hoang thế giới xâm lấn vô minh thế giới, mọi người cùng ta liều mạng với đám người này. Siêu siêu, cơ hồ trong tất cả các tiểu thế giới. Tất cả mọi người bước ra, hơn 1.000 tiểu thế giới, cũng có mấy ngàn cường giả hội tụ. Cơ hồ tất cả tiểu thế giới tham dự, cho dù có mỗi một tiểu thế giới có một người có tu vi ngộ chân cảnh, cộng lại cũng hơn 1.000 người. Huống chi người tiểu thế giới tới đây còn không chỉ có một ngộ chân cảnh,
có một số ít tiểu thế giới còn có mấy người có tu vi thông thiên cảnh. Oanh! Lập tức, tất cả tiểu thế giới thuộc thế lực của Chiến Thiên Liên Minh có động tác. Vô số thân ảnh hội tụ, uy thế kinh người, khí tức giống như phong quyển tàn vân lập tức bao phủ bầu trời. Hướng đường chủ, giờ phút này chẳng lẽ Vạn Thiên Liên Minh ngươi chỉ muốn lo thân mình hay sao? Vô minh thế giới cũng không chỉ có mình Chiến Thiên Liên Minh ta. Phạm Sàm cười lạnh, nhìn qua Hướng Vấn Thiên và chúng nhân thuộc thế lực của Vạn Thiên Liên Minh trong các tiểu thế giới. Lần vạn thế đối quyết này, trong các tiểu thế giới cũng có người của Vạn Thiên Liên Minh tới đây, hội tụ lại một chỗ so với người của Chiến Thiên Liên Minh cũng không kém bao nhiêu. Hướng Vấn Thiên nhíu mày, tràn ngập vẻ ngưng trọng. Lúc này hắn tuyệt đối không thể để cho thị hoang thế giới tiêu diệt vô minh thế giới. Vô minh thế giới cũng không phải chỉ có Chiến Thiên Liên Minh mà cũng có một phần của Vạn Thiên Liên Minh. Hướng huynh, đây là ân oán cá nhân, chúng ta không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Tôn Cao Mộc vội vàng nói với Hướng Vấn Thiên. Cao Mộc huynh đệ lần này không nên gây chuyện, vô minh thế giới không còn, đến lúc đó chúng ta đều phiền phức. Hướng Vấn Thiên nhìn qua Tôn Cao Mộc, sắc mặt ngưng trọng. Bất kể như thế nào ngày hôm nay hắn cũng không thể trơ mắt nhìn vô minh thế giới bị thị hoang thế giới tiêu diệt. Người Vạn Thiên Liên Minh nghe đây, theo ta vây công Phi Linh Môn. Tiếng quát vừa dứt, trường bào trên người Hướng Vấn Thiên run lên, một cỗ khí tức bàng bạc mênh mông bỗng nhiên tuôn ra. Linh hồn lực bàng bạc bao phủ không trung, khiến cho linh hồn người ta rung động. Không ngờ người này lại có tu vi đại đạo cảnh cao giai. Oanh! Người của Vạn Thiên Liên Minh sau lưng Hướng Vấn Thiên bắt đầu nhảy ra, khí tức lan tràn, khí thế tuyệt đối cường hãn. Ai? Tôn Cao Mộc sau lưng Hướng Vấn Thiên ngưng trọng, loại tình huống này hắn cũng không có biện pháp ngăn cản người của Vạn Thiên Liên Minh, cho nên giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không thôi. Đại đạo cảnh cao giai, không bị thiên địa áp chế, là người vô minh thế giới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía Hướng Vấn Thiên trên không trung. Tu vi đại đạo cảnh cao giai không bị thiên địa áp chế. Loại tình huống này không phải bán hỗn độn cùng ngụy hỗn độn thì chính là người của vô minh thế giới. Từ khí tức trên người Hướng Vấn Thiên xem ra, cũng không có khí tức ngụy hỗn độn và bán hỗn độn. Cho nên người này chỉ có thể là tu luyện giả của vô minh thế giới. Thị hoang thế giới muốn tiêu diệt vô minh thế giới, liều mạng với bọn họ. Vô số đám người chung quanh lúc này nhìn thấy vậy, bắt đầu có vô số khí tức tràn ra. Không ngừng chấn động. Khí tức của mọi người hội tụ, uy thế tăng lên nhiều, mấy chục vạn đệ tử Thiên Thủy Môn vốn đang thất kinh nhìn thấy cảnh này khí tức lần nữa trở nên sắc bén. Khí tức cả đám bắt đầu lan tràn ra, cả không trung thành Thiên Thủy đã sớm phong vân biến sắc, không gian lờ mờ, năng lượng chấn động kịch liệt giống như núi lửa bị áp chế, tùy thời phun trào. Người thực lực không đủ dưới khí tế bàng bạc áp bách toàn thân đã không ngừng run rẩy. Khắc khắc, Lục Lâm Thiên, ngươi cho rằng dựa vào đám người trong thị hoang thế giới của ngươi là có thể chống lại với hai đại liên minh hay sao? Có thể chống lại cả vô minh thế giới hay sao? Nhìn khí thế chung quanh, Phạm Sàm lớn tiếng cười lạnh, nói. Lục Lâm Thiên, ngươi quá ngây thơ rồi, trong này là vô minh thế giới, tuy rằng là trung tâm của tiểu thiên thế giới, thế nhưng vẫn là tiểu thế giới, ngươi cho rằng bằng vào mấy đại đạo cảnh ngươi mang theo là có thể đối phó với ta sao? Ở trong vô minh thế giới này ngươi không có tư cách hung hăng càn quấy. Ồ, cổ động tất cả mọi người sao? Để ta bắn bọn chúng thành mây khói vậy. Đám người Bạch Kinh Đường quát lên một tiếng, phất tay một cái, mấy trăm chiến hạm sau lưng lập tức vận sức chờ phát động, uy năng mênh mông cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Lục Lâm Thiên phất tay ngăn lại Bạch Kinh Đường, lại lập tức nhìn về phía Phạm Sàm phía trước, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nghe rõ. Phi Linh Môn hôm nay không đối phó với vô minh thế giới, cũng không có ý đối phó với Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh, cùng ta chỉ muốn giải quyết ân oán cá nhân với Thiên Thủy Môn mà thôi. Khắc khắc, Lục Lâm Thiên, ngươi cho rằng lời nói của ngươi sẽ được người khác tin sao? Sau khi đối phó với Thiên Thủy Môn ta, đến lúc đó còn ai có thể chống lại Phi Linh Môn ngươi? Còn ai có thể chống lại được chiến hạm của ngươi? Khi đó cả vô minh thế giới sẽ bị ngươi phá hủy. Phạm Sàm âm lệ cười lạnh, có Hướng Vấn Thiên và Vạn Thiên Liên Minh tương trợ, còn có tất cả cường giả của hơn ngàn tiểu thế giới ở đây, giờ phút này không cần phải đặt Phi Linh Môn này vào trong mắt. Phạm Sàm cũng nhìn ra, đám người thị hoang thế giới cho dù mạnh mẽ cũng không cách nào chống lại cả vô minh thế giới, huống chi trên phương diện thực lực, đây chính là vô minh thế giới, nếu như ở tiểu thế giới khác hắn còn sợ hãi vài phần,
thế nhưng ở trong vô minh thế giới chính là địa bàn của hắn. Lời nói của Lục Lâm Thiên dưới sự xúi dục của Phạm Sàm không có một chút tác dụng gì, không có ai tin tưởng người của thị hoang thế giới sẽ làm vậy, không ai tin rằng đây chỉ là giải quyết ân oán cá nhân. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn cũng không phải quá e ngại, chỉ bằng phi hổ chiến hạm của Phi Linh Môn cũng có thể san bằng vô minh thế giới thành bình địa, đại chiến bực này không phải có nhiều người là có tác dụng. Nhìn đám người chung quanh, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn vào hướng Vấn Thiên xuất lĩnh đám người Vạn Thiên Liên Minh, từ vạn cổ thế giới tới vô minh thế giới hắn đã nghe Tôn Cao Mộc nói qua về người này. Nhìn hướng Vấn Thiên, Lục Lâm Thiên cũng không khó đoán ra thân phận của hắn, Lục Lâm Thiên nói. Các hạ hẳn chính là hướng đường chủ. Hướng Vấn Thiên có chút nghi hoặc, hắn và Lục Lâm Thiên này không có quen biết a, hắn nói. Đúng vậy, hướng Vấn Thiên của Vạn Thiên Liên Minh, đường chủ trong vô minh thế giới. Lục Lâm Thiên nói, ta chỉ giải quyết ân oán cá nhân với Thiên Thủy Môn, Vạn Thiên Liên Minh muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Các hạ, người có ân oán cá nhân với Thiên Thủy Môn, đương nhiên không có liên quan tới Vạn Thiên Liên Minh. Nếu như giải quyết ở bên ngoài vô minh thế giới ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Hướng Vấn Thiên nói. Lục Lâm Thiên nhìn Hướng Vấn Thiên, sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói. Ta lặp lại lần nữa, đây là ân oán cá nhân của Thiên Thủy Môn và ta, nếu như ngươi dám nhúng tay vào ta sẽ không khách khí. Siêu. Dứt lời, tay Lục Lâm Thiên ném ra một đạo lưu quy nát trực tiếp phóng về phía Hướng Vấn Thiên. Đạo lưu quang này trong giây lát xuyên thủng không gian tới trước mặt Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên biến sắc, vốn hắn còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên đột nhiên ra tay, thế nhưng sau khi cảm thấy khí tức không đúng, nhìn đạo lưu quang kia, hắn lập tức nắm vật bên trong vào trong tay. Khẽ mở bàn tay ra, Hướng Vấn Thiên nghi hoặc nhìn vào bên trong lòng bàn tay hắn chính là một ngọc tạp, chỉ là khi nhìn thấy ngọc tạp này Hướng Vấn Thiên và người của Vạn Thiên Liên Minh lập tức biến sắc. Là Vạn Thiên Tạp. Tôn Cao Mộc trong đám người thò đầu ra, nhìn thấy Vạn Thiên Tạp trong tay Hướng Vấn Thiên lập tức lên tiếng nói. Đối với người của Vạn Thiên Liên Minh mà nói, tự nhiên tất cả mọi người đều biết rõ Vạn Thiên Tạp đại biểu cho các gì. Nhíu mày, trong lúc Hướng Vấn Thiên biến sắc lập tức móc ra một khối ngọc thạch màu đen, nhìn qua vô cùng quá dị và huyền ảo. Dán Vạn Thiên Tạp vào trên ngọc thạch màu đen, bên trên lập tức bắn ra quang mang chói mắt. Hít! Mà nhìn thấy quang mang chói mắt bên trên ngọc thạch màu đen này, vô số người của Vạn Thiên Liên Minh chung quanh đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Toàn thân Hướng Vấn Thiên cũng run lên, dường như có chút không tin mà lần nữa đem ngọc tạp đặt lên trên ngọc thạch màu đen. Ngọc thạch màu đen lần nữa bắn ra quang mang chói mắt. Hồng cấp. Khi Hướng Vấn Thiên nói ra hai chữ này toàn thân run rẩy không ngừng, không ít người của Vạn Thiên Liên Minh sau lưng cũng rung động tới mức run rẩy. Không ngừng hít sâu một ngụm khí lạnh, đồng thời còn nuốt nước bọt. Con mẹ nó, hồng cấp A, từ cổ chí kim. Khi Tôn Cao Mộc lần nữa nhìn qua đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia, yết hầu khô khốc, lập ức ực nuốt một ngụm nước bọt. Hắn biết rõ, bối cảnh sau lưng Lục Lâm Thiên quả thực quá lớn. Lớn tới mức Thiên Thủy Môn chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Thứ Lục Lâm Thiên ném cho Hướng Vấn Thiên đúng là Vạn Thiên Tạp hồng cấp. Là Vạn Thiên Tạp hồng cấp mà sư phụ lão nhân ra lưu lại cho hắn. Vạn Thiên Tạp hồng cấp, đối với người của Vạn Thiên Liên Minh mà nói, đại bộ phận người ta chỉ nghe nói mà thôi, hiếm có ai tự mắt nhìn thấy. Trong Vạn Thiên Liên Minh hiện tại, Vạn Thiên Tạp có cấp độ cao nhất cũng chỉ là hồng cấp mà thôi, nghe nói tổng cộng cũng chỉ có mấy cái. Vạn Thiên Tạp hồng cấp, chỉ có cường giả có thực lực đạt tới hồng cấp mới có thể nhận được. Muốn đạt được Vạn Thiên Tạp hồng cấp không nói tới tài phú kinh khủng, huống chi Vạn Thiên Tạp hồng cấp này tuyệt đối không phải dựa vào tài phú là có thể có được. Nhất định phải có thực lực khủng bố đạt tới hóa hồng cảnh, khi đó mới có thể nhận được Vạn Thiên Tạp hồng cấp này. Hướng Vấn Thiên và người của Vạn Thiên Liên Minh nhìn thấy Vạn Thiên Tạp hồng cấp lập tức run rẩy, ánh mắt rung động không thôi. Hai tay Hướng Vấn Thiên cầm Vạn Thiên Tạp hồng cấp lúc này đã run rẩy không ngừng. Người có được Vạn Thiên Tạp hồng cấp đồng nghĩa với việc có thực lực hóa hồng cảnh khủng bố, là cấp độ khủng bố bên trên tuyên cổ cảnh. Đồn rằng người có thực lực như hóa hồng cảnh ở trong một đại thế giới cũng không có mấy người, mỗi một người đều là người siêu cấp khủng bố. Hướng Vấn Thiên cũng biết, Lục Lâm Thiên trước mắt này nhất định còn không đạt tới cấp độ hóa hồng cảnh khủng bố, bằng không chỉ cần khẽ búng ngón út một cái là có thể đem chọn Thiên Thủy Môn diệt sát. Nhưng mà lúc này trên người Lục Lâm Thiên có Vạn Thiên Tạp hồng cấp,
đồng nghĩa với việc sau lưng Lục Lâm Thiên có một siêu cấp cường giả khủng bố hóa hồng cảnh. Siêu cấp cường giả hóa hồng cảnh này có thể giao vạn thiên tạp hồng cấp cho Lục Lâm Thiên, quan hệ không cần nói cũng biết. Không phải là huyết mạch thì chính là sư đồ, cho dù là quan hệ họ hàng bình thường sợ rằng cường giả hóa hồng cảnh cũng tuyệt đối không giao vạn thiên tạp hồng cấp này cho Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy phản ứng rung động của tất cả người trong vạn thiên liên minh, người chiến thiên liên minh lập tức nghi hoặc. Bọn họ cách xa một chút, tăng thêm hướng vấn thiên đã sớm bị người của vạn thiên liên minh vây quanh, cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Phạm Sàm xa xa nhìn thấy vậy, trong đôi mắt âm trầm hiện lên vẻ nghi hoặc. Người vạn thiên liên minh nhìn nhau, trong đám người, hướng vấn thiên lập tức trợn mắt nhìn Tôn Cao Mộc, thiếu chút nữa trở mặt với Tôn Cao Mộc, bất đắc dĩ nói. Cao Mộc huynh à, sao huynh không nói sớm với ta? Huynh hại ta rồi. Hướng vấn thiên rất bất đắc dĩ, hắn cho rằng Tôn Cao Mộc đã sớm biết Lục Lâm Thiên có vạn thiên tạp hồng cấp trong tay, bằng không tại sao lại một mực bảo toàn Lục Lâm Thiên, nếu nói ra chuyện này sớm hắn đâu còn dám đắc tội với Lục Lâm Thiên, hiện tại hắn đã bỏ qua cơ hội kết giao tốt nhất. Mà bây giờ hắn đã đắc tội với Lục Lâm Thiên này, đắc tội với Lục Lâm Thiên có được vạn thiên tạp hồng cấp tương đương với việc đắc tội với một cường giả hóa hồng cảnh A. Là cường giả hóa hồng cảnh thân mang vạn thiên tạp hồng cấp. Ở trong vạn thiên liên minh, nếu như vị cường giả hóa hồng cảnh này tính toán với hắn mà nói, cả hướng gia bảo hắn sau này cũng không có cách nào sinh tồn trong vạn thiên liên minh là nhẹ, vạn nhất cường giả hóa hồng cảnh kia tức giận, hậu quả. Hướng vấn thiên không dám tưởng tượng. Tôn Cao Mộc cười khổ, hắn chưa từng biết rõ chuyện này. Vốn hắn cho rằng sau lưng Lục Lâm Thiên chỉ có tuyên cổ điện khủng bố kia mà thôi, hắn không biết rõ Lục Lâm Thiên có vạn thiên tạp hồng cấp. Tôn Cao Mộc sợ Hướng Vấn Thiên sẽ tìm hắn tính sổ, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, truyền âm nói với Hướng Vấn Thiên, nói. Hướng huynh đệ, ta có một tin tức, nể mặt nên mới nói cho huynh đệ biết. Lục đại nhân này chính là người của tuyên cổ điện. Hướng Vấn Thiên bỗng nhiên trợn mắt nhìn Tôn Cao Mộc, hai mắt như muốn lồi ra, muốn nhìn thấy Tôn Cao Mộc khẳng định. Tôn Cao Mộc gật đầu với Hướng Vấn Thiên, trong mắt hiện lên vẻ chắc chắn. Cao Mộc huynh à, huynh. Ta bị huynh hại khổ rồi. Huynh bịp ta a. À. Nhìn thấy ánh mắt khẳng định của Tôn Cao Mộc, Hướng Vấn Thiên lập tức tức giận dậm chân, nếu không phải có cảm tình mấy trăm năm với Tôn Cao Mộc, lúc này sợ rằng hắn sẽ hung hăng đánh cho Tôn Cao Mộc này một trầu. Đương nhiên lúc này Hướng Vấn Thiên cũng không có thời gian tức giận Tôn Cao Mộc, sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Cao Mộc, Hướng Vấn Thiên lập tức khóc không ra nước mắt. Hướng Vấn Thiên lập tức đi từ trong đám người ra, thân ảnh lóe lên. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, hai tay cầm vạn thiên tạp, trực tiếp cung kính đi tới bên người Lục Lâm Thiên nói. Lục đại nhân, là do ta có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn. Mong Lục đại nhân đừng trách. Chúng ta vô tình, mong Lục đại nhân thứ lỗi a. Bái kiến Lục đại nhân. Nhìn thấy Hướng Vấn Thiên tiến lên phía trước nhận tội, tất cả người của vạn thiên liên minh trước sau đều tới bên người Lục Lâm Thiên rồi hành lễ tạ lỗi. Trong lúc nhất thời vây chặt chung quanh Lục Lâm Thiên. Xảy ra chuyện gì? Đám người Kim Viên, Âm Quỷ, Đường Ngũ, Thất Sát, Bạch Kinh Đường và đệ tử Phi Linh Môn thấy vậy vô cùng nghi hoặc. Người Thiên Thủy Môn và vô số người thành Thiên Thủy lúc này nhìn thấy cảnh này càng thêm nghi hoặc. Trong sát na người Vạn Thiên Liên Minh lập tức quay ngoắt 360 độ khiến cho mọi người kinh ngạc tới cực điểm. Khuôn mặt âm trầm của Phạm Sàm lúc này cũng co rúm lại. Tên tiểu tử này có địa vị gì? Hướng Tiền Trùng nhìn qua phía trước, nhìn thấy phụ thân mình làm vậy, thái độ biến đổi giống như lật sách, hắn vỗ gáy, trong lòng nghĩ mãi mà không rõ. Tôn Oánh Oánh ở một bên nói. Dù sao người ta cũng là tồn tại mà Hướng gia huynh không thể trêu vào. Lục Lâm Thiên thu hồi vạn thiên tạp hồng cấp trong tay Hướng Vấn Thiên, nói. Hướng Đường Chủ, ta chỉ muốn đối phó với Thiên Thủy Môn mà thôi. Không có quan hệ với Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh, ngươi còn muốn nhúng tay vào nữa không? Hướng Vấn Thiên vội vàng cười khổ, nói. Lục đại nhân chê cười rồi. Đã là ân oán của Lục Trưởng Môn và Thiên Thủy Môn, Vạn Thiên Liên Minh tuyệt đối sẽ không hỏi tớ. Chúng ta không hỏi tới, không liên quan. Cơ hồ tất cả người của Vạn Thiên Liên Minh đều cười làm lành, đâu còn dám quản. Coi như là hôm nay Phi Linh Môn muốn diệt cả vô minh thế giới bọn họ cũng không dám hỏi tới. Thân mang vạn thiên tạp hồng cấp, chẳng khác gì là đại biểu cho cường giả hóa hồng cảnh, cũng là siêu cấp khách quý của vạn thiên liên minh.
coi như là minh chủ vạn thiên liên minh cùng với siêu cấp tông lão kia có gặp cũng phải cung kính tuyệt đối. Một ít đường chủ nhỏ và chấp sự như bọn họ làm sao dám ngăn cản. Vậy thì mong chư vị lui ra. Lục Lâm Thiên phất tay. Chuyện này không có quan hệ với vạn thiên liên minh, người của vạn thiên liên minh lui ra. Hướng Vấn Thiên khẽ quát một tiếng, cơ hồ tất cả người của vạn thiên liên minh lui sang một bên, thậm chí không biết cố ý hay vô tình mà lui tới bên cạnh đội ngũ của Phi Linh Môn. Giống như muốn đứng cùng chiến tuyến với Phi Linh Môn vậy. Hướng Vấn Thiên, người có ý gì? Khuôn mặt Phạm Sàm hiện tại vô cùng đặc sắc, biến hóa bất định, hung hăng nhìn về phía Hướng Vấn Thiên, khuôn mặt lần nữa trở nên khó coi. Hướng Vấn Thiên nhìn Phạm Sàm xa xa, nói. Phạm Sàm, Phi Linh Môn chỉ muốn đối phó với Thiên Thủy Môn ngươi, chỉ là giải quyết ân oán cá nhân mà thôi, không có liên quan tới vạn thiên liên minh ta. Dứt lời, Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh, nhìn vô số thân ảnh rậm rạp, chẳng chịt trên không trung, trầm giọng nói. Tất cả mọi người nghe rõ cho ta dùng thân phận của vạn thiên liên minh ta cam đoan, Phi Linh Môn chỉ giải quyết ân oán cá nhân với Thiên Thủy Môn, người không liên quan lui ra. Không nên làm pháo hôi cho Thiên Thủy Môn. Nếu ai nhúng tay vào tương đương với việc đối đầu với vạn thiên liên minh ta, khi đó các ngươi tự mình chịu hậu quả. Thanh âm của Hướng Vấn Thiên cuồn cuộn, quanh quẩn giữa không trung, khiến cho vô số người há hốc mồm. Vạn thiên liên minh này rõ ràng muốn giúp Phi Linh Môn đối phó với Thiên Thủy Môn A. Có vạn thiên liên minh cam đoan, xem ra Phi Linh Môn không phải muốn diệt vô minh thế giới, cũng chỉ giải quyết ân oán cá nhân với Thiên Thủy Môn mà thôi, chúng ta không cần phải làm pháo hôi nữa. Chúng ta mau lui lại, cũng không nên để cho Thiên Thủy Môn kéo vào làm pháo hôi. Có Hướng Vấn Thiên cam đoan, lập tức tất cả người xem chung quanh quảng trường thành Thiên Thủy hỗn loạn, nhao nhao lùi về phía sau. Dù sao mọi người cũng không có ai là kẻ ngu, không có ai nguyện ý làm pháo hôi. Nhìn thấy mọi người lui về phía sau, đệ tử Thiên Thủy Môn bắt đầu sợ hãi. Chỉ có Hướng Vấn Thiên khẽ mỉm cười, trước đó hắn đắc tội với vị Lục đại nhân này. Lúc này lại thuận tay trao một nhân tình, hy vọng có thể vãn hồi cục diện. Lục Lâm Thiên thấy vậy quay đầu nhìn đám người âm quỷ, Phong Đô Tam Hồn, Bạch Kinh Đường, Vấn Thân Mạc. Oanh! Cùng lúc này, âm quỷ, Phong Đô Tam Hồn, Vấn Thân Mạc và đám người Bạch Kinh Đường phất tay, trước hạm đôi, 40 chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp run lên, hai cánh khổng lồ khẽ vỗ. Giống, giống, giống! Lập tức cái đầu cự hổ giữ tợn trước 40 chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp đột nhiên giống như sống lại, tựa như vật còn sống, miệng giữ tợn rít gào. 40 tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc truyền ra, khiến cho không gian rung động, trong lòng người ta rung động không thôi. Trong giây lát trong miệng 40 chiếc phi hổ chiến hạm giữ tợn có từng đạo quang mang năng lượng giống như thiên thạch bắn ra, giống như sóng xung kính trực tiếp khiến cho cả phiến không gian chung quanh cứng lại. Siêu 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 siêu. 40 đạo quang mang năng lượng giống như viên đạn bắn ra, trực tiếp đánh về phía đám người Thiên Thủy Môn. Nhìn 40 đạo quang mang năng lượng giống như viên đạn bắt tới, quang mang xé rách không trung mang theo đường vòng cung chói mắt giống như thiên thạch từ sâu trong hư không đánh xuống. Phạm Sàm ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, lập tức quát lớn. Cẩn thận, mau lui lại. 40 đạo quang mang năng lượng công kích, Phạm Sàm cũng không dám chống lại. Thế nhưng hắn đứng đầu tiên cho nên nhanh chóng nhanh chân chạy trốn. Trốn, chạy mau. Con mẹ nó, chạy mau. Đối với tuyệt đại bộ phận Thiên Thủy Môn mà nó, bọn hắn đã sớm chứng kiến uy lực khủng bố của chiến hạm, lúc này đâu còn dám chống lại, nhanh chân bỏ chạy. Chỉ là giờ phút này cũng có người có thực lực không đủ không kịp chạy trốn, 40 đạo quang mang năng lượng trong chốc lát giống như sao băng xẹt qua bầu trời, đánh xuống phạm vi không gian chung quanh đệ tử Thiên Thủy Môn. Ầm ầm, 40 đạo quang mang năng lượng trực tiếp nổ tung trên không trung, không gian to lớn như vậy lập tức ầm ầm bị nghiền nát, một mảng lớn lỗ đen hiển hiện trong không gian. Thanh âm bạo liệt kinh thiên khiến cho linh hồn phát run. Tiếng nổ vang vọng không ngừng bên tai. Xoẹt, dưới năng lượng mênh mông như vậy, không gian sơn băng địa liệt, kinh khí cuồng bạo rung động giống như vòng tròn tán loạn trong không trung. Giống như vô số pháo hoa đột nhiên ổ tung, quang mang mạnh mẽ khuếch tán. Không gian đều hóa thành hư vô, đen kịt. Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng nổ kinh thiên động địa, một mác lớn đệ tử Thiên Thủy Môn mất mạng. Trong quá trình này, thậm chí còn có người chưa kịp kêu lên tiếng thảm thiết đã lập tức hóa thành mảnh vỡ. Đây tuyệt đối là lực lượng hủy diệt, cả vô minh thế giới run rẩy không ngớt,
cả vô minh thế giới dưới công kích bực này lung lay giống như sắp sụp đổ. Thiên băng địa liệt, khí tức hủy diệt tràn ngập trên không trung. Vô số kiến trúc trong thành thiên thủy dưới ảnh hưởng của dư âm còn lại lập tức sụp đổ, bị san bằng thành bình địa. Hít, ực, trong đám người đứng xem bên ngoài vang lên tiếng hít sâu một hơi và nuốt nước bọt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cơ hồ tất cả mọi người phía xa đều há hốc mồm, công kích của những phi hổ chiến hạm này quả thực đã tới tình trạng đáng sợ. Xoẹt, động tĩnh khủng bố dần dần yên tĩnh lại, trên không trung có vô số máu tươi rơi vãi, từng mảnh nhỏ thân thể rơi xuống quảng trường, tất cả mọi thứ phía dưới đều thành phế tích. Mà dưới một lần công kích vừa rồi, 70-80 vạn đệ tử thiên thủy môn, có ít nhất 20 người hóa thành huyết phụ, bị trọng thương, vết thương nhẹ vô số, không ít người có tu vi ngộ chân cảnh trực tiếp hóa thành cho tàn. Thậm chí còn có 2 thông thiên cảnh không may chưa kịp chạy trốn, trực tiếp thần hình câu diệt, cặn bã cũng không kịp lưu lại. May mà nhanh chân thoát được. Đám người vây xem phía xa xa lúc này không khỏi cảm thấy may mắn vì nghe lời người vạn thiên liên minh trốn ra xa. Trong công kích khủng bố của đám chiến hạm này, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng không đủ. Hơn 20 vạn đệ tử thiên thủy môn không ngờ trực tiếp hóa thành huyết phụ, không ai có thể chống lại được. Phi hổ chiến hạm, danh bất hư truyền. Hạm đội như vậy đủ để san bằng cả vô minh tiểu thiên thế giới. Hướng Vấn Thiên, Tôn Cao Mộc và người của vạn thiên liên minh chung quanh nhìn thấy uy năng của đám chiến hạm này lập tức chấn động, cái cằm như muốn rớt xuống. Phương Chí Thành bị bàn xấu hòa thượng nắm trong tay, nhìn thấy động tĩnh bực này, ánh mắt rung động, trong mắt giờ phút này hiện lên vẻ hối hận. Hay cho một phi linh môn, hay cho một tiểu tử không biết sống chết. Tốt, tốt. Khi động tĩnh kinh người dẫn dần yên tĩnh trở lại, một đạo thanh âm lạnh nhạt không mang theo bất kỳ cảm tình nào đột nhiên vang vọng trên không trung vừa mới bị hủy diệt. Tiếp đó, khi thanh âm vừa dứt, trên không trung đột nhiên có một vết nứt không gian xuất hiện, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện. Siêu. Người này xuất hiện, cả phiến không gian này đột nhiên run lên, trong không gian hư vô đột nhiên có khí tức nóng bỏng nhàn nhạt lan tràn ra. Trên trời xanh, dưới sự ảnh hưởng của khí tức nóng bỏng nhàn nhạt kia, những đám mây trên trời đột nhiên chuyển thành màu dáng đỏ, giống như từng đoàn hỏa diễm đột nhiên thiêu đốt những đám mây trên trời vậy. Biến hóa trong không gian khiến cho tất cả mọi người lập tức chú ý, cả không gian dần dần nóng lên, nhiệt độ kéo lên. Cái gọi là nước ấm nấu ếch xanh đại khái chính là loại cảm giác này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn lên trên không trung, người này không ngờ trực tiếp phóng thích áo nghĩa thuộc tính hỏa ra không gian chung quanh, khiến cho cả thiên địa lúc này đều bị áo nghĩa thuộc tính hỏa bao phủ. Thực lực như vậy tuyệt đối khiến cho người ta sợ hãi, cũng tuyệt đối vượt quá đại đạo cảnh. Người có tu vi niết bàn cảnh. Nhìn đạo thân ảnh màu đen trên không trung, bộ dáng chừng xúa 10 tuổi, mái tóc dài xóa tới vai có vài sợi tóc bạc, sắc mặt âm trầm tái nhợt. Nhìn thấy người này khóe miệng Lục Lâm Thiên run lên, ánh mắt bắt đầu ngưng trọng. Thật mạnh. Đám người âm minh dạ xoa, thất kiếm, thất sát, âm quỷ, địa long, kim viên nhìn đạo thân ảnh kia trên không trung. Sắc mặt lặng lẽ biến đổi. Biến hóa không hiểu trên hông trung khiến cho bọn họ không khó biết rõ người vừa mới tới có thực lực mạnh mẽ ra sao. Phiền phức rồi, động tính hủy thiên diệt địa kia cũng khiến cho lão gia hỏa niết bàn cảnh khủng bố này xuất hiện. Nhìn đạo thân ảnh màu đen trên không trung, trong đôi mắt của Hướng Vấn Thiên tràn ngập vẻ ngưng trọng. Hướng huynh, người này là ai? Tôn Cao Mộc thấp giọng hỏi Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên thở dài, thấp giọng nói. Lão tổ thiên thủy môn, hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, cường giả niết bàn cảnh. Ồ, Tôn Cao Mộc nghe vậy lập tức biến sắc, đám người chung quanh cũng không ngoại lệ. Phụ thân, tiểu tử này giết kiếm nhân, đánh chết mấy chục vạn đệ tử thiên thủy môn ta. Phạm Sam ngẩng đầu nhìn về phía lão giả mặc y phục màu đen trên không trung, miệng quát lớn. Phụ thân Phạm Sam, theo như lời đồn là hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, sao người này cũng tới? Đồn rằng hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ đã sớm tới niết bàn cảnh A. Nhìn đạo thân ảnh màu đen trên không trung, đám người vây xem còn chưa lấy lại tinh thần lần nữa rung động. Ngay cả nhi tử cũng không bảo hộ được, người càng ngày càng khiến cho ta thất vọng. Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ nhìn Phạm Sàm, ánh mắt âm trầm không chút che giấu nhìn về phía Lục Lâm Thiên trên không trung rồi nói. Không ngờ Phạm Anh Kỳ ta sống nhiều năm như vậy lại lần đầu tiên nhìn thấy có một người trẻ tuổi có phách lực như vậy. Dám tới thành thiên thủy giết người thiên thủy môn ta, giết cháu trai Phạm Anh Kỳ ta,
Rất tốt, rất tốt. Thanh âm lạnh nhạt không mang bất kỳ tình cảm gì thế nhưng cho dù là ai cũng có thể nghe được trong thanh âm lạnh nhạt này xen lẫn hàn ý ngập trời. Hít. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, nhìn đạo thân ảnh màu đen trên không trung, chắp tay mà đứng, miệng nói. Ta chỉ tới lấy công đạo mà thôi. Hay cho một câu công đạo. Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ run lên, nói. Ta mặc kệ ngươi muốn lấy lại công đạo thế nào, giết người thiên thủy môn ta, giết cháu trai Phạm Anh Kỳ ta thì phải trả giá đắt. Dứt lời, ánh mắt hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ trầm xuống, quanh thân có một cỗ khí tức nóng bỏng vô hình khiến cho không gian cứng lại, một cỗ uy áp nóng bỏng mênh mông tràn về phía Lục Lâm Thiên. Siêu! Trong chốc lát, khí tức bàng bạc của Niết Bàn Cảnh đè xuống, thân thể Lục Lâm Thiên lập tức run lên, khí tức này giống như là một tảng đá ngàn cân đè nặng lên người hắn. Hừ! Lục Lâm Thiên lập tức hừ lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh hư không, khí tức bán đạo chi cảnh không hề giữ lại lan tràn ra. Nguyên lực bàng bạc trong đan điền khí hải bắt đầu trào ra. Hư không chung quanh run rẩy không ngớt, chỉ là Lục Lâm Thiên vẫn đứng sừng sững trong hư không run rẩy không ngớt này. Bán đạo chi cảnh sao? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên có thể chống lại khí tức của mình áp chế, ánh mắt hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ hơi trầm xuống. Khí tức nóng bỏng quanh thân lần nữa nóng đậm hơn một chút. Một cỗ uy áp nóng bỏng bàng bạc lần nữa phóng về phía Lục Lâm Thiên. Khí tức vô hình uy áp lần nữa tăng lên không ít, khiến cho thân thể Lục Lâm Thiên khẽ run lên. Thân thể Lục Lâm Thiên cũng chỉ run lên mà thôi, lúc trước đối mặt với cường giả như huyết phách kia, dưới uy áp của huyết sát chi khí Lục Lâm Thiên cũng có thể chống lại được, tuy rằng thực lực của hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ không tệ, thế nhưng so với cường giả như huyết phách kia mà nói. Căn bản không thể đánh đồng cùng cấp bậc. Trong không gian run run, Lục Lâm Thiên chắp tay mà đứng, giống như bàn thạch vững vàng ở trong không gian, mặc cho không gian lắc lư không ngớt thế nào thế nhưng thân thể cao ngất của hắn vẫn bất động, ngạo nghễ cười lạnh đúng đó. Lúc này, một đạo thân ảnh gầy gò luôn ở bên cạnh Lục Lâm Thiên lúc này đột nhiên đạp mạnh hư không. Một cỗ linh hồn khủng bố, mênh mông mang theo khí tức nóng bỏng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Cỗ khí tức linh hồn bóng bỏng này hóa thành một cơn lốc linh hồn bóng bỏng, mênh mông khuếch tán. Khí tức linh hồn nóng bỏng mênh mông khiến cho không gian chấn động không ngừng, giống như một cơn lốc quét qua cả không gian. Dưới uy áp linh hồn mênh mông, linh hồn của tất cả sinh linh run lên, người gần một chút linh hồn đau đớn kịch liệt, linh hồn bị áp bách cực lớn. Thật mạnh! Dưới khí thế bực này, tất cả mọi người bị khí tức linh hồn khủng bố này hấp dẫn. Khí tức linh hồn mênh mông bực này tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể có. Động vào sư phụ ta, niết bàn cảnh thì thế nào? Trong sát na, thân ảnh gầy gò mang theo uy thế linh hồn nóng bỏng xuất hiện, thậm chí bên trong còn ẩn chứa áo nghĩa linh hồn. Thủ ấn được kết, trước người trực tiếp ngưng tụ thành một cơn lốc linh hồn bóng mà mênh mông. Tu La Diệt Hồn Trưởng. Thân ảnh gầy gò này hét lớn một tiếng. Cơn lốc linh hồn nóng bỏng trong tay dùng xu thế khủng bố đánh về phía hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, cả không gian kích động, một cỗ khí tức man hoang, cổ xưa lan tràn. Những nơi nó đi qua không gian lặng lẽ thành bụi phấn. Uy năng như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà thông thiên cảnh có thể đỡ upsilon.ng vào. Là Thái A ra tay. Nhìn thấy đạo thân ảnh gầy gò kia, cơ hồ tất cả cường giả phi linh môn rung động ngẩng đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong lòng tất cả mọi người mà nói, Thái A trung quy vẫn chỉ là tiểu gia hỏa mà thôi. Tu luyện giả áo nghĩa linh hồn đại đạo cảnh cao giai đỉnh ô hông. Là bán hỗn độn hay là ngụy hỗn độn? Hướng Vấn Thiên nhìn phía trước, uy thế linh hồn nóng bỏng kia thậm chí còn ở trên hắn, so với những người khác còn cường hãn hơn nhiều. Hắn thật không ngờ người thanh niên gầy gò kia lại có thực lực khủng bố như vậy. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong thì thế nào? Muốn chết sao? Hỏa quỷ đạo nhân kinh ngạc một chút, sau đó hàn ý trong mắt bắn ra, sát ý ngập trời. Phất tay đánh ra nguyên lực thuộc tính hỏa bàng bạc phô thiên cái địa. Hỏa diễm giống như thực chấn trong nháy mắt từ trong hư không lan tràn ra, hội tụ thành một biển lửa ngập trời. Ô ô, trong cơn lốc linh hồn nóng bỏng do Thái A ngưng tụ ra lập tức có một đạo trưởng ấn bàng bạc được ngưng tụ, trưởng ấn cực ớn, bên trên có vô số vật dữ tợn, âm hàn, thanh âm giống như quỷ khóc thần sầu lập tức vang vọng. Thanh âm giống như quỷ khóc thần sầu khiến cho người ta nghe vậy linh hồn lập tức bỡ ngỡ, run rẩy. Cha nó à, nhi tử thừa kế tất cả của chàng rồi, chàng có thể yên tâm mà nhắm mắt rồi.
Âm Minh Dạ Xoa nhìn lên trên không trung, trong đôi mắt như máu hiện lên vẻ rung động, Thái A đánh ra Tu La Diệt Hồn Trưởng đúng như tuyệt chiêu mà Dương Hồn Tu La thường dùng khi trước. Phá! Hỏa Quỷ đạo nhân âm trầm quát lớn một tiếng, thân thể ở trong biển lửa ngập trời như thực chất, một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm cuồn cuộn trực tiếp được ngưng tụ ra. Hỏa diễm mang theo nhiệt độ khủng bố hung hăng đánh vào trưởng ấn bằng linh hồn quỷ dị của Thái A. Cả hai va chạm vào nhau, cả không trung run rẩy, không gian sụp đổ. Trong chớp mắt trưởng ấn dạn nứt rồi nghiền nát, quyền ấn bằng hỏa diễm cực lớn kia cũng phai nhạt trên không trung. Xoạt xoạt. Dưới ảnh hưởng của dư âm kình khí còn lại, thân thể Thái A lảo đảo lùi lại mấy bước, thế nhưng cũng chỉ bị đẩy lùi mà thôi, tuy rằng Thái A không có bất diệt huyền thể, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thân thể ở trong tử lôi huyền đỉnh của Lục Lâm Thiên được tử kim huyền lôi rèn rũa, thân thể lần nữa lột xác, lực phòng ngự của hắn tuyệt đối đã đạt tới một tình trạng khủng bố. Lão già kia, niết bàn cảnh chỉ có vậy thôi sao? Yếu vậy. Thân thể bị đẩy lùi. Bàn chân Thái A mạnh mẽ đạp hư không, thân thể đứng sững lại, thân ảnh gầy gò kia khiến cho người ta nhìn vào lúc này giống như một ngọn núi cao trước mặt. Một giây sau, bàn tay Thái A đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo, trong mi tâm đột nhiên có một đạo lưu quang nhảy ra, lưu quang thu liếm, một thanh trường kiếm hiện lên trước mắt mọi người. Đây là một thanh trường kiếm quái dị, toàn thân có bí văn quanh quẩn, một cỗ khí tức nóng bỏng từ bên trên tràn ra. Khí tức này giống như tới từ nham thạch nóng bỏng trong núi lửa, khiến cho linh hồn người ta vô thanh vô tức vì sự nóng bỏng này mà run rẩy. Nhiệt độ trong không gian chung quanh cũng bỗng nhiên kéo lên. Dưới nhiệt độ khủng bố này, nếu nói khí tức nóng bỏng tới từ người Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ là tới từ thân thể, khiến cho làn da người ta có cảm giác phỏng rát, thế nhưng khiến cho nhiệt độ trên thanh trường kiếm quái dị kia lại khiến cho linh hồn có cảm giác phỏng rát. Đây chính là linh khí áo nghĩa tà ảnh hồn dương kiếm của Thái A, mũi kiếm chia thành ba, toàn thân đỏ thẫm giống như là nham thạch nóng chảy đang lưu động, phóng ra nhiệt độ cao khiến cho linh hồn khó có thể thừa nhận. Tà ảnh hồn dương kiếm này giống như trời sinh đã vậy, khí tức nóng bỏng bên trên phóng ra khiến cho không gian chung quanh không biết từ khi nào đã vặn vẹo, giống như được nhuộm một màu đỏ thẫm, gợn sóng trong không gian trong lúc vô thanh vô tức hóa thành mảnh vỡ. Ông! Tà ảnh hồn dương kiếm vừa mới xuất hiện, không ít linh khí trong tay những người có mặt trên quảng trường trực tiếp run rẩy, tựa như thần phục. Uy áp thật mạnh, rốt cuộc là linh khí cấp bậc nào? Linh khí áo nghĩa, trong tay Thái A là linh khí áo nghĩa. Trong phi linh môn, Âm Minh Dạ Xoa, Địa Long, Đường Ngũ, Thiên Xu, Âm Quỷ, Trọng Linh, mấy người này đều có linh khí áo nghĩa cho nên có thể lập tức cảm giác được, trong tay Thái A là linh khí áo nghĩa. Thanh trường kiếm quái dị trong tay Thái A khiến cho linh hồn phỏng rát này tuyệt đối là linh khí áo nghĩa, cấp độ của linh khí áo nghĩa này thậm chí còn ở phía trên linh khí áo nghĩa của bọn họ. Linh khí áo nghĩa linh hồn. Đột nhiên thấy khí tức khủng bố như vậy, ánh mắt Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lập tức biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Lão già kia, thử ta ảnh hồn dương kiếm của ta xem. Thái A đạp không mà đứng, thân ảnh giống như mũi tên phóng lên trời. Tà ảnh hồn dương kiếm trong tay kêu lên một tiếng, một cỗ uy năng mênh mông lan tràn khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Khí tức linh hồn nóng bỏng lan tràn, một cỗ quang mang giống như mặt trời ban trưa đại thịnh, chói mắt khiến cho không ai có thể nhìn thẳng. Xoẹt! Thái A lao thẳng về phía trước, tà ảnh hồn dương kiếm trong tay mang theo khí tức mạnh mẽ giống như sấm sét, cùng với cơn lốc linh hồn nóng bỏng vô cùng trong không gian phóng về phía trước. Tà ảnh hồn dương kiếm lập tức kéo theo vô số đạo tàn ảnh đỏ thẫm, trong thoáng chốc hội tụ thành hơn 10 đạo kiếm ảnh sắc bén, không gian ven đường lập tức bị xé nát, lưu lại một dấu vết nóng bỏng trong không gian. Dưới uy thế khủng bố bực này, vẻ mặt Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ chính thức ngưng trọng. Bằng vào tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong dựa vào linh khí áo nghĩa linh hồn bất phàm này, cho dù hắn là niết bàn cảnh cũng không dám khinh thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mạn Thiên Hỏa Ảnh Chỉ. Không dám có chút do dự nào, Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lập tức dẫn theo năng lượng thiên địa minh mông, từng đạo chỉ ấn được ngưng tụ, chỉ ấn giống như quang trụ nhanh chóng va chạm với hơn 10 đạo kiếm quang. Ầm ầm. Năng lượng như vậy va chạm khiến cho không gian sụp đổ, phong vân kích động, tiếng sấm vang vọng. Kinh khí năng lượng khủng bố cùng với dư âm linh hồn phá hủy một phiến hư không lớn. Lực lượng hủy diệt minh mông cuồn cuộn lan tràn, giống như là tận thế. Vô cùng khủng bố. Lui,
mau lui lại. Tất cả mọi người trên không trung nhìn thấy vậy lần nữa nhanh chóng lui lại, cả phiến hư không lớn dưới hai đạo công kích va chạm đều bị phá hủy không thấy. Tà ảnh hồn dương kiếm, tà kiếm xuất. Trên không trung vô cùng hỗn loạn, tất cả đều hoa mắt, trong hư không tan vỡ đột nhiên có tiếng hét lớn của Thái A truyền ra. Ông ông! Trong hư không, dưới quang mang chói mắt, trên thân tà ảnh hồn dương kiếm của Thái A, mũi kiếm chia làm ba kia run lên, hóa thành ba đạo tàn ảnh trường kiếm tràn ngập bí văn. Ba đạo tàn ảnh trường kiếm tràn ngập bí văn lướt đi, thiên băng địa liệt, không gian dạn nứt tạo thành khe nứt giống như mạng nhện lan tràn ra. Ba đạo tàn ảnh trường kiếm tràn ngập bí văn trong chốc lát tạo thành hình chữ phẫm phóng tới trước người hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Hỗn trướng, ngươi cho rằng dựa vào linh khí áo nghĩa là có thể thắng được ta sao? Dù sao ngươi chỉ là đại đạo cảnh, mà lão phu đã là niết bàn cảnh, đại đạo niết bàn. Vô thượng hỏa đạo, phá cho ta. Sắc mặt hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ âm trầm, áo nghĩa thuộc tính hỏa quanh thân lan tràn ra, phất tay đánh ra một cỗ khí tức nóng bỏng tràn ngập không trung. Sau đó hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn, thiêu đốt cả không gian. Khí tức nóng bỏng vô hình lan tràn mang theo một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố bao phủ ba đạo tàn ảnh trường kiếm tràn ngập bí văn. Hỏa diễm cuồn cuộn ngập trời dường như kéo theo năng lượng thiên địa trong hư không, năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời đột nhiên lan tràn ra. Năng lượng trong thiên địa đột nhiên trở nên hỗn loạn, trong lúc vô hình tạo thành một cỗ uy áp nóng bỏng mà kinh khủng, khiến cho làn da người ta phỏng rát. Cả không trung trở thành một cái bếp lò khủng bố. Ông ông! Ba đạo tàn ảnh trường kiếm tràn ngập bí văn ở trong hỏa diễm cuồn cuộn, vô số vết nứt không gian đen kịt dây dưa với hỏa diễm không thôi, không trung liên tiếp bị sụp đổ, nghiền nát. Thực lực của Thái A cỡ trong tiểu thế giới cũng không có bị thiên địa áp chế, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có liên quan tới bổn nguyên hỗn độn sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua Thái A trên không trung, vẻ mặt nghi hoặc. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên nhìn thấy Thái A ra tay, mà chuyện Thái A không bị áp chế trong tiểu thế giới khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng ngoài ý muốn. Mà thực lực của Thái A tuyệt đối đã vượt quá dự kiến của Lục Lâm Thiên, có thể chính diện chống lại niết bàn cảnh, cũng thông minh hơn người, chỉ là kinh nghiệm giao thủ lại quá ít. Cơ hồ tất cả kinh nghiệm đều phải từ thực chiến mà ra, về điểm này rõ ràng Thái A chưa đủ, bằng không mà nói hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy lâu dài, Thái A sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ, nhìn lên trên không trung, ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, nói. Thái A, lui ra đi. Tam kiếm tam sát. Thái A nghe vậy, tà ảnh hồn dương kiếm trong tay run lên, quang mang trên trường kiếm giống như mặt trời ban trưa, không ngừng lan tràn ra trên không trung. Siêu siêu siêu. Ba thanh trường kiếm bằng bí văn run rẩy, trực tiếp bổ không gian nóng bỏng giống như biển lửa chung quanh. Năng lượng linh hồn bóng bỏng giống như nước lũ lan tràn ra bốn phía. Phanh phanh phanh. Trong không gian biển lửa lập tức có thể nghe thấy tiếng răng rắc vang lên không ngừng từ trong gợn sóng trong không gian. Từng khe nứt giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, cả không gian bằng hỏa diễm to lớn như vậy lúc này trực tiếp bị phá hủy thành hư không đen kịt. Khục khục. Đám người Phạm Anh của hỏa quỷ đạo lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thân thể dưới lực lượng mênh mông nhanh chóng lui ly ai. Siêu. Thân thể Thái A cũng bị đẩy lui, chân đạp mạnh hư không, trường bào trên người run lên, thân thể dựa thế lùi lại bên người Lục Lâm Thiên. Giờ phút này sắc mặt Thái A tái nhợt, vừa rồi tổng cộng mới chỉ có hai chiêu mà thôi, thế nhưng nguyên lực toàn thân hắn đã không còn. Nếu như tiếp tục giao đấu cũng không nhận được chỗ tốt gì. Thiếu niên kia thật mạnh. Đám người đứng xem bên ngoài lúc này đều nhìn về phía Thái A. Thiếu niên nhỏ gầy này không ngờ vừa rồi có thể trực tiếp chính diện chống lại siêu cấp cường giả niết bàn cảnh, khí thế khủng bố như vậy mọi người ở đây không ai có thể làm được. Đại đạo cảnh đỉnh phong, trời ạ, tiểu gia hỏa này quá biến thái. Tôn Oánh Oánh ở phía xa nhìn về phía Thái A, lúc này nàng mới biết được thực lực của Thái A không ngờ lại khủng bố tới tình trạng như vậy. Tôn Oánh Oánh lập tức nhớ lại lúc còn ở trong hoang vu mật địa, nàng còn sợ tiểu gia hỏa này làm liên lụy tới mọi người. Nghĩ vậy khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, hận không thể chui xuống đất. Con mẹ nó, Thái A này quá biến thái, có thể chính diện chống lại niết bàn cảnh A. So với Thái A, chúng ta tốt hơn nên trở về thị hoang thế giới cho đỡ xấu mặt nha. Nhìn Thái A, đám người âm quỷ, đường ngũ, thiên su, địa long há hốc mồm, nghẹn họng, sau đó hít sâu một ngụm khí lạnh, thế nhưng trong lòng lại cao hứng không thôi, khuôn mặt vui vẻ.
Thái A, tốt lắm. Mấy chục vạn đệ tử Phi Linh Môn nhìn cảnh tượng giao chiến giống như hủy diệt trên không trung, máu tươi trên người như sôi trào, bắt đầu lớn tiếng hét ủng hộ Thái A. Cha nó, chàng có thấy không, coi như là thời kỳ toàn thịnh chàng cũng không có cách nào làm gì được nhi tử của chúng ta a. Chàng có thể nghỉ ngơi được rồi. Âm Minh Dạ Xoa khẽ ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong đôi mắt đỏ như máu có hai giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, đôi mắt ướt át. Sư phụ, thực lực của lão già kia rất mạnh, hình như vốn là người trong thế giới này, thực lực không bị áp chế, Áo Nghĩa còn có thể áp chế con không làm gì được hắn. Thái A dùng vẻ mặt có lỗi nhìn Lục Lâm Thiên nói, trong lòng có chút đả kích. Con như vậy đã không tệ rồi. Lục Lâm Thiên vỗ bả vai Thái A nói, dù sao đây mới là lần thứ nhất Thái A ra tay, lại là chính diện chống lại với cường giả Niết Bàn Cảnh. Con có cảm giác không lâu nữa con sẽ đột phá tới Niết Bàn Cảnh. Chờ sau khi con đột phá Niết Bàn Cảnh, muốn giết lão gia hỏa này tuyệt đối không thành vấn đề. Ánh mắt Thái A trầm xuống rồi lập tức ngẩng đầu lên nói, vừa rồi giao thủ còn khiến cho hắn nhận được không ít chỗ tốt. Sư phụ biến thái thì coi như thôi, thế nhưng không ngờ tiểu tử ngươi cũng biến thái như vậy. Kim Viên nghe vậy lập tức bất đắc dĩ nhìn Thái A. Ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ. Không ngờ đường đường là người hỏa quỷ đạo thế nhưng ngay cả một tiểu gia hỏa cũng không làm được gì. Trong lúc ánh mắt đám người vây xem chung quanh tràn ngập rung động, trên không trung đột nhiên có một vết nứt không gian từ từ lan tràn, sau đó lập tức có một đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Người này nhìn qua tuổi chừng 60 tới 70, mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, trên người mặc một bộ cẩm bào thêu đồ án hoa văn tinh mỹ, cách ăn mặc cực kỳ khiến cho người ta chú ý. Người này xuất hiện. Cả không gian hỗn loạn dường như có một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho người ta sảng khoái tinh thần. Chỉ có người có thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể nhìn thấy, không gian chung quanh lão giả kia lúc này xuất hiện khe nứt khó có thể nhìn thấy, khí tức còn dung hợp với thiên địa. Phụ thân, nhìn thấy đạo thân ảnh trên không trung, Hướng Vấn Thiên lập tức thở dài một hơi, sau đó tiến lên cung kính hành lễ. Bái kiến gia gia, bái kiến lão bảo chủ. Đám người bên cạnh Hướng Vấn Thiên cũng lập tức tiến lên phía trước cung kính hành lễ với người này. Lão bảo chủ Hướng Hầu Minh của Hướng Gia Bảo cũng tới, lại là một người có tu vi Niết Bàn Cảnh A. Đồn rằng trong vô minh tiểu thế giới chúng ta tổng cộng có hai người có tu vi Niết Bàn Cảnh, so với không ít tiểu thế giới bình thường khác mạnh hơn không ít. Hai cường giả Niết Bàn Cảnh, một là hỏa quỷ đạo Phạm Anh Kỳ lão tổ của Thiên Thủy Môn, người khác chính là lão bảo chủ Hướng Hầu Minh của Hướng Gia Bảo A. Hôm nay thực sự náo nhiệt, hai cường giả Niết Bàn Cảnh đều đi ra. Nghe nói bọn họ đã sớm bế quan Niết Bàn, tại sao lại đi ra? Phi Linh Môn có động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hai cường giả Niết Bàn Cảnh cũng bị kinh động. Trên không trung, lão giả có mái tóc đen cực kỳ chú ý phất tay với đám người Hướng Vấn Thiên, ý bảo đám người này lui ra, ánh mắt lập tức nhìn về phía Thái A, thì thào nói. Tiểu tử may mắn, thậm chí còn có linh khí Áo Nghĩa linh hồn. Nghe vậy Hướng Vấn Thiên lập tức biến sắc, dường như sợ phụ thân mình có ý định với linh khí Áo Nghĩa linh hồn. Nếu như là người khác thì cũng không sao, một kiện linh khí Áo Nghĩa, đặc biệt là linh khí Áo Nghĩa linh hồn, đối với tu luyện giả linh hồn mà nói chính là hấp dẫn không có cách nào cự tuyệt, cho dù có mất mạng cũng phải liều cướp đoạt. Khóe miệng Hướng Vấn Thiên lập tức khẽ nhúc nhích, dường như truyền âm nói với linh động công tử Hướng Hầu Minh trên không trung. Hướng Hầu Minh nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Thái A có chút biến hóa, ánh mắt kinh ngạc cuối cùng nhìn về phía Lục Lâm Thiên mà ngay cả Thái A hắn cũng không có nhìn nhiều. Hướng Hầu Minh, ngươi tới quá chậm. Nhìn thấy Hướng Hầu Minh trên không trung, ánh mắt hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ khẽ biến đổi. Hướng Hầu Minh nhìn hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, khẽ cười nói. Không có biện pháp, bế qua nô âu như vậy cũng nên đi tắm rửa một lần, đổi một bộ y phục khác. Lúc này mới tới được đây, cảnh tượng náo nhiệt như vậy không thể không có mặt a. Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ ngẩng đầu nhìn Hướng Hầu Minh nói. Hướng Hầu Minh, đây là chuyện Thiên Thủy Môn ta, ngươi cứ ở bên cạnh xem náo nhiệt là được rồi. Phạm Anh Kỳ, lão gia hỏa nhà ngươi sống lâu như vậy, chuyện của người trẻ tuổi cứ để cho đám người trẻ tuổi giải quyết đi. Ngươi nhúng tay vào làm cái gì? Hướng Hầu Minh nhìn hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ nói. Hỏa quỷ đạo nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống nói. Hướng Hầu Minh,
chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay vào hay sao? Sao nào, lão tử nhúng tay vào thì làm sao? Lão tử gặp mấy tiểu tử có xương cốt rắn chắc, thích hợp cho việc tu luyện như vậy, ta nhúng tay không được sao? Hiển nhiên Hướng Hầu Minh cũng không sợ hỏa quỷ đạo nhân này, cẩm bào run lên, trực tiếp đối chọi gay gắt. Hướng Hầu Minh, tiểu nhân gian trá nhà ngươi, không phải ngươi vừa ý linh khí áo nghĩa trên người tiểu tử kia sao? Ta sẽ xem ngươi chiếm linh khí áo nghĩa như thế nào. Hỏa quỷ đạo nhân nhìn Hướng Hầu Minh lại trầm giọng nói. Linh khí áo nghĩa trên người tiểu tử kia chúng ta có thể bàn lại, cho dù đến lúc đó toàn bộ là của ngươi cũng được. Thế nhưng những người này hôm nay ta nhất định phải giết. Đám người này giết cháu của ta, diệt đệ tử thiên thủy môn của ta, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng còn sống mà rời khỏi đây. Hướng Hầu Minh nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nói. Phạm Anh Kỳ, ta nói cho người biết, linh khí áo nghĩa ta muốn, bất quá lần này ta lại không cần. Mấy người trẻ tuổi này có quan hệ với Vạn Thiên Liên Minh ta, người dám động vào bọn chúng ta sẽ nhúng tay vào chơi đùa với ngươi một chút. Hướng Hầu Minh, ngươi cố ý đối đầu với ta sao? Sắc mặt hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ triệt để khó coi, hắn hiểu rõ thực lực của Hướng Hầu Minh này, tuyệt đối không ở dưới hắn. Ánh mắt Hướng Hầu Minh khẽ đảo, dường như cũng không muốn trêu chọc Phạm Anh Kỳ này, dù sao gia nghiệp của Hướng gia bảo lớn, nếu như trêu vào Phạm Anh Kỳ khiến cho hắn ta phát điên, thiên thủy môn lại như vậy, đến lúc đó đối với Hướng gia bảo cũng không phải là một chuyện tốt. Ánh mắt biến ảo, Hướng Hầu Minh nhìn sang Phạm Anh Kỳ ngạc nhiên nói. Ta cũng không muốn đối đầu với ngươi, mấy người trẻ tuổi này có chút quan hệ với Vạn Thiên Liên Minh ta, ta cũng không thể mặc kệ, như vậy đi, ta mang bọn họ rời khỏi đây. Lần này coi như bỏ qua. Bỏ cái con mẹ ngươi. Hỏa quỷ đạo nhân lập tức hét lớn một tiếng, sắc mặt tái nhợt, nói. Bọn chúng giết cháu của ta, nếu như thả bọn chúng rời khỏi đây Phạm Anh Kỳ ta thề không làm người. Nếu như ngươi muốn quản cũng được, vậy thì mang mệnh của tôn tử ngươi ra. Nếu như ngươi đồng ý ta sẽ không còn lời nào để nói, nếu như ngươi không muốn thì đừng nói nhảm nữa. Trừ phi ngươi muốn không chết không thôi với ta, bằng không cùng lắm là cá chết lưới rách. Lục Lâm Thiên nhìn lên trên không trung, hắn cũng nhận ra thân phận của lão giả mặc bộ cẩm bào, tóc đen này. Đây chính là lão bảo chủ của Hướng gia bảo, tu vi niết bàn cảnh. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút giật mình, xem ra hắn đã quá coi thường vô minh thế giới. Dù sao vô minh thế giới cũng là trung tâm của vô minh tiểu thiên thế giới, tàng long ngọa hổ a. Có thể có được hai người có tu vi niết bàn cảnh, vô minh tiểu thiên thế giới ở trong các tiểu thiên thế giới khác tuyệt đối có một sức nặng nhất định. Nhìn Hướng Hầu Minh ôm quyền thi lễ, Lục Lâm Thiên nói. Đa tạ tiền bối, ngày hôm nay tiểu tử tới đây nhất định phải giết chết Phạm Sàm lão cẩu, đồng thời cũng không định rời đi. Đa tạ ý tốt của tiền bối. Nghe vậy ánh mắt Hướng Hầu Minh lập tức có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Huyền! Hừ, Hướng Hầu Minh, ngươi có nhìn thấy không? Tiểu tử này không lĩnh tình của ngươi. Chuyện này hiện tại không có quan hệ với ngươi a. Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ cười lạnh nói với Hướng Hầu Minh. Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, bớt châm ngòi thổi gió đi, cũng không cần phải châm ngòi ly gián. Lục Lâm Thiên nhìn hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, trầm giọng nói. Phạm Sàm của Thiên Thủy Môn vì thủ tạ lệnh mà ra tay với ta. Về phần Chiến Thiên Liên Minh sẽ xử trí Thiên Thủy Môn các ngươi thế nào ta cũng mặc kệ, thế nhưng người chủ mưu là Phạm Sàm ta sẽ không bỏ qua, Thiên Thủy Môn nhất định phải bị diệt. Ha ha! Nghe vậy hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ trên không trung cười lớn không ngớt, hai mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, âm trầm nói. Tiểu tạp chủng, ngươi là thứ gì, diệt Thiên Thủ Môn ta? Ngươi đủ tư cách sao? Ngày hôm nay không nghiền nát tiểu tạp chủng ngươi thành cho, người khác còn tưởng rằng Thiên Thủy Môn chúng ta không còn có ai khác. Phạm Anh Kỳ, ngay cả thủ tạ lệnh mà Thiên Thủy Môn các ngươi cũng dám động tay động chân, xem ra lá gan không nhỏ a. Chuyện của tiểu bối không ngờ lão gia hỏa nhà ngươi cũng dám ra tay. Hướng Hầu Minh trầm giọng nói. Hướng Hầu Minh, chuyện này không liên quan tới ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn thay tiểu tạp chủng này không chết không thôi với ta sao? Mắt nhìn Hướng Hầu Minh, hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ giận dữ tới tận cùng nói. Hướng Hầu Minh cũng nhìn chằm chằm vào hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ nói. Phạm Anh Kỳ, con mẹ ngươi đừng có hù ta, không chết không thôi thì thế nào? Chẳng lẽ lão tử lại sợ ngươi? Ta cũng nói cho ngươi biết, người trẻ tuổi kia ta nhất định sẽ bảo hộ,
ngươi không ra tay ta sẽ không ra tay, thế nhưng nếu như ngươi ra tay thì đừng trách ta không khách khí. Hướng Gia Bảo ta chưa từng sợ Thiên Thủy Môn các ngươi. Sau lưng Hướng Gia Bảo còn có Vạn Thiên Liên Minh, về phần Thiên Thủy Môn các ngươi lần này có được Chiến Thiên Liên Minh bảo hộ hay không thì cũng khó mà biết được. Nghe lời Hướng Hầu Minh nói, khuôn mặt Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ càng thêm khó coi, ánh mắt không ngừng âm trầm run rẩy, dường như đang suy tư thứ gì đó. Lời nói của Hướng Hầu Minh đối với Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lúc này tuyệt đối có lực trấn nhiếp cực lớn. Nếu như thực sự không chết không thôi với Hướng Hầu Minh hắn cũng không dám. Suy nghĩ một lát, Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ nhìn Hướng Hầu Minh nói. Hướng Hầu Minh, đây là tự bản thân ngươi nói, ta không ra tay ngươi cũng không được động thủ. Đương nhiên, ngươi không ra tay ta cũng không rảnh mà ra tay. Hướng Hầu Minh nói. Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ hung hăng liếc Hướng Hầu Minh, lại nhìn Phạm Sàm, dường như đang truyền âm nói gì đó. Trên khuôn mặt tái nhợt của Phạm Sàm lập tức nở nụ cười lạnh, nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, không phải ngươi nói muốn giết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi có dám chiến một trận với ta không? Nếu như có thể giết ta thì coi như là ngươi có bổn sự. Giữa không trung, Linh Động Công Tử Hướng Hầu Minh nhìn Phạm Sàm phía dưới, lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên, hai hàng lông mày nhíu lại. Mắt nhìn Phạm Sàm, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nhìn Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ trên không trung, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh. Thân thể chậm rãi bước ra một bước, một cỗ khí thế vô hình quanh thân lan tràn, không gian theo đó cũng run lên. Bước ra một bước, Lục Lâm Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn Phạm Sàm trầm giọng nói. Phạm Sàm lão cẩu, tới đây đi, ta đang có ý đó. Nếu như ngươi có thể giết ta coi như là báo thù cho tiện nhân kiếm nhân kia. Tiểu tạp chủng, ta sẽ chiến một trận với ngươi, có bản lĩnh đi lên đi. Lục Lâm Thiên một câu lão cẩu, hai câu lão cẩu khiến cho Phạm Sàm không nhịn được nữa, sắc mặt tái nhợt, lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng bước về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống cả hư không run lên, gợn sóng trong không gian chuyển thành xương lạnh, khí tức lạnh lẽo từ quanh thân lơ tràn, bao phủ thiên địa chung quanh. Lục Lâm Thiên phất tay, ý bảo đám người Kim Viên và Thái A sau lưng lùi về phía sau một ít, mắt nhìn Phạm Sàm đang từng bước đi tới, chân lại lần nữa bước ra hai bước. Cùng lúc này, lấy thân thể Lục Lâm Thiên làm trung tâm, nguyên lực mênh mông phô thiên cái địa từ trong thân thể tuôn ra. Khí tức bán đạo không còn ẩn giấu mà hiển hiện, khiến cho không gian chung quanh chấn động. Bán đạo chi cảnh. Dưới cỗ khí thế này, Phạm Sàm ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo bào xanh có khí thế khủng bố ngập trời kia, khuôn mặt không khỏi co rúm lại. Hắn biết rõ, 20 năm trước người thanh niên này chỉ là con sâu cái kiến, một phá giới cảnh mà thôi. Trong thời gian 20 năm ngắn ngủi, thanh niên áo xanh này không ngờ lại đạt tới độ cao như vậy. Giờ phút này Phạm Sàm đã hối hận thật sâu, sớm biết có kết quả như ngày hôm nay, nhi tử bị đánh chết, mấy chục vạn đệ tử trong môn bị giết. Chuyện thủ tạ lệnh cũng lộ ra, đến lúc đó khó có thể ăn nói với bên trên. Nếu sớm biết sẽ phát triển tới bước này, lúc trước hắn nên nhẫn tâm một chút, trực tiếp dùng một chưởng đánh chết tiểu tử này. Mà bây giờ hết thảy đều đã muộn, có hối hận cũng không kịp. Thanh niên mặc áo bào xanh trước mắt, lúc trước hắn không đặt vào trong mắt, mà lúc này đã có thể ngạo nghễ đứng trước mặt hắn, một câu lão cẩu, hai câu lão cẩu nhục mạ hắn. Loại biến hóa trong 20 năm này khiến cho Phạm Sàm rung động, nổi giận, nói là rung động và giận dữ còn không bằng nói hắn đang sợ hãi. Sợ hãi thật sâu, trong thời gian 20 năm từ phá giới cảnh đạt tới bán đạo cảnh, chuyện này khiến cho Phạm Sàm tuyệt đối sợ hãi, cho nên ngày hôm nay hắn phải đánh chết tên tiểu tử tai họa này. Giờ phút này Phạm Sàm biết rõ, nếu như bỏ qua cơ hội này, 20 năm sau, thanh niên mặc áo bào xanh khủng bố trước mắt này. Nếu cứ dựa theo phương thức phát triển khủng bố như vậy, thực lực không biết sẽ kinh khủng tới mức nào. Sau mấy bước, Phạm Sàm cũng dừng lại trên không trung, âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tạp chủng, không thể không nói tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh, bán đạo cảnh, chỉ tiếc trong mắt ta ngươi vẫn giống như năm đó, không có bất kỳ khác biệt. Lão cẩu, kẻ sĩ 3 ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngày hôm nay không còn là năm đó nữa. Lục Lâm Thiên cũng không nể mặt mà đả kích Phạm Sàm. Đủ hung hăng càn quấy, chỉ tiếc đây là vô minh thế giới, là địa bàn của ta. Bán đạo chi cảnh trong mắt ta không có bất kỳ lực uy hiếp nào. Dứt lời,
quanh thân Phạm Sàm lập tức có một cỗ khí thế mênh mông, cuồn cuộn lan tràn ra. Dưới cỗ khí thế mênh mông này cả không trung lập tức run rẩy, một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên lan tràn ra, cả không gian tràn ngập băng xương. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, Phạm Sàm không ngờ lại tới bước này.